Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 481, cướp biển. Thấy Tiêu Chính Văn định ra tay, cả người Bạch Thanh Xuyên nổi hết da gà, vừa tức giận vừa sợ hãi nhìn anh, nói, mày muốn làm gì? Tao nói cho mày biết, nếu mày dám làm càn, mày và vợ mày, cả người nhà của mày, đều phải chịu tai họa. Lúc này, đám thiếu gia và tiểu thư nhìn thấy Tiêu Chính Văn lạnh lùng bước về phía họ, cũng hốt hoảng trốn ra sau lưng nhau, đẩy luôn Bạch Thanh Xuyên ra đứng đầu. Bạch Thanh Xuyên lập tức ngây người, quay đầu nhìn đám bạn bè đang trốn còn nhanh hơn cả mình, đang định chửi bậy thì Tiêu Chính Văn đã túm lấy cổ áo hắn, nhấc cả người hắn lên, cách bong tàu mười mấy centimet. Khụ khụ, mày buông ra. Bạch Thanh Xuyên lập tức cảm thấy cổ hắn bị siết chặt, hít thở hơi khó khăn, hắn giãy giụa muốn thoát khỏi tay Tiêu Chính Văn. Những người khác chứng kiến cảnh tượng này đều vô cùng ngạc nhiên. Tên Tiêu Chính Văn này khỏe đến vậy sao? Thiếu gia Bạch, tôi cảnh cáo anh, đừng có được voi đòi tiên, cũng đừng làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến vợ và người nhà tôi, nếu không anh sẽ chết thảm lắm đấy. Không chỉ anh, mà nhà họ Bạch sau lưng anh, cũng sẽ bị xóa sổ, rõ chưa? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, từng câu từng chữ mang theo sự đe dọa. Bạch Thanh Xuyên hồn vía lên mây. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chính Văn, hắn cảm giác như mình đang bị thần chết nhìn, cả người run rẩy, sống lưng lạnh toát. Cảm giác chèn ép thật khủng khiếp. Bạch Thanh Xuyên lớn chừng này, nhưng chưa từng gặp người nào mang đến cảm giác chèn ép mạnh mẽ như vậy, khiến hắn không thở nổi, cũng không dám phản kháng. Sau đó, Tiêu Chính Văn tiện tay ném một cái, Bạch Thanh Xuyên liền ngã xuống đất, cả người ướt sũng mồ hôi. Hắn hít lấy hít để không khí. Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, phẫn nộ siết chặt nắm đấm. Lúc này, Lương Thiên Thủy cũng vội vàng bước tới, đỡ Bạch Thanh Xuyên dậy. Thiếu gia Bạch, anh bớt giận. Bốp! Bạch Thanh Xuyên hùng hổ đẩy Lương Thiên Thủy một cái rất mạnh, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó ôm ngón tay đã lệch khớp, trở về cabin. Lương Thiên Thủy cũng vội vàng đi theo. Cũng may trên du thuyền có nhân viên y tế, nhanh chóng chữa trị cơ bản cho Bạch Thanh Xuyên, còn lại thì phải chờ du thuyền cập bến đến bệnh viện. Lúc này, Bạch Thanh Xuyên đang vô cùng giận dữ ngồi trên sofa màu trắng trong cabin, uống liền mấy ly whisky, còn đập vỡ mấy cái ly, khiến cô nhân viên phục vụ xinh đẹp bên cạnh sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng. Đúng lúc này, Lương Thiên Thụy bước tới, nở nụ cười lạnh lùng gian xảo, nói, thiếu gia Bạch bớt giận. Tôi đã có cách đối phó tên Tiêu Chính Văn kia. Bạch Thanh Xuyên nghe thấy thế, ngẩng đầu lên nhìn Lương Thiên Thụy, hoài nghi nói, anh có cách. Cả con thuyền này chẳng ai đánh lại được anh ta cả. Lương Thiên Thụy mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Bạch Thanh Xuyên, nói, thiếu gia Bạch, chuyện là thế này, thực ra trước khi đến đây tôi đã sắp xếp một nhóm người, chuẩn bị diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Chờ lát nữa, chỉ cần người tôi sắp xếp đến đây. Bọn họ sẽ giả làm cướp biển cướp du thuyền. Đến lúc đó, chỉ cần người của tôi khống chế được Tiêu Chính Văn, thì chẳng phải Khương Vi Nhan và mấy người đẹp còn lại để mặc cho thiếu gia Bạch và chúng tôi chơi đùa sao? Hắn nói được mấy câu, Bạch Thanh Xuyên liền cười khẩy, nói tốt. Tốt lắm. Sau đó, Bạch Thanh Xuyên cạn ly, dùng bàn tay bị thương vỗ nhẹ vai Lương Thiên Thụy, nói Tổng Giám Đốc Lương, anh được đấy. Chỉ cần có thể dạy dỗ tên Tiêu Chính Văn kia. Có được Khương Vi Nhan, sau này, Lương Thiên Thụy anh chính là anh em tốt cùng chung hoạn nạn với Bạch Thanh Xuyên tôi. Lương Thiên Thụy nghe thấy thế thì rất kích động, vội vàng rót đầy một ly rượu, mời Bạch Thanh Xuyên cảm ơn thiếu gia Bạch. Sau này, Lương Thiên Thụy tôi sẽ chỉ nghe theo anh thôi. Lương Thiên Thụy đang rất háo hức. Có thể với tới nhà họ Bạch ở tỉnh, đối với hắn còn đáng ăn mừng hơn là có được Khương Vi Nhan. Một người phụ nữ thôi mà. Lương Thiên Thụy hắn không thiếu. Còn lúc này, du thuyền đã ra tới biển, nhìn quanh bốn phía là một màu xanh thẳm. Chẳng mấy chốc, du thuyền dừng lại, yên lặng trôi nổi trên mặt biển. Không ít người thấy khó hiểu, hỏi ấy, có chuyện gì thế? Sao lại dừng lại? Nhưng, đúng lúc này, từ xa có mấy chiếc cano, trên đó có mười mấy gã đàn ông cầm dao phay và súng tiểu liên, đang gầm rú xông tới. Chiếc cano của bọn chúng chẳng khác gì mũi tên rời cung trên mặt biển, rẽ sóng lướt tới, dấy lên từng đợt sóng màu trắng, động cơ gầm lên, sau đó lượn quanh chiếc du thuyền mấy vòng.
Pằng pằng pằng. Mấy gã đàn ông này chĩa súng lên trời bắn mấy phát. Lần này thì mười mấy thiếu gia tiểu thư nhà giàu và các nhân viên phục vụ trên du thuyền đều hồn vía lên mây, vô cùng sợ hãi. Thuyền trưởng đứng ra kêu lên, chết rồi, gặp cướp biển rồi, mọi người đừng phản kháng nhé. Sao cơ, cướp biển? Trời ơi, sao chúng ta lại gặp phải cướp biển chứ? Toi rồi, chúng ta phải chết trên biển sao? Tôi còn trẻ, tôi còn chưa lấy chồng. Một đám tiểu thư thiếu gia nhà giàu đã bao giờ phải gặp tình cảnh này đâu, lập tức sợ hãi khóc lóc. Khương Vi Nhan cũng vô cùng hoảng hốt, nép sát vào Tiêu Chính Văn, ôm lấy cánh tay anh, nói Tiêu Chính Văn, chúng ta làm sao bây giờ? Sao lại gặp cướp biển chứ? Tiêu Chính Văn nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, đáp em yên tâm, không sao đâu. Lúc này, mười mấy tên cướp biển cầm súng đã lên du thuyền. Bọn chúng có làn da đen cháy, sổ ra một tràng tiếng địa phương rất khó nghe, dồn thuyền trưởng, các nhân viên phục vụ và đám tiểu thư thiếu gia kia, bao gồm cả Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, lên boong tàu. Gã đàn ông cầm đầu khoảng hơn 30 tuổi, trên mặt còn có vết sẹo, trông vô cùng dữ tợn, nói, rất vui khi bọn mày đến địa bàn của tao. Dứt lời, bằng bằng bằng. Gã nổ mấy phát súng lên trời, khiến mọi người trên boong tàu đều che tai, kêu lên sợ hãi. Ha ha ha, đám cướp biển này dường như rất hưởng thụ cảnh tượng trước mắt, nở nụ cười ngông cuồng. Muốn sống thì lấy hết những thứ có giá trị trên người ra đây. Gã đàn ông cầm đầu nói bằng tiếng phổ thông lơ lớ. Sau đó, có hai tên cướp biển cầm túi vải, sau thắt lưng dắt súng tiểu liên, bước tới, lục soát từng người một. Những người không chịu giao nộp đồ có giá trị, còn bị kéo ra ngoài đánh cho một trận, người toàn là máu. Nhìn thấy mấy cô gái xinh đẹp, đám cướp biển này còn vừa lôi vừa kéo đi, muốn cưỡng hiếp. Hiện trường toàn là tiếng rên la. Khương Vi Nhan ngồi xổm bên cạnh Tiêu Chính Văn, che tai, cúi đầu rất thấp, cả người đang run rẩy. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, quét mắt nhìn đám cướp biển này, tổng cộng 14 tên, 6 tên mang súng, còn lại đều là dao phay. Nhưng, điều khiến Tiêu Chính Văn kinh ngạc nhất là, trong đám người đang ngồi xổm ở đây không thấy bóng dáng Lương Thiên Thụy và Bạch Thanh Xuyên đâu cả. Tiêu Chính Văn lập tức hiểu ra. Đúng lúc này, một tên cướp biển đã bước tới trước mặt Tiêu Chính Văn, nói một câu rất khó nghe, mẹ kiếp. Tiền, đưa tao nhanh. Tiêu Chính Văn lắc đầu đáp, tôi không có tiền. Dứt lời, anh đứng dậy, để tên cướp kia lục soát một lượt. Vãi, đồ nghèo rớt mùng tơi, tên cướp kia chửi một câu, chỉ muốn bắn vỡ sọ Tiêu Chính Văn. Nhưng, đúng lúc này, tên cướp kia lại phát hiện ra Khương Vi Nhan đang ngồi xổm bên cạnh anh, mắt gã sáng lên, chìa tay ra vồ lấy cô, nói ôi chao, gái đẹp, cô, đứng lên. Nhưng, ngay sau đó, một tiếng rắc vang lên. Tiêu Chính Văn giơ tay ra, bẻ gãy cánh tay tên cướp biển kia, rồi đá bay gã, khiến gã bay mấy mét, va vào hai người nữa. Đồng thời, anh cướp luôn súng trên người gã. Pằng pằng pằng. Lập tức nổ súng. Chương 482, chết không đối chứng. Mấy tên cướp biển cầm súng lập tức bị Tiêu Chính Văn bắn chết. Thậm chí bọn chúng còn không kịp có phản ứng, đã trúng mấy viên đạn, ngã gục xuống vũng máu. Mấy tên cướp biển còn lại lập tức vứt dao phay, quỳ xuống đất, hai tay ôm đầu. Sự thay đổi đột ngột khiến mọi người đều sững sờ. Tiêu Chính Văn nhanh chóng bước tới, tịch thu súng và dao phay của bọn cướp biển, rồi ném cho đám thuyền trưởng. Sau đó anh nói, mọi người hãy ở yên đây, lát nữa sẽ có người đến tiếp ứng. Dứt lời, Tiêu Chính Văn xoay người, xông thẳng tới cabin. Lúc này, Lương Thiên Thụy và Bạch Thanh Xuyên đang ở trong cabin cười lạnh lùng chờ kết quả ở bên ngoài. Ha ha ha, thiếu gia Bạch, anh nghe đi, chắc chắn là bên ngoài đang đánh nhau. Lương Thiên Thụy cười khẩy nói, chỉ lát nữa thôi, Khương Vi Nhan kia sẽ được đưa vào đây, đến lúc đó, anh có thể tha hồ hưởng thụ cô ấy ở đây. Sắc mặt Bạch Thanh Xuyên đỏ bừng, vừa nghĩ đến việc lát nữa có thể ngủ với người đẹp như Khương Vi Nhan, trong lòng hắn liền dạo dực, kích động. Nhưng, đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng như thần chết vang lên ở ngoài cửa. Bọn mày muốn hưởng thụ ai vậy? Tay Tiêu Chính Văn cầm khẩu súng tiểu liên, bước từng bước xuống bậc thang, trên người tỏa ra sát khí ngút trời.
Giây phút đó, Lương Thiên Thụy và Bạch Thanh Xuyên đều ngẩng đầu lên nhìn, lập tức kinh hãi. Sao, sao anh lại xuống đây? Chẳng phải anh nên bị... Lương Thiên Thụy hốt hoảng, vội vàng đứng dậy, ăn nói cũng lắp bắp. Chẳng phải tao nên bị bọn cướp biển kia bắt, sau đó chúng mày có thể mượn oai của bọn chúng để ra tay thoải mái với các cô gái ngoài kia sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng chất vấn, đã bước đến trước mặt hai người bọn họ. Lương Thiên Thụy sững sờ, nhưng rất nhanh có phản ứng lại, nói anh đã giải quyết đám cướp biển bên ngoài rồi sao? Tiêu Chính Văn tuét miệng cười, giơ báng súng lên nện thẳng vào đầu Lương Thiên Thụy, khiến hắn chảy máu đầu, ngã sấp xuống đất. Đồ cặn bã, Tiêu Chính Văn mắng. Lương Thiên Thụy ôm cái đầu đang chảy máu, ngã dưới đất, một lúc lâu vẫn chưa bò dậy được. Hắn không dám tin một mình Tiêu Chính Văn mà có thể giải quyết hết mười mấy tên cướp biển ngoài kia. Mẹ kiếp, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ở bên kia, Bạch Thanh Xuyên do đã uống nhiều, đến giờ vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Hắn đứng dậy, chỉ vào mặt Tiêu Chính Văn, tức giận gầm lên, mẹ mày. Tiêu Chính Văn, mày muốn chết à? Ngoài kia đều là người của tao đấy. Thế mà mày còn dám hành hung ở đây, mày có tin lát nữa tao sẽ chơi vợ mày trước mặt mày không? Ha ha ha, chắc là phê lắm đây. Bốp! Bạch Thanh Xuyên vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã giơ chân lên, đá thật mạnh vào ngực hắn, khiến hắn bay 2-3 mét, va vào quầy rượu ở sau lưng rồi ngã xuống đất. A! À, Bạch Thanh Xuyên ngã xuống đất, lồng ngực vô cùng đau đớn, khiến hắn lập tức tỉnh táo lại. Phụt! Sau đó, hắn phun ra một ngụm máu tươi, hình như đã gãy mấy cái xương sườn. Mẹ kiếp, đau quá đi mất. Tiêu Chính Văn, mày chết chắc rồi, Bạch Thanh Xuyên gào lên. Tiêu Chính Văn bước lên một bước, chĩa luôn súng vào đầu hắn, lạnh lùng nói, tam thiếu gia nhà họ Bạch, đến giờ này rồi mà mày vẫn còn ngông cuồng như vậy. Mày thực sự không biết chữ chết viết như thế nào sao? Pằng pằng. Dứt lời, Tiêu Chính Văn nổ súng, bắn hai phát đạn sát tai Bạch Thanh Xuyên. Bạch Thanh Xuyên lập tức sợ đến mức hồn vía lên mây, cả người run rẩy, đồng thời mùi nước tiểu bốc lên trong quần hắn. Tiêu Chính Văn cười khẩy, sau đó xoay người bước đến trước mặt Lương Thiên Thụy đang chảy máu đầu, đứng từ trên cao nhìn xuống, hỏi, là do mày sắp xếp sao? Lúc này, Lương Thiên Thụy cố gắng ngẩng đầu lên, đáp cái gì mà tôi sắp xếp, tôi chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả. Tiêu Chính Văn, anh đúng là không coi ai ra gì cả. Dám ra tay đánh người bị thương, còn đánh tam thiếu gia nhà họ Bạch ra nông nỗi này nữa. Bốp! Tiêu Chính Văn tát cho Lương Thiên Thụy một cái rất mạnh, khiến hắn bay mất mấy cái răng, miệng chảy đầy máu. Tao hỏi lại lần nữa, có phải do mày sắp xếp không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Không, Lương Thiên Thụy biết, nếu bây giờ hắn thừa nhận thì sẽ tiêu đời. Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng, xoay người đi, lôi một tên cướp biển ở bên ngoài vào, sau đó chĩa súng vào đầu gã, hỏi, bọn mày do ai cử tới? Tên cướp biển kia sợ phát khóc, cả người run lẩy bẩy, hét lên, là anh Hải bảo chúng tôi tới, xin đại ca đừng giết tôi cũng vì miếng cơm manh áo, tôi thực sự chưa từng làm việc gì trái với lẽ trời. Tôi chỉ đến ra oai thôi. Anh Hải có trên du thuyền này không? Tiêu Chính Văn hỏi. Tên cướp kia lập tức gật đầu, nói có ạ, nhưng đã bị anh bắn chết rồi. Tiêu Chính Văn sửng sốt, không phải chứ, xui xẻo đến vậy sao? Còn lúc này, Lương Thiên Thụy túa mồ hôi lạnh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Anh Hải bị bắn chết, vậy là chết không đối chứng rồi. Cũng may hắn chưa chuyển tiền. Suýt nữa thì bị nắm được nhược điểm rồi. Tiêu Chính Văn cũng biết lần này là chết không đối chứng. Tiêu Chính Văn, sao anh có thể nghi ngờ tôi được chứ? Tôi là loại người đó sao? Lương Thiên Thụy hét lên, nghe như kiểu hắn oan ức lắm. Tiêu Chính Văn nhíu mày nhìn Lương Thiên Thụy, nói tự lo cho mình đi. Dứt lời, anh quay đầu đi thẳng, lên trên bong thuyền. Lúc này, xung quanh du thuyền đã có 6 chiếc tàu cảnh sát biển xuất hiện. Mấy chục cảnh sát biển mặc trang phục chiến đấu, tay cầm súng, nhảy từ trên tàu xuống. Bọn họ nhanh chóng khống chế hiện trường. Lúc Tiêu Chính Văn bước ra, Khương Vi Nhan đã cuống cả lên, bước lên ôm lấy anh, nói, Chính Văn, hu hu hu, em sợ quá. Tiêu Chính Văn mỉm cười, vỗ lưng Khương Vi Nhan, an ủi, được rồi, không sao nữa rồi.
Đám thiếu gia tiểu thư và các thuyền viên bị kinh hãi cũng lần lượt leo lên tàu của cảnh sát biển. Cuối cùng, khi Lương Thiên Thụy và Bạch Thanh Xuyên được nhân viên y tế khiêng ra, bọn họ cũng tức giận trừng mắt với Tiêu Chính Văn. Nhất là Bạch Thanh Xuyên, hắn còn giơ tay ra hiệu đe dọa, hét lên: "Tiêu Chính Văn, mày chết chắc rồi." Sau đó, tất cả đều bị đưa đến cục thanh tra. Mất khoảng nửa ngày, đám người Tiêu Chính Văn mới rời khỏi cục thanh tra. Hết cả hồn. Ra khỏi cục thanh tra, Khương Vi Nhan vỗ lồng ngực, cảm giác sống sót sau tai họa. Tiêu Chính Văn nhíu mày, nhìn Lương Thiên Thụy đầu quấn băng bước lên xe, phát hiện đối phương đang lạnh lùng nhìn mình. "Chúng ta về thôi," Tiêu Chính Văn nói. Khương Vi Nhan gật đầu. Hai người trở về nhà mới. Còn ở bên này, Bạch Thanh Xuyên lúc này đang ở bệnh viện thành phố Tu Hà. Lương Thiên Thụy xách hộp quà bước vào, cố nặn ra nụ cười, quan tâm hỏi han: "Thiếu gia Bạch, anh không sao chứ?" Bạch Thanh Xuyên nhìn thấy Lương Thiên Thụy, liền nổi giận gầm lên: "Lương Thiên Thụy, mẹ kiếp, anh còn mặt mũi đến đây à?" Lương Thiên Thụy nở nụ cười ngại ngùng, nói: "Thiếu gia Bạch, tôi xin lỗi, là tại tôi sắp xếp thiếu Chu Toàn, tôi cũng không ngờ bản lĩnh của tên Tiêu Chính Văn kia lại lợi hại đến thế. Mười mấy tên cướp biển mà cũng không phải là đối thủ của anh ta." Bạch Thanh Xuyên nhíu mày, trong mắt bắn ra sự lạnh lẽo thấu xương, nói: "Tôi đã gọi đệ nhất cao thủ bảo vệ gia tộc của nhà họ Bạch đến rồi. Lần này tôi phải khiến tên Tiêu Chính Văn kia tàn phế. Khiến anh ta quỳ trước mặt tôi, sống không được, chết không xong." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 483, Cao thủ quân vương 3 sao. Bến tàu Tu Hà, đang là giữa trưa, một chiếc tàu du lịch cỡ lớn đang chậm rãi cập bến. Đây là một chiếc tàu tư nhân của nhà họ Bạch ở tỉnh, trên thân thuyền còn phun chữ Bạch màu đỏ. Ở phía trước boong thuyền, một người đàn ông mặc vest trắng đang dõi mắt nhìn những tòa nhà chọc trời ở Tu Hà, mảnh đất giàu có, trong mắt lóe lên tia sáng. Người này không phải ai khác, mà chính là tam thiếu gia nhà họ Bạch trên du thuyền 2 ngày trước Bạch Thanh Xuyên. Đã 2 ngày trôi qua, khí chất lạnh lùng trên người hắn ngày càng rõ ràng, ánh mắt sáng quắc, dường như đang ẩn chứa cơn giận. "Tao trở lại rồi đây, lần này tao phải cho mày đẹp mặt, Tiêu Chính Văn ạ." Gã đàn ông phun ra một câu đầy thù hận, tuy giọng nói bình thản, nhưng sát khí ngập tràn, hình thành một luồng khí thế không ai địch nổi. Đằng sau hắn, một lão già mặc trang phục tôn trung sơn màu xám đang đứng, râu trắng như cước bay theo gió, gò má hóp vào, đôi mắt hơi híp lại, thoạt nhìn có vẻ hiền lành, nhưng khí thế hòa vào tự nhiên kia lại khiến người ta không dám khinh thường. "Tam thiếu gia, lần này đến Tu Hà, bố cậu có dặn không được hành động lỗ mãng, mọi việc phải xử lý thỏa đáng." "Chú Lý, tôi biết, nhưng tôi nuốt không trôi cục tức này." Bạch Thanh Xuyên nhìn những tòa nhà cao tầng trước mặt, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. "Bất kể thế nào thì tôi cũng phải chút cục giận này ra. Thể diện của nhà họ Bạch không cho phép bất cứ ai dẫm đạp cả. Chú Lý, chú yên tâm, tôi sẽ không làm hỏng chuyện lớn của nhà họ Bạch đâu." Bạch Thanh Xuyên nói xong, lão già sau lưng hắn cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ gật đầu đáp: "Vậy tôi xin làm theo lời dặn của thiếu gia." Bạch Thanh Xuyên nhìn từng tòa nhà phía trước, ánh mắt càng lúc càng sáng lên. Từ sau lần trước, mấy ngày nay Lương Thiên Thụy vẫn đang lên kế hoạch cho việc lớn của công ty, cả tập đoàn Thiên Thụy mà hắn thành lập đang căng thẳng bận rộn. Hôm nay, vừa sáng ra, Lương Thiên Thụy đã dẫn theo mấy đàn em đứng chờ ở bến tàu, tiếp đón Bạch Thanh Xuyên. Khi nhìn thấy bóng dáng trẻ tuổi đứng trên boong thuyền ở xa xa, tim hắn đột nhiên thót lên. Chuyện lần trước Lương Thiên Thụy sắp xếp không chu đáo, đã khiến Bạch Thanh Xuyên bắt đầu nghi ngờ năng lực của hắn. Nếu lần này còn để hỏng chuyện, sợ là Bạch Thanh Xuyên sẽ quay sang ghi hận hắn, đến lúc đó, giấc mơ được với tới nhà họ Bạch của hắn sẽ tan thành bong bóng. Lương Thiên Thụy đã lên kế hoạch 2 ngày, lần này, hắn nhất định phải lợi dụng chuyện nhà họ Bạch đến Tu Hà đàm phán hợp tác, để gây áp lực cho nhà họ Khương và Khương Vi Nhan. Như vậy thì nhà họ Khương sẽ gây áp lực cho Khương Vi Nhan chẳng phải sẽ ngoan ngoãn trở thành con vịt nằm sẵn trong nồi sao. Lúc này, chiếc tàu đã cập bến, Bạch Thanh Xuyên mặc vest trắng rất nổi bật, hắn bước từng bước từ boong thuyền xuống, lão già phía sau cũng theo sát. Lần này Bạch Thanh Xuyên xuất phát chỉ mang theo 3 người,
chú Lý, một thư ký và một vệ sĩ. Đối với hắn, có chú Lý rồi thì không cần bất cứ vệ sĩ nào cả. Lương Thiên Thụy vội vàng tiến lên đón, nở nụ cười nói, thiếu gia Bạch, anh đi đường vất vả rồi. Khi ánh mắt hắn chạm phải lão già đứng phía sau Bạch Thanh Xuyên, hắn liền sửng sốt, trước kia hắn từng gặp lão. Rất nhiều năm về trước, khi hắn và bố hắn tham gia một bữa tiệc nào đó trong nước, người bên cạnh gia chủ nhà họ Bạch khi đó chính là lão già này. Chú Lý, không ngờ chú cũng đến, Lương Thiên Thụy vội vàng nói đầy cung kính. Lý lão chỉ lặng lẽ gật đầu, không nói gì. Lúc này, Bạch Thanh Xuyên cười nói, không ngờ chú Lý còn nổi tiếng hơn cả tôi nữa. Lương Thiên Thụy nghe thấy thế cũng bật cười, giải thích, mấy năm trước, tôi và bố tôi đã từng có duyên gặp chú Lý trong một bữa tiệc ở tỉnh. Bạch Thanh Xuyên cũng không truy hỏi, mà bình thản nói, lần này đến Tu Hà, tôi không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn nữa, Tổng Giám Đốc Lương, anh hiểu ý tôi chứ? Cả người Lương Thiên Thụy run rẩy, nặng nề gật đầu đáp, Tam thiếu gia, anh yên tâm, tôi đã sắp xếp tất cả mọi việc thỏa đáng. Bạch Thanh Xuyên ngồi trong chiếc Lincoln dáng dài mà Lương Thiên Thụy sắp xếp, mặt mũi u ám. Thiếu gia Bạch, không biết lần này anh đến định thu mua công ty nhà họ Khương như thế nào, Lương Thiên Thụy ngồi trên xe, hỏi thăm dò. Bạch Thanh Xuyên đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nghe thấy thế thì quay lại, cười như không cười nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Lương Thiên Thụy, bình thản đáp Tổng Giám Đốc Lương, hình như anh đang rất sốt sắng. Lương Thiên Thụy lau mồ hôi lạnh trên trán, ngại ngùng giải thích, thiếu gia Bạch, anh hiểu lầm rồi, tôi cũng là lo nghĩ cho anh mà. Nếu anh có thể thu mua thành công công ty nhà họ Khương, thì đương nhiên Khương Vi Nhan sẽ trở thành miếng thịt ngon của anh. Nếu xảy ra sơ sót gì thì chúng ta cũng có thể chuẩn bị trước. Bạch Thanh Xuyên nhìn Lương Thiên Thụy, nói, đến công ty nhà họ Khương. Được, Lương Thiên Thụy đồng ý. Chẳng mấy chốc, Bạch Thanh Xuyên bước từ trên chiếc Lincoln dáng dài xuống, kéo phẳng bộ vest, ngẩng đầu nhìn công ty nhà họ Khương trước mặt, nhếch mép cười lạnh lùng. Đằng sau hắn là Lý Lão, và đám người Lương Thiên Thụy. Bảo vệ ở cổng công ty nhà họ Khương nhìn thấy vậy, vội vàng cúi đầu khom lưng chạy tới. Lương Thiên Thụy ra tay mời một cách ga lăng, mời Bạch Thanh Xuyên bước vào công ty nhà họ Khương. Mấy người đẹp ở bàn lễ tân vừa nhìn thấy là Lương Thiên Thụy, đi cùng một cậu thanh niên rất nổi bật, đương nhiên là lập tức thông báo với trợ lý của chủ tịch. Chẳng mấy chốc, tin Lương Thiên Thụy đi cùng một người đàn ông thần bí đến công ty đã lan khắp tòa nhà. Hôm nay tâm trạng Tiêu Chính Văn rất tốt, sáng ra đưa Khương Vi Nhan đi làm, rồi ở suốt công ty. Bởi vì sắp đến hôn lễ, có rất nhiều việc anh đều giao cho đám Long Nhị xử lý. Việc anh cần làm bây giờ là ở bên Khương Vi Nhan. Nhờ thời gian này tiếp xúc, Tiêu Chính Văn cũng khá thân thiết với các nhân viên bình thường trong công ty nhà họ Khương. Anh và mấy nhân viên đang xem livestream nói chuyện rất rôm rả, thì nhìn thấy đám người Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên đang vội vàng chạy ra cửa. Ấy, Chủ tịch Khương đi đâu mà gấp vậy? Có người để ý liền hỏi. Nhưng đột nhiên, hai mắt Tiêu Chính Văn lóe lên tia sáng, nhìn chằm chằm ra ngoài cổng, cả người tỏa ra sát khí. Mấy nhân viên bên cạnh cũng bị khí thế bùng phát trên người Tiêu Chính Văn làm cho sợ hãi, mãi không thốt được lời nào. Dưới ánh nhìn của Tiêu Chính Văn, ở cổng công ty, một đoàn 6-7 người do Khương Văn Kỳ đang tươi cười dẫn đầu, bước tới. Bạch Thanh Xuyên, Lương Thiên Thụy. Sao bọn họ lại ở đây? Tiêu Chính Văn nhìn thấy Bạch Thanh Xuyên mặc vest trắng, tinh thần phơi phới, Lương Thiên Thụy đi theo phía sau. Nhưng anh không quan tâm đến bọn họ, người duy nhất khiến Tiêu Chính Văn cảm thấy áp lực chính là lão già mặc đồ Tôn Trung Sơn đang chắp tay đi sau lưng Bạch Thanh Xuyên. Khí thế mạnh quá, tuy đã thu bớt lại rồi, nhưng Tiêu Chính Văn vẫn có thể cảm nhận được ngay. Đồng tử anh co lại, đột nhiên cảm thấy đối phương đến ắt có ý xấu. Lão già này ít nhất cũng có thực lực của quân vương địa cấp 3 sao. Thú vị đây, một nhà họ Bạch nho nhỏ mà lại có cao thủ như vậy. Chương 484, đe dọa để thu mua. Trong phòng họp công ty nhà họ Khương. Hôm nay Khương Vi Nhan mặc chiếc váy đen dài với vòng eo thon gọn, khoác thêm áo vest nữ màu đỏ anh đào, lông mày tinh tế, tóc xoăn gợn sóng. Làn da cô trắng nõn, thân hình hình chữ S đúng chuẩn, khí chất thành thục khiến người khác không kiềm lòng được muốn lại gần.
Loại khí chất nữ thần từ trong ra ngoài này là sự cám dỗ chí mạng với bất kỳ người đàn ông nào. Bạch Thanh Xuyên ngồi đối diện Khương Vi Nhan, mắt hắn để lộ sự thèm muốn mạnh mẽ, lén nuốt nước bọt ửng ực, quan sát Khương Vi Nhan một lượt, lần này hắn phải có được người phụ nữ đang ngồi trước mặt. Bên cạnh còn có đám người Khương Văn Kỳ, Khương Mỹ Nghiên và các lãnh đạo cấp cao quan trọng của công ty nhà họ Khương. Vi Nhan, cô bàn chuyện hợp tác với thiếu gia Bạch cho tốt, chúng tôi đi trước đây. Khương Văn Kỳ đứng dậy, ra hiệu người khác rời đi trước. Dù sao, Lương Thiên Thụy cũng đã lén tiết lộ rằng Bạch Thanh Xuyên chỉ muốn bàn chuyện hợp tác với Khương Vi Nhan. Đối với nhà họ Khương mà nói, có thể bàn chuyện hợp tác với nhà họ Bạch ở tỉnh chắc chắn là cơ hội hiếm có. Mặc dù Khương Văn Kỳ không muốn nhưng ông ta vẫn biết điều dẫn đám người Khương Mỹ Nghiên rời khỏi phòng họp. Thiếu gia Bạch, không biết hôm nay anh đột nhiên ghé thăm là muốn bàn chuyện gì? Đôi môi đỏ của Khương Vi Nhan nhấp một ngụm cà phê Blue Mountain trên bàn, bình tĩnh nói. Cô rất ghét người đàn ông trước mặt này, nhất là ánh mắt hắn nhìn cô đầy vẻ ham muốn thô tục, dù cho hắn có là người nhà họ Bạch thì hắn cũng không che đậy loại ham muốn này. Nếu không phải hắn là tam thiếu gia nhà họ Bạch thì hôm nay Khương Vi Nhan đã không tới gặp mặt hắn. Dù sao, chuyện lần trước ở trên du thuyền vẫn hiện ra rõ ràng trước mắt cô. Sau chuyện đó, Tiêu Chính Văn vẫn luôn nhắc nhở cô phải đề phòng Lương Thiên Thụy và tên Bạch Thanh Xuyên này. Bạch Thanh Xuyên uống một ngụm cà phê, ánh mắt hắn rời khỏi vòng ngực đầy đặn và phập phồng của Khương Vi Nhan, rồi cười tít mắt nói, Giám đốc Khương, cô vẫn khỏe chứ? Từ lúc tạm biệt ở trên du thuyền lần trước tới giờ tôi vẫn còn nhớ tới giọng nói và dung mạo của Giám đốc Khương đấy. Hôm nay tôi tới chủ yếu là muốn bàn chuyện hợp tác một vài dự án với Giám đốc Khương. Đúng vậy, Vi Nhan, lần này thiếu gia Bạch đại diện cho nhà họ Bạch tới tìm hiểu thêm về nhà họ Khương. Nếu hợp tác thành công thì việc nhà họ Khương trở thành một trong 10 gia tộc mạnh nhất trong ngành thiết kế trang trí nội thất ở Tu Hà sẽ nằm trong tầm tay rồi, hơn nữa còn có thể vững bước tiến vào thị trường tỉnh. Lúc này Lương Thiên Thụy ở bên cạnh chen miệng vào. Nhà họ Bạch ở tỉnh. Khương Vi Nhan thản nhiên nói, vì sao công ty chúng tôi không nhận được bất kỳ tin tức nào về việc nhà họ Bạch muốn bàn chuyện hợp tác thế? Giám đốc Khương, Bạch Thanh Xuyên tôi tự mình tới, còn không thể đại diện cho nhà họ Bạch sao? Thời đại hiện nay chú ý tới hiệu quả cao và hợp tác cùng thắng hơn, tôi tin Giám đốc Khương là người biết đánh giá tình hình. Cả Tu Hà này không người nào có thể so sánh được với nhà họ Bạch, tôi bảo nhà họ Khương có thể lọt vào top 10 thì là có thể, tôi bảo nhà họ Khương phải dừng chân ở tỉnh thì cũng có khả năng. Mong Giám đốc Khương hiểu được ý của tôi. Bạch Thanh Xuyên đứng dậy, kiêu ngạo đút hai tay vào túi quần, đứng trước cửa sổ lớn chạm đất rồi nhìn toàn cảnh Tu Hà, dõng dạc nói. Cái mà nhà họ Bạch có là tiền và tài nguyên, lần này tôi tới. Nhà họ Bạch chúng tôi chẳng những muốn bàn hợp tác với nhà họ Khương mà còn muốn hợp tác với Cửu Vinh, Tinh Quang và Quốc tế Vạn Quốc. Bạch Thanh Xuyên mỉm cười tràn đầy tự tin, nói, mà nhà họ Khương mấy người là chạm đầu tiên Bạch Thanh Xuyên tôi tới, tất cả những chuyện này cũng nhờ Tổng Giám Đốc Lương ở bên cạnh đây đã giới thiệu nhà họ Khương. Giám Đốc Khương, cô không nên khiến tôi thất vọng. Khương Vi Nhan cau mày cười đáp, thiếu gia Bạch, nhà họ Khương chúng tôi cũng rất muốn hợp tác với nhà họ Bạch. Nhưng mà, ôi chao, còn nhưng nhị gì nữa, Vi Nhan, có thể hợp tác với nhà họ Bạch là cơ hội cực lớn đó, chẳng lẽ em muốn bỏ lỡ cơ hội một lần trong đời này sao, lúc này Lương Thiên Thụy ở bên cạnh sốt ruột lên tiếng. Vậy thiếu gia Bạch cứ nói thẳng đi, cụ thể hợp tác như nào? Khương Vi Nhan cũng biết đây là cơ hội. Tuyệt, thật dễ chịu khi được giao thiệp với người đẹp lại thông minh như Giám đốc Khương. Bạch Thanh Xuyên cười khì khì. Ra hiệu cho Lương Thiên Thụy nói tiếp. Lương Thiên Thụy ngay lập tức lộ ra nụ cười xảo quyệt như cáo, nói, Vi Nhan, ý của thiếu gia Bạch rất đơn giản, đó là thu mua công ty nhà họ Khương, không biết ý em như nào. Thu mua công ty nhà họ Khương. Tham vọng của nhà họ Bạch lớn quá rồi đấy. Khương Vi Nhan thản nhiên nở nụ cười chế giễu, khoanh tay trước ngực nhìn Lương Thiên Thụy và Bạch Thanh Xuyên, hỏi thu mua công ty nhà họ Khương ư. Đây là ý của nhà họ Bạch sao? Vi Nhan, em nghĩ xem, nhà họ Bạch ở tỉnh là gia tộc lớn nhất nhì, tài nguyên sau lưng vô cùng lớn, được nhà họ Bạch thu mua là nhà họ Khương có thêm chỗ dựa vững chắc, sao mọi người không vui vẻ chấp nhận đi chứ? Lương Thiên Thụy tựa như lão cáo già, âm thầm thêm mắm dặm muối.
Bạch Thanh Xuyên ngồi trên ghế ông chủ, đôi mắt nhìn chòng chọc đôi chân xinh đẹp đang bắt chéo của Khương Vi Nhan, da thịt trắng nõn mềm mại khiến lòng hắn dạo dựng ngứa ngáy. Hắn cười nói, giám đốc Khương, về mặt giá cả thì nhất định nhà họ Bạch tôi sẽ khiến cô vừa lòng, không đối xử tệ với cô đâu. E rằng phải khiến thiếu gia Bạch thất vọng rồi, nhà họ Khương sẽ không chấp nhận bất kỳ vụ thu mua nào. Khương Vi Nhan thẳng thừng từ chối, bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Chỉ cần giá cả thích hợp thì không có chuyện gì là không mua bán được, giám đốc Khương có thể ra giá. Bạch Thanh Xuyên tham lam liếc nhìn bộ ngực đầy đặn và đôi chân trắng trẻo của Khương Vi Nhan. Xin lỗi thiếu gia Bạch, nếu là vụ hợp tác khác thì có lẽ chúng ta có thể bàn tiếp, nhưng việc thu mua này tuyệt đối không được. Khương Vi Nhan đứng dậy, lạnh lùng nói, tiễn khách. Bạch Thanh Xuyên nhíu mày, sắc mặt tối sầm lại, nói, Khương Vi Nhan, cô đang từ chối tôi sao? Sao nào, chẳng lẽ tôi không được từ chối ư? Khương Vi Nhan cười khẩy. Từ trước đến nay, chưa có ai từ chối tôi, cô là người đầu tiên. Tôi mong giám đốc Khương suy nghĩ cho kỹ, tôi đại diện cho nhà họ Bạch, nhà họ Khương được nhà họ Bạch bàn về chuyện thu mua là niềm vinh hạnh của mấy người, hy vọng giám đốc Khương đừng để tôi thất vọng. Bạch Thanh Xuyên đã nói rất rõ, trong lời nói còn có ý đe dọa lộ liễu. Khương Vi Nhan nhíu mày, lạnh lùng đáp, nhà họ Khương chúng tôi không sợ ai cả, cũng không đồng ý bất kỳ vụ hợp tác gây sức ép nào. Bạch Thanh Xuyên cười ha hả, nói tốt lắm, không hổ danh là đóa hoa trong giới thương trường của Tu Hà, thật cá tính. Hắn không thể bỏ qua cho Khương Vi Nhan, hắn nóng lòng muốn đẩy người đẹp này lên giường, đè ép dưới thân, sau đó tự tay xé chiếc váy đen dài trên người cô, tiến sâu vào trong bụi hoa và cảm nhận sự ẩm ướt của dòng chảy. Bạch Thanh Xuyên là gã đàn ông lúc nào cũng có mong muốn chinh phục, hắn cảm nhận được nhịp đập con tim mình và khát vọng của cơ thể. Hắn sốt ruột muốn chinh phục được người phụ nữ trước mặt này. Nhiệt độ trong cả phòng họp chợt giảm đột ngột, không khí lạnh tanh tới mức đáng sợ. Khương Vi Nhan nhìn chằm chằm Bạch Thanh Xuyên, còn đối phương vẫn vô cùng kiêu ngạo ngồi trên ghế, thái độ cao ngạo xa cách, nói, giám đốc Khương, tôi mong cô xem xét cho kỹ, lần này tôi tới, tôi chỉ có hai mục đích, một là thu mua được nhà họ Khương như mong muốn, hai là khiến nhà họ Khương sụp đổ, quyền lựa chọn nằm trong tay cô. Mong là cô suy nghĩ kỹ càng. Anh, đừng ức hiếp người quá đáng. Cuối cùng, Khương Vi Nhan không nhịn được, đôi lông mày lá liễu nhíu chặt. Chương 485, một đấm mà đã thua rồi sao? Ôi chao, Vi Nhan, thiếu gia Bạch làm như vậy cũng là tốt cho nhà họ Khương, em nghĩ xem, sau này nhà họ Khương bọn em sẽ được doanh nghiệp lớn nhà họ Bạch chống lưng, lọt top 10 trong giới kinh doanh, tiến vào giới kinh doanh tỉnh cũng là chuyện trong tầm tay. Em vẫn là giám đốc Khương như cũ, có gì không tốt chứ? Lương Thiên Thụy bên cạnh nịnh hót nói chen vào. Hắn cũng không ngờ rằng thiếu gia Bạch sẽ đột nhiên đề nghị như vậy tới nên không khỏi dương dương tự đắc. Xem ra bước tiếp theo trong kế hoạch của hắn sắp thực hiện được rồi. Không thể nào, nhà họ Khương tuyệt đối không thể bị thu mua. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải do tôi làm chủ. Khương Vi Nhan cao giọng nói, vẻ mặt tức giận. Vậy thì không còn gì để nói nữa. Bạch Thanh Xuyên ngồi đó, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay mình, dáng vẻ kiêu ngạo hống hách. Tiếp đó hắn đứng dậy chắp tay sau lưng, nói với Lý Lão đứng bên cạnh, chú Lý, đưa cô ta đi. Lý Lão gật đầu. Khương Vi Nhan nhìn lão ta từng bước đi về phía mình, cảm nhận được một áp lực long trời lở đất toát ra từ trên người lão. Cô nhóc, xin thứ lỗi. Lý Lão nói xong liền đưa tay ra bắt lấy Khương Vi Nhan. Đúng lúc này, cửa lớn phòng họp lập tức bật ra, Tiêu Chính Văn tùy tiện xông vào nở nụ cười ngây thơ, vợ ơi, em gọi anh à. Trong phòng họp, tất cả mọi người đều sửng sốt, ánh mắt đều tập trung vào Tiêu Chính Văn ngoài cửa. Có tức giận, có hoài nghi căng thẳng, có kích động, còn có sự khó hiểu. Tiêu Chính Văn bình tĩnh bước vào, tiện tay vác theo cánh cửa lớn của phòng họp. Vợ ơi, mọi người đây là... Tiêu Chính Văn đã sớm đứng ngoài cửa nghe được một lúc, lúc này đột nhiên xông vào đây còn cố ý giả vờ không biết, chỉ hỏi vu vơ. Tiêu Chính Văn, ha ha, không ngờ mày tự mình tìm đến cửa. Khoảnh khắc Bạch Thanh Xuyên thấy Tiêu Chính Văn xông vào, lửa giận trong lòng hắn đã bùng lên, hắn chỉ thẳng mặt Tiêu Chính Văn, sắc mặt lập tức trở nên u ám.
Lương Thiên Thụy nhìn thấy Tiêu Chính Văn liền lặng lẽ lùi lại vài bước, đứng trong góc không lên tiếng. Những chuyện như này, hắn lựa chọn âm thầm quan sát. Ôi, đây chẳng phải là thiếu gia Bạch sao? Anh lại đến à, sao không thấy báo một tiếng để tôi tiếp đãi cho đàng hoàng? Tiêu Chính Văn cười ha ha, rất khách sáo bước đến giang hai tay ôm lấy Bạch Thanh Xuyên. Bạch Thanh Xuyên hoảng hốt, tên này có ý đồ gì vậy? Hắn đẩy Tiêu Chính Văn ra, phủi bộ vest đắt tiền của mình rồi nói cút ra. Cũng không xem lại mày có thân phận gì. Thực ra, từ đầu đến cuối Tiêu Chính Văn chẳng thèm để mắt đến Bạch Thanh Xuyên, từ lúc bước vào ánh mắt anh luôn đặt trên người Lý Lão. Mọi hành động của Lý Lão đều nằm trong mắt Tiêu Chính Văn, mà mọi hành động của Tiêu Chính Văn cũng nằm trong mắt của Lý Lão. Vị trí đứng của hai người cũng vừa khéo, Lý Lão chỉ cách Khương Vi Nhan nửa mét, hai tay buông xuống, cặp mắt híp lại thỉnh thoảng lại lóe lên tia sáng. Tiêu Chính Văn đứng cách Bạch Thanh Xuyên nửa cánh tay, trên mặt nở nụ cười nhạt, thời điểm ánh mắt giao nhau với Lý Lão, cả hai bên đều hiểu rõ đối phương. Cao thủ! Trong lòng Lý Lão vô cùng kinh ngạc, lão ta không ngờ trong thành phố Tu Hà này lại có một người mà lão không nhìn ra được thực lực, hơn nữa còn là một thanh niên mới 20 tuổi đầu. Lão ta đã dành cả một đời để đạt được vị trí như ngày hôm nay, nhưng đối phương mới rõ ràng mới chỉ hơn 20 tuổi. Tại sao chứ? Lý Lão cũng không vội hành động, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn mỉm cười, đầu tiên là phá vỡ cục diện bế tắc, hỏi, vợ à, bọn em đang nói chuyện gì thế? Sao anh cảm thấy bầu không khí không đúng lắm? Khương Vi Nhan kích động như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, không ngừng chớp mắt với Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói, nhà họ Bạch muốn thu mua lại nhà họ Khương, em không đồng ý. Tiêu Chính Văn quay mặt lại, mỉm cười nhìn Bạch Thanh Xuyên nói, thiếu gia Bạch muốn thu mua lại nhà họ Khương sao? Bạch Thanh Xuyên thấy phiền khi khuôn mặt Tiêu Chính Văn như sắp dính sát vào mặt mình, lạnh lùng nói, đúng. Sao nào, mày có thể làm chủ sao? Có thể, Tiêu Chính Văn vui vẻ nói, hay là chúng ta nói chuyện nhé? Bạch Thanh Xuyên giật mình, nhìn Khương Vi Nhan, nhếch miệng cười hỏi, giám đốc Khương, chuyện này là sao? Khương Vi Nhan khoanh tay trước ngực, dứt khoát ngồi trên ghế sofa, hất mặt lên, lạnh lùng nói, có chuyện gì thì cứ bàn với anh ấy. Bạch Thanh Xuyên cười khẩy, cũng ngồi xuống theo nói, vậy được, không biết mày muốn nói chuyện gì. Tiêu Chính Văn cười hì hì, thấy Lý Lão không có ý ra tay, cũng ngồi xuống, hai chân bắt chéo nói, đột nhiên tôi không muốn nói chuyện nữa. Mày giở trò với tao à? Bạch Thanh Xuyên đột nhiên nổi trận lôi đình, tức giận đứng bật dậy, phẫn nộ chỉ vào mặt Tiêu Chính Văn mắng, mày có biết kẻ nào giở trò với tao sẽ có kết cục gì không? Tiêu Chính Văn nhún vai, không biết, nhưng tôi biết lần trước có người bị tôi đánh rất thê thảm, hơn nữa tôi đã cảnh cáo hắn nếu như tiếp tục gây sự với tôi hoặc âm mưu báo thù nhà họ Khương thì hắn sẽ chết càng thảm hơn. Bạch Thanh Xuyên tức đến mức lồng ngực sắp nổ tung, quát lớn, được. Chú Lý, hãy cho anh ta biết kết cục khi đối đầu với nhà họ Bạch. Mau đánh hắn tàn phế cho tôi. Lúc này Lý Lão bên cạnh cũng đứng dậy, hai mắt trợn tròn. Hơi thở dồn dập như long trời lở đất muốn áp đảo Tiêu Chính Văn. Lý Lão đã ra tay, một đòn đấm tung ra, y hệt một cơn sóng thần giận dữ, đâm thẳng về phía ngực Tiêu Chính Văn. Bạch Thanh Xuyên cười không ngậm được mồm, trong mắt hắn, Tiêu Chính Văn như người đã chết. Đối địch với hắn thì chỉ có con đường chết. Hắn thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh lát nữa tên này sẽ quỳ xuống đất, khóc lóc cầu xin hắn tha thứ. Lương Thiên Thụy đứng bên cạnh. Trong lòng âm thầm cười khinh bỉ, hắn không rõ thực lực của Lý Lão thế nào nhưng hắn biết, người có thể bảo vệ bên cạnh gia chủ nhà họ Bạch tuyệt đối là cao thủ. Khương Vi Nhan cực kỳ lo lắng, thấy Lý Lão ra tay với Tiêu Chính Văn, cô không nhịn được hét lên, cẩn thận. Tiêu Chính Văn nhướng mày, rồi tung ra một đòn đánh trả. Bịch, mọi người đều kinh ngạc. Nụ cười tươi trên mặt Bạch Thanh Xuyên lập tức héo như hoa tàn. Nhưng điều làm mọi người bất ngờ là Lý Lão lại bị Tiêu Chính Văn đánh lùi lại vài bước chỉ bằng một đòn. Họ lại liếc nhìn Tiêu Chính Văn không hề nhúc nhích, ánh mắt lạnh tanh. Tiêu Chính Văn, anh không sao chứ? Khương Vi Nhan lo lắng hỏi. Hai mắt Tiêu Chính Văn đanh lại, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn chằm chằm lão ta. Lý Lão vung vẩy nắm đấm, hít sâu một hiền hậu cười nói, tốt. Rất tốt,
Thật không ngờ một Tu Hà nhỏ bé lại có thể có một người trẻ tuổi lợi hại như vậy, đúng là hậu sinh khảo ý. Lý lão cũng không tiếp tục ra tay, khí thế trên người lập tức dịu xuống. Tiêu Chính Văn cau mày, cười đáp, cũng bình thường thôi, quá khen rồi. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn ra được, màn đối đầu giữa Tiêu Chính Văn và Lý lão này, Lý lão vậy mà lại thua rồi. Nhất là Lương Thiên Thụy, biểu cảm trên khuôn mặt hắn rất đặc sắc, sắc mặt chợt xám như cho tàn, mày nhíu thật chặt và không nói gì. Bạch Thanh Xuyên còn hơn thế, hắn cũng không ngờ rằng, Tiêu Chính Văn lại có thể hạ gục được chú Lý chỉ với một đòn. Hắn biết rất rõ thực lực của chú Lý vệ sĩ riêng bên cạnh bố hắn, cũng là đại sư võ thuật mà nhà họ Bạch chi tiền nuôi dưỡng mấy chục năm trời. Thực lực quân vương địa cấp 3 sao? Sao có thể như vậy chứ? Chương 486, sát thủ. Bạch Thanh Xuyên nổi giận, chỉ thẳng vào mặt Tiêu Chính Văn, hét lên, chú Lý, mau ra tay đi. Bẻ gãy tay chân anh ta. Trong mắt Bạch Thanh Xuyên, Tiêu Chính Văn là kẻ thù không đội trời chung, Tiêu Chính Văn không chết thì hắn không thể nuốt trôi nỗi căm hận này. Lý lão chưa ra tay mà ghé tai Bạch Thanh Xuyên nói vài câu, thiếu gia, người này không dễ đối phó, hơn nữa ở đây cũng không tiện ra tay, chúng ta cần phải tính kế lâu dài. Bạch Thanh Xuyên nghe xong liền cau mày, nhưng lại chẳng có cách nào khác nữa. Giám đốc Khương, tôi mong cô suy nghĩ thật kỹ, tôi cho cô 3 ngày, đến lúc đó, tôi sẽ quay lại thăm cô đấy. Bạch Thanh Xuyên buông ra một câu tàn độc, tức tối rời khỏi phòng họp. Đợi đám người đó rời đi, Khương Vi Nhan mới giảm bớt áp lực nặng nề, ngồi phịch xuống ghế sofa, toàn thân run rẩy. Tiêu Chính Văn vội đỡ Khương Vi Nhan, ân cần quan tâm cô, Vi Nhan, em có sao không? Nước, nước. Sau khi uống ửng ực hết cốc nước, cô mới thấy đỡ hơn nhiều. Bạch Thanh Xuyên trở về khách sạn, tức tối đập phá đồ đạc, vẻ mặt u ám khiến người khác nhìn vào đều sợ chết khiếp. Sao thế chứ? Rốt cuộc tên đó là ai? Thiếu gia, thân phận của người này cần phải điều tra thêm, thực lực của cậu ta cũng không thua kém gì tôi, hơn nữa tuổi còn trẻ, sức lực cũng mạnh hơn nhiều, thành phố Tu Hà này không thể có người như vậy được. Rất có khả năng là thiếu gia của một thế gia ẩn danh nào đó, đi ra ngoài để trải nghiệm. Lý lão lẳng lặng đứng một bên, nhìn bộ dạng tức tối điên cuồng của Bạch Thanh Xuyên, tâm trạng không chút dao động. Thế gia nào, đi, đi điều tra cặn kẽ cho tôi, Bạch Thanh Xuyên nổi giận. Ngay sau đó, hắn rút điện thoại bấm số gọi, giọng điệu u ám, Phượng Vũ, điều tra cho tôi một người, tiện thể cử thêm mấy tên sát thủ nữa đến đây. Cúp điện thoại, vẻ mặt hung ác vốn có của Bạch Thanh Xuyên trở nên u ám, hắn cười khẩy, tao không tin Bạch Thanh Xuyên tao lại không giết được mày. Hắn muốn độc chiếm Khương Vi Nhan, chỉ cần nghĩ đến thân hình xinh đẹp của cô là hắn đã kích động phát điên lên. Khương Vi Nhan phải là của hắn. Hắn nhất định sẽ tự tay chiếm được cô. Lý lão lắc đầu, cũng không có ý định ngăn cản Bạch Thanh Xuyên làm gì tiếp theo, lão ta biết rõ tính khí của thiếu gia nhà họ Bạch, không ai cản nổi. Khương Vi Nhan giải quyết nốt những việc của công ty, định rời đi thì bắt gặp Tiêu Chính Văn đang đứng ở cửa chính đợi cô. Tiêu Chính Văn, sao anh lại ở đây? Tiêu Chính Văn khẽ cười, đợi em về đó. Khương Vi Nhan khóe miệng cong lên, tỏa ra khí chất của một nữ thần, bước lên trước, đi thôi. Nhưng ngay lúc đó lại đột nhiên xảy ra chuyện. Một chiếc xe thương vụ lao đến như gió, phanh kít một cái, dừng ngay đằng sau Khương Vi Nhan, chặn tầm mắt của Tiêu Chính Văn. Á, thả tôi ra, cứu! Khương Vi Nhan kêu lên. Cô thấy mình bị 3 tên côn đồ bịt mặt, mặc vest đen cưỡng ép lôi lên xe. Soạt, cửa của xe thương vụ đóng lại, lăn bánh rời đi rất nhanh. Lúc Tiêu Chính Văn nhìn thấy chiếc xe thương vụ đen đó, đã biết có chuyện chẳng lành, nhưng khi đó, anh và Khương Vi Nhan đứng cách nhau 5-6 mét. Hơn nữa còn bị chiếc xe kia chắn tầm nhìn, anh thật sự không biết bên phía đó đang xảy ra chuyện gì. Tiêu Chính Văn, cứu em! Giây phút cuối cùng khi Khương Vi Nhan bị bắt lên xe, cô lấy hết sức bình sinh hét lớn. Cô biết, chỉ có Tiêu Chính Văn mới có thể cứu cô. Anh là người cô tin tưởng nhất lúc này, cũng là người đàn ông duy nhất có thể cho cô cảm giác an toàn. Tiêu Chính Văn trợn trừng mắt, anh không ngờ lại có kẻ to gan dám ra tay giữa ban ngày ban mặt như vậy. Tiêu Chính Văn không kịp suy nghĩ nữa, anh nhìn theo chiếc xe thương vụ đang phi như bay,
liền lao theo ra ngoài đường lớn, nhấn ga đuổi với tốc độ 100 m/h. Nhưng Tiêu Chính Văn vừa đuổi theo chưa được bao xa, đã có vài chiếc xe mô tô nhấn ga phi tới, lao thẳng vào anh. Chính xác là một tốc độ chết người, ít nhất cũng phải 120 km/h. Tiêu Chính Văn nhanh chóng lách sang một bên, không cần nhìn, đá bay chiếc xe bên cạnh. Bụp! Chiếc xe bị Tiêu Chính Văn đá mất thăng bằng, ngã lăn ra rồi trượt ra ngoài. Tên sát thủ đeo mặt nạ trong bộ đồ thể thao màu đen trên xe cũng lăn lộn hơn chục vòng, người bê bết máu. Hắn ngã lăn ra đường, không đứng dậy được nữa. Xoẹt! Một âm thanh xé gió vang lên. Một tên sát thủ khác rút con dao dựa sáng loáng ở thắt lưng ra, lao vụt lên, vung dao xuống muốn kết liễu Tiêu Chính Văn ngay trên phố. Nhưng Tiêu Chính Văn giơ tay lên, một cây kim châm sáng loáng phóng ra từ giữa kẽ tay anh, nhắm trúng giữa lông mày của tên sát thủ đó, bay với tốc độ kinh người rồi xuyên qua đầu hắn. Đến lúc chết tên sát thủ vẫn không biết được đối phương đã ra tay như nào, chỉ trợn trừng mắt, toàn thân đổ rạp xuống đất, cả người cả xe trượt dài cả chục mét. Trong lòng Tiêu Chính Văn rất căm giận, anh liếc nhìn chiếc xe thương vụ đã đi xa trước mắt, lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào tên sát thủ còn lại đang lăm le khẩu súng trước ngực. Bằng! Tên sát thủ bóp cò, nòng súng tóe lửa, viên đạn vàng bay ra khỏi nòng súng, lao vút đến nhắm vào ngực Tiêu Chính Văn. Ánh mắt Tiêu Chính Văn đầy lửa giận, ngay khoảnh khắc viên đạn được bắn ra, chỉ trong tích tắc, anh vụt đi như ánh đèn flash. Hả? Tên sát thủ chân chân mắt nhìn Tiêu Chính Văn biến mất từ lúc nào, trong lòng hoảng sợ. Là ma quỷ sao? Trong nháy mắt, tên sát thủ đó cảm nhận được sát khí phía sau, quay đầu nhìn, con dao quân đội năm cạnh lóe lên đâm vào cổ hắn, máu tươi bắn ra cả mét. Tiêu Chính Văn đá văng tên sát thủ đã chết nghèo, sau đó nhảy sang chiếc mô tô đang chạy với tốc độ cao của hắn, rú ga đuổi tìm chiếc xe thương vụ vừa ở phía trước, mà giờ đã biến mất khỏi tầm mắt. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, Tiêu Chính Văn đã hạ gục được ba tên sát thủ. Anh cực kỳ phẫn nộ, không ngờ rằng bọn chúng lại dám bắt cóc Khương Vi Nhan ngay trước mắt anh. Chẳng mấy chốc, Tiêu Chính Văn đã đuổi kịp chiếc xe thương vụ đen, bắt đầu cuộc rượt đuổi như trong phim ngay trên đường phố Tu Hà. Tiêu Chính Văn khom người rú ga vụt lên định chặn đầu chiếc xe thương vụ đó thì thấy cửa xe mở ra, bên trong là một tên sát thủ mặc vest đen lăm le khẩu súng tiểu liên, theo sau truy sát anh một cách điên cuồng. Bằng, bằng, bằng. Giây phút đó, con đường sầm uất nhất ở Tu Hà bỗng biến thành chiến trường cho cuộc đấu súng. Trong phút chốc, cả con phố náo loạn, mười mấy chiếc ô tô cá nhân đâm vào nhau, không ít xe bị bắn trúng, có chiếc xe còn bị đâm vào văng cả lên không trung. Tiêu Chính Văn lái xe lảng tránh trên đường phố hỗn loạn, đồng thời rút điện thoại ra báo cảnh sát. Trong nháy mắt, hàng chục cuộc gọi báo cáo khẩn cấp đổ dồn đến, cục cảnh sát và cục giao thông Tu Hà cũng trở nên hỗn loạn. Đây chắc chắn là cuộc đấu súng ác liệt nhất kể từ khi thành phố Tu Hà được xây dựng. Giữa ban ngày ban mặt mà bọn côn đồ dám cầm súng bắn giết nhau trên đường. Tống Hậu Lượng đang họp ở cục thanh tra thành phố, ngay khi nhận được cuộc gọi báo, liền nhanh chóng thành lập đội tác chiến, vội vã đến hiện trường, đồng thời điều động toàn bộ hệ thống giám sát của thành phố Tu Hà. Cùng lúc đó, trên phố lại xuất hiện thêm vài chiếc mô tô nữa đuổi theo trấn áp Tiêu Chính Văn. Tất cả bọn chúng đều mặc đồng phục, nhìn qua là biết sát thủ được đào tạo bài bản. Nhìn những chiếc mô tô lao ra đuổi theo, ánh mắt Tiêu Chính Văn tối sầm lại, từng tên một dàn hàng ngang phía sau anh, Tiêu Chính Văn hơi kinh ngạc, bọn chúng có sự chuẩn bị từ trước cực kỳ chi tiết. Là ai, ai lại tốn công tốn sức sắp xếp như vậy? Nếu như Khương Vi Nhan có mệnh hệ gì, anh sẽ hối hận đến chết. Tiêu Chính Văn vừa sợ vừa lo. Nếu như người trong xe nóng lòng ra tay với Khương Vi Nhan, thì một người hùng mạnh như anh cũng có thể làm được gì. Tiêu Chính Văn cực kỳ tức giận, anh không thể tha thứ cho chính mình, càng không thể tha thứ cho kẻ nào đứng sau vạch ra kế hoạch này. Cùng với tiếng vù vù của động cơ xe, những chiếc mô tô đã dàn ra chặn đường Tiêu Chính Văn. Chương 487, mày phải chết. Tiêu Chính Văn dừng xe mô tô giữa ngã tư đường, đối diện anh là năm gã mặc vest đen đang liên tục rú ga, những chiếc mô tô phát ra tiếng vù vù ầm ĩ. Tiêu Chính Văn lạnh lùng quan sát, toàn thân tỏa ra sát khí kinh người. Anh nhìn năm người đối diện,
thấy rõ nụ cười lạnh lùng khinh bỉ của chúng qua lớp mũ bảo hiểm. Khoảng cách giữa hai bên ước chừng 10 mét, đối với mô tô mà nói thì chỉ cần vài giây để áp sát. Hai gã trong số đó tăng ga, lao nhanh về phía Tiêu Chính Văn, đồng thời rút mã tấu trong người ra, chém thẳng về phía đầu anh. Đôi mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, lập tức nhả phanh, tăng ga lao xe về phía hai gã đó. Tại thời điểm hai gã kia vung dao ra chém, Tiêu Chính Văn nhấc cao đầu xe, toàn bộ phần đầu xe được nhấc lên không trung. Keng! Lưỡi dao chém trúng đầu xe, bắn ra tia lửa. Hai tay Tiêu Chính Văn vẫn nắm chặt tay lái, cả người bay lên cao, tung một cước đá bay tên bên phải ra khỏi xe. Sau đó, anh lại vững vàng ngồi trên xe, cả người và xe tiếp đất nhẹ nhàng, một pha di chuyển tuyệt đẹp như trong phim. Tên cầm đầu đứng phía sau ba gã còn lại, trông thấy thực lực Tiêu Chính Văn bất phàm như vậy, khóe miệng âm thầm cười khẩy, móc từ trong ngực ra một khẩu súng ngắn rồi nhắm ngay sau lưng Tiêu Chính Văn mà bóp cò. Đoàng! Một tiếng súng vang lên, viên đạn xé gió lao tới bắn vào phía sau lưng Tiêu Chính Văn. Không kịp suy nghĩ, anh liền quay lưng lại, trong tay phóng ra cây dao găm quân đội năm cạnh về phía ba người đằng sau. Tất cả sự việc diễn ra trong tích tắc. Đối phương căn bản không ngờ được rằng Tiêu Chính Văn sẽ giấu dao găm quân đội trong người, chúng trơ mắt nhìn dao phóng về phía mình. Rầm! Hai tên trong số đó ngã xuống, dao găm quân đội năm cạnh sáng quắc đâm thẳng xuyên lồng ngực chúng, máu nhuộm đỏ thấm cả một mảng áo. Tên cầm đầu kia nghiêng người tránh được, dao găm quân đội năm cạnh đâm trúng cánh tay hắn. Hắn vừa chuẩn bị nổ súng lần nữa thì nhận được chỉ thị từ tai nghe. Hắn lạnh lùng trừng mắt liếc xéo Tiêu Chính Văn rồi quay đầu xe rời đi. Tiêu Chính Văn cũng không ngốc đến mức buông tha cho đối thủ định bỏ chạy, anh nhanh chóng đuổi theo hắn. Khi Tiêu Chính Văn đuổi theo đến bãi đỗ xe bỏ hoang, anh nhìn thấy một chiếc mô tô vứt ở đó, cùng với vài chiếc xe thương vụ màu đen. Ha ha, thằng danh, mày giỏi lắm, dám đuổi tới nơi này, đúng là không sợ chết. Một người đàn ông mặc quần áo thể thao màu đen, trên mặt đeo kính râm, ở thái dương có một vết sẹo dữ tợn, ngồi trên đầu một chiếc xe hỏng ở bãi đỗ xe. Tay hắn đùa nghịch con dao găm sáng loáng, mắt nhìn Tiêu Chính Văn xuất hiện ở góc đường, khóe miệng không khỏi nhếch lên nụ cười nham hiểm. Tiêu Chính Văn đứng ở cửa bãi đậu xe bỏ hoang, chăm chú quan sát. Có tổng cộng 5 người, 4 nam 1 nữ, ngoài trừ kẻ vừa mở miệng nói chuyện kia, còn lại 4 tên người khác hoặc ngồi hoặc đứng bên cạnh hắn. Người phụ nữ mặc quần đùi da và áo yếm màu đen, lại khoác thêm một chiếc áo khoác bằng da cùng màu, tóc tết kiểu đuôi ngựa, dắt hai thanh mã tấu ở hai bên hông. Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, toát lên vẻ hung hăng hiếu chiến. Cả 5 người đều là những nhân vật lợi hại hung tợn. Tiêu Chính Văn nhìn lướt qua từng người, đánh giá thực lực của chúng, đều là cấp bậc quân vương chuẩn một sao. Đặc biệt là người đàn ông đeo kính râm đang nghịch dao găm trong tay kia. Hẳn phải là sức mạnh quân vương huyền hay sao? Tuy nhiên, trong mắt Tiêu Chính Văn, những kẻ này đều không đáng nhắc tới. Lúc này anh đang bừng bừng lửa giận, ai dám ngăn cản anh chính là đi tìm cái chết. Này, thằng danh con, đến đây rồi thì bỏ mạng lại đi. Một gã đàn ông cao to có vẻ ngoài dữ tợn đắc ý cười nói, cánh tay hắn quấn băng, rõ ràng hắn chính là gã lái mô tô lúc nãy đã bỏ chạy. Mày phải chết. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt lóe lên tia rét lạnh, khiến gã đàn ông lái mô tô run lẩy bẩy. Ánh mắt quái quỷ gì thế? Sao lại kinh khủng thế này? Đây là lần đầu tiên gã lái mô tô nhìn thấy ánh mắt khủng bố như vậy, giống như Diêm Vương bước ra từ 9 tầng địa ngục, khiến hắn thất thần. Thật ngạo mạn, mày đúng là chán sống rồi. Gã lái mô tô lập tức tỉnh táo lại, lao nhanh tới, siết chặt nắm đấm. Đánh thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, không hề nương tay, lập tức phản đòn dùng một tay giữ chặt nắm đấm của hắn. Sau đó, anh đá một cước thật mạnh vào chính giữa lồng ngực hắn ta. Bịch! Cú tung chân mạnh mẽ đá hắn bay ra xa 5 mét, ngã vào đống xe phế liệu phía sau. Ầm ầm! Một loạt xe phế liệu phía sau bị va đụng mạnh, ầm ầm đổ xuống, toàn bộ đè lên người gã lái mô tô. Không rõ hắn còn sống hay đã chết. 4 tên sát thủ còn lại trông thấy Tiêu Chính Văn đá bay gã lái mô tô chỉ bằng một cước, lập tức nâng cao cảnh giác. Tiêu Chính Văn siết chặt nắm đấm, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo vô hạn.
nói cho tao biết, kẻ đứng sau chúng mày là ai. Ha ha, quả nhiên có chút thực lực, nhưng chúng tao cũng có quy tắc riêng, muốn biết thì tự tới đây mà hỏi. Tên đeo kính đen cũng không thèm để ý tình trạng gã lái mô tô, hai mắt hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, sát khí ngút trời. Tao đã cho chúng mày cơ hội, nếu vẫn muốn chết thì tao sẽ cho chúng mày được toại nguyện. Tiêu Chính Văn thấp giọng quát, giọng nói lạnh lùng cực điểm. Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc áo choàng tắm màu trắng, đang ngồi trong phòng tổng thống, thảnh thơi nghe nhạc. Hắn đang nhìn Khương Vi Nhan nằm trên giường lớn, ánh mắt lộ ra vẻ thèm khát bỉ ổi. Không ai khác, hắn chính là Bạch Thanh Xuyên. Cuối cùng cũng cướp được người phụ nữ này về tay. Hắn đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. So với đám hot girl nổi tiếng trên mạng ở tỉnh, Bạch Thanh Xuyên yêu thích người phụ nữ như Khương Vi Nhan hơn. Cảm giác chinh phục này rất kích thích. Hắn nhấp một ngụm rượu vang trên bàn, sau đó khẽ ngân nga một giai điệu, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi bước đến gần Khương Vi Nhan, cúi người xuống, chóp mũi ghé vào vai Khương Vi Nhan khẽ ngửi, lộ ra vẻ say mê, thật tuyệt vời. Bạch Thanh Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Khương Vi Nhan, sau đó vuốt nhẹ từ trên đầu xuống vai, cảm nhận làn da trắng nõn non mịn của cô, sau đó đưa tay kéo khóa váy sau lưng. Tuy nhiên, đúng lúc này, Khương Vi Nhan đột nhiên tỉnh lại, cảm nhận được bên cạnh có người, lập tức xoay người lại, nhìn thấy Bạch Thanh Xuyên đang nở cười xấu xa dâm đãng. Là anh, đây là đâu, sao tôi lại ở đây? Khương Vi Nhan vô cùng sợ hãi, đầu óc choáng váng. Cô chỉ nhớ mình bị bắt lên xe, rồi sau đó bị ai đó làm cho hôn mê, vừa tỉnh lại thì đập ngay vào mắt là Bạch Thanh Xuyên đang mặc áo choàng tắm. Khương Vi Nhan trốn vào góc giường, dáng người xinh đẹp cùng làn da trắng nõn vô cùng quyến rũ. Cô muốn bỏ chạy nhưng người lại không có chút sức lực nào, đầu óc cũng choáng váng. Tiểu thư Khương, cô tỉnh rồi à? Bạch Thanh Xuyên tỏ vẻ quan tâm tiến lại gần, định chạm vào má Khương Vi Nhan, nhưng bị cô nghiêng người tránh né. Cút đi, đồ cầm thú, anh làm như vậy là phạm pháp, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh. Khương Vi Nhan không phải kẻ ngốc, cô chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán được mối quan hệ thiệt hơn trong chuyện này. Chương 488, không ngại giết mày. Là Bạch Thanh Xuyên ra chỉ thị. Hắn có ý định bất chính với cô. Bạch Thanh Xuyên cười lạnh lùng, bóp lấy chiếc cằm trắng nõn mềm mại của Khương Vi Nhan, nhìn cô đầy thèm thuồng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hưng phấn như hôm nay, gương mặt này thật thanh tú, hơi thở, khí chất của cô quyến rũ lòng người, và cả dáng người này nữa, khiến hắn ngứa ngáy không thôi. Hắn nhếch miệng, nói, Khương Vi Nhan, tôi rất thích cô. Người phụ nữ mà Bạch Thanh Xuyên tôi muốn có, tôi chưa bao giờ để vuột mất. Chỉ cần sau ngày hôm nay, cô sẽ là người phụ nữ của tôi. Tới lúc đó, cô có thể làm cô chủ nhà họ Bạch vô tư âu lo, mà nhà họ Khương cũng sẽ trở thành công ty thiết kế trang trí hạng nhất ở Tu Hà, không phải rất tốt sao? Khương Vi Nhan đẩy Bạch Thanh Xuyên ra, đôi lông mày lá liễu nhíu chặt, có chút yếu ớt nói, Bạch Thanh Xuyên, tôi cảnh cáo anh, đây là Tu Hà, không phải là chỗ nhà họ Bạch anh. Hành vi hiện tại của anh là phạm pháp đấy. Bạch Thanh Xuyên đứng dậy, cười đầy chế nhạo, dang rộng hai tay nói, phạm pháp. Thử hỏi xem, ai biết tôi và cô đang làm cái gì trong căn phòng này chứ? Cho dù người ta biết, ai dám ra ngoài nói nhảm. Tới lúc đó, gạo nấu thành cơm, cô làm gì được? Trong lòng Khương Vi Nhan càng thêm sợ hãi, cô biết Bạch Thanh Xuyên đã hạ quyết tâm muốn gây bất lợi cho cô. Cô phải tìm cách kéo dài thời gian đến khi Tiêu Chính Văn tới cứu cô. Đúng vậy, bây giờ cô chỉ có thể tin vào Tiêu Chính Văn. Đừng lo, tôi sẽ yêu cô hết lòng, cô là người phụ nữ đầu tiên tôi muốn chiếm được như vậy. Bạch Thanh Xuyên lộ rõ bản chất của mình, lao về phía Khương Vi Nhan như hổ vồ. Lúc này, bên phía Tiêu Chính Văn. Tác thành cho bọn tao. Ha ha, tốt nhất là mày nên nắm rõ tình hình hiện tại đi. Là bọn tao muốn cái mạng của mày. Hai người đàn ông rút ra hai khẩu súng lục từ trên eo, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn một cách mỉa mai. Nếu không phải người mua yêu cầu bọn họ phải mang người còn sống về, thì Tiêu Chính Văn đã thành xác chết từ lâu rồi. Tiêu Chính Văn nhìn bọn họ một cách lạnh lùng rồi đưa mắt sang người đàn ông đeo kính râm. Phí lời với nó làm gì, bẻ gãy tứ chi đưa đến địa điểm bàn giao là được, nhận tiền rồi đi luôn. Đừng chậm trễ nữa, ra tay luôn đi.
Được, để tao. Hai tên sát thủ nhìn nhau, chĩa súng vào tay chân của Tiêu Chính Văn. Nhưng ngay lúc định bóp cò, bọn họ kinh ngạc phát hiện Tiêu Chính Văn đã biến mất. Ngay sau đó, cả hai đều cảm nhận được một luồng sát khí truyền đến từ phía sau, sát khí này còn mạnh hơn sát khí trên người bọn họ gấp nhiều lần. Bọn họ đều là những người đã sống sót trên chiến trường, đều đã trải qua sinh tử. Tuy nhiên, lúc này lại không nhìn được mà run lẩy bẩy, bởi vì luồng sát khí đó dường như biến thành một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên ngực bọn họ. Đến khi bọn họ nhướng mày nhìn trước ngực thì thấy một con dao quân đội năm cạnh nhuốm đỏ máu, đâm vào ngực bọn họ từ phía sau. Đau! Đau đến thấu tim can! Một tên còn cảm nhận rõ ràng cơn đau trong lồng ngực đang lan ra như hoa nở, không ngừng chảy máu, như cảnh báo sinh mạng của hắn sắp phải kết thúc. Hắn bỗng phát hiện ra người đàn ông như ma quỷ đang đứng phía sau, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, tao đã cho chúng mày cơ hội, chúng mày lại không biết trân trọng, trách ai được nữa. Bịch! Hai xác chết ngã xuống đất. Tiêu Chính Văn xuất hiện ở phía sau một người bọn họ, ánh mắt u ám như băng, nhìn chằm chằm đôi nam nữ sát thủ đeo kính râm đang sững sờ, lạnh lùng nói, tao cho chúng mày một cơ hội cuối cùng, hoặc là nói cho tao biết chủ nhân đứng phía sau chúng mày, hoặc là bỏ mạng sống ở đây giống như hai tên kia. Gió lạnh thổi qua, tại một bãi xe khổng lồ bỏ hoang, hai thi thể nằm trong vũng máu. Đôi mắt Tiêu Chính Văn lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nhìn người đàn ông đeo kính râm ngồi trên mui xe ô tô phế thải và người phụ nữ phía sau hắn, cả người nổi lên sát khí nồng đậm. Chết tiệt! Tên này rốt cuộc là ai? Người đàn ông đeo kính râm cuối cùng cũng mất đi vẻ bình tĩnh trước đây, đôi mắt hiện lên vẻ sợ hãi tột độ. Hai người này đều là sát thủ có thực lực tương đối mạnh trong tổ chức, nhưng dù vậy, trước mặt Tiêu Chính Văn bọn họ vẫn không khác nào con kiến, trong nháy mắt đã bị đối phương giải quyết. Người đàn ông đeo kính râm thậm chí còn không nhìn thấy đối phương ra tay như thế nào. Cao thủ! Cao thủ của cao thủ! Người đàn ông đeo kính râm rốt cuộc cũng hiểu được ý nghĩa của cái chết, lúc này đây, hắn chưa bao giờ luống cuống như vậy, hai tay không kìm được mà run lên bần bật. E là nhiệm vụ này sẽ phải kết thúc trong thất bại. Rốt cuộc mày là ai? Người đàn ông đeo kính râm đứng dậy, nắm chặt con dao găm trong tay, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng hỏi, lẽ nào chủ nhân của mày không nói cho mày biết tao là ai à? Ngông cuồng quá đấy, đi chết đi. Người đàn ông đeo kính râm chủ động trước, hai chân dùng sức nện xuống đất, cả người lao nhanh, dao găm trong tay hóa thành tia sáng lạnh lẽo, đâm thẳng vào ngực Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhíu mắt, quả nhiên không thể coi thường thực lực của đối phương, nhưng trong mắt anh, tất cả đều vô dụng. Anh cúi người sang một bên để tránh, đồng thời giơ chân lên, huýt đầu gối đập vào ngực người đàn ông đeo kính râm. Giác! Tiếng xương sườn gãy. Người đàn ông đeo kính râm không nhìn ra Tiêu Chính Văn làm cách nào tránh được cú đánh thần tốc của hắn. Đây chính là tuyệt kỹ của hắn, có biết bao người đã chết dưới chiêu này của hắn chứ? Nhưng hôm nay, anh đã phá vỡ chiêu này. Chỉ trong chốc lát, hắn cảm thấy lồng ngực của mình bị đánh một lực vô cùng mạnh, giống như bị sét đánh trúng. Gãy ít nhất 3 chiếc xương sườn. Nhưng trận đánh vẫn chưa kết thúc. Tiêu Chính Văn giơ tay bóp chặt cổ người đàn ông đeo kính râm, tay còn lại nhanh chóng siết cổ tay đang cầm dao găm của hắn, sau đó dùng sức bẻ, cắm thẳng dao vào ngực trái. Phịch! Máu tươi không ngừng tuôn ra. Sau cùng, người đàn ông đeo kính râm ngã xuống đất, hai mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chủ nhân của mày ở đâu? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Giết! Giết tao đi! Tên đeo kính râm đúng là một người đàn ông chính hiệu. Không hé ra nửa lời. Tiêu Chính Văn nhướng mày, tăng thêm lực tay, xoáy con dao găm cắm ở ngực trái của người đàn ông đeo kính râm. A! À, tiếng hét vang dội một góc trời khiến hàng chục con chim đang đậu bị dọa bay đi mất. Lần cuối cùng, hắn ở đâu? Đôi mắt Tiêu Chính Văn âm u như trời bão, trong lòng đã nổi lên ý định giết người. Chủ nhân đang... Pằng pằng! Hai tiếng súng bắn vang lên liên tiếp. Tiêu Chính Văn nhanh chóng kéo người đàn ông đeo kính râm chắn trước mặt, cả hai viên đạn găm vào lưng hắn. Nữ sát thủ lúc này thấy bắn hụt, cũng không tiếp tục tấn công nữa mà nhanh chóng rời khỏi đây. Tiêu Chính Văn cau mày, nhìn người đàn ông đeo kính râm nằm trên mặt đất đang nôn ra máu,
liền biết không thể hỏi được thông tin gì nữa. Sau đó, anh lập tức bấm điện thoại cho Tống Hậu Lượng, lạnh lùng nói, cha ra chưa? Bên phía Tống Hậu Lượng, anh ta đã sử dụng toàn bộ mạng lưới camera và lực lượng tuần tra trong thành phố, cung kính nói, tôi tìm được rồi, hắn đi vào bãi đỗ xe của khách sạn quốc tế Vạn Quốc, chủ soái, anh đừng vội vàng hành động, đối phương là người nhà họ Bạch ở tỉnh, người của tôi sắp tới rồi. Cốp, điện thoại đã bị cúp. Tiêu Chính Văn nhanh chóng xuất phát, lúc ấy, bầu trời phía sau anh như bị bao phủ bởi mây đen. Chương 489, phế mày. Khách sạn quốc tế Vạn Quốc, tại căn phòng Tổng thống. Ha ha, Khương Vi Nhan, cô theo tôi đi, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô thật tốt. Bạch Thanh Xuyên xé rách một mảnh vải từ chiếc váy dài của Khương Vi Nhan, đưa lên chóp mũi người, khóe miệng nhếch lên, lộ rõ nụ cười dâm đãng. Khương Vi Nhan cuộn tròn trong góc, tay cầm đèn bàn, váy bị xé không đủ để che toàn thân, cô không ngừng khóc, giọng nói khàn khàn, cút đi. Đừng tới đây, đừng tới đây. Cứu tôi với, cứu tôi với. Khương Vi Nhan tuyệt vọng hét lên, nhưng trong căn phòng rộng lớn, ngoài tiếng la hét của cô và nụ cười tục tĩu của Bạch Thanh Xuyên, thì không còn một âm thanh nào nữa. Cô nhìn Bạch Thanh Xuyên đang bước từng bước về phía mình, chậm rãi cởi áo choàng tắm, lộ ra thân thể dâm đãng. Khương Vi Nhan cảm thấy tuyệt vọng, khóe mắt lăn dài từng giọt. Cô hy vọng biết bao sẽ ai đó tới cứu cô, hy vọng biết bao. Bạch Thanh Xuyên vui vẻ cười ha hả, lao về phía Khương Vi Nhan đang ở trong góc, hắn đã đợi giây phút này quá lâu rồi, hôm nay hắn phải thưởng thức món ngon đỉnh cao này mới được. Hắn hôn lên cổ Khương Vi Nhan, ôm lấy vòng eo thanh tú của cô, ném mạnh xuống giường, sau đó cúi xuống, siết chặt hai tay Khương Vi Nhan. Liều mạng muốn chiếm hữu thân thể của cô. Cơ thể này quá tuyệt vời. Khương Vi Nhan không ngừng chống cự, gào hét thật lớn. Ngay giây cuối cùng, Khương Vi Nhan tuyệt vọng hét lên, Tiêu Chính Văn. Rầm, bịch bịch bịch, trong phòng vang lên tiếng động dữ dội. Khương Vi Nhan nhắm chặt hai mắt, cảm giác bị Bạch Thanh Xuyên đang đè trên người dường như biến mất. Cô đột nhiên mở mắt ra liền nhìn thấy một bóng người cao lớn dũng mãnh xuất hiện ở trước mặt. Mang theo lửa giận thấu trời. Tiêu Chính Văn hoàn toàn nổi giận, nhìn chằm chằm Bạch Thanh Xuyên với ánh mắt như phun ra lửa, duỗi chân đạp hắn bay ra ngoài. Anh chưa bao giờ giận dữ như hôm nay. Anh chưa bao giờ muốn giết một người như lúc này. Chạm vẩy ngược của rồng, giết không tha. Anh quay đầu nhìn, thấy váy của Khương Vi Nhan bị xé thành nhiều mảnh, lộ ra áo lót bên trong, anh nhanh chóng cầm lấy chăn che người cô, sau đó cúi người ôm lấy vai cô. An ủi nói, anh tới rồi, không sao rồi. Khương Vi Nhan vẫn còn đang sững sờ, hai tay ôm chặt chăn, cảm nhận cái ôm chân thật ấm áp kia, cả người đều phát run. Anh ấy tới rồi, là anh ấy. Không sao đâu, mọi chuyện vẫn ổn. Tiêu Chính Văn không ngừng an ủi. Khi tâm trạng của Khương Vi Nhan ổn định lại một chút, anh mới buông lỏng tay ra, khẽ vén những sợi tóc vương vãi trên trán cô, nhẹ nhàng nói, chuyện còn lại giao cho anh. Sau đó, Tiêu Chính Văn đứng dậy đi vài bước đến chỗ Bạch Thanh Xuyên đang nằm rên rỉ trên mặt đất. Sao mày lại ở đây được chứ? Bạch Thanh Xuyên ôm ngực, dường như lại bị gãy vài cái xương sườn, đau đến mức mãi không đứng dậy được. Đáng sợ hơn là Bạch Thanh Xuyên thậm chí còn không nhìn thấy Tiêu Chính Văn đi vào như thế nào, chưa gì đã bị đá bay lên không trung. Người đàn ông này có phải là ma không vậy? Bốp! Tiêu Chính Văn dùng lực vả Bạch Thanh Xuyên một cái thật mạnh, khiến hắn văng mất vài cái răng. Phụt! Bạch Thanh Xuyên nôn ra mấy ngụm máu, sắc mặt u ám, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, hét lớn, mày đang tìm đường chết đấy. Mày biết hậu quả của việc này là gì không? Mặc dù trong lòng Bạch Thanh Xuyên vẫn còn nghi ngờ, nhưng cái tát này đã khiến hắn trở về thực tại, hiện thực là Tiêu Chính Văn đã xuất hiện ở căn phòng này. Hơn nữa còn chuẩn bị dạy cho hắn một bài học. Bạch Thanh Xuyên, mày đáng chết. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên sát ý. Hừ, Bạch Thanh Xuyên và Tiêu Chính Văn nhìn nhau, cả người như bị điện giật, hắn cảm nhận được luồng sát khí từ trong mắt Tiêu Chính Văn, không khỏi thất thần. Bịch, Tiêu Chính Văn không nói thêm lời thừa thãi nào, đứng dậy giơ chân nện vào ngực Bạch Thanh Xuyên, sức lực dưới chân mạnh đến mức đập vỡ cả gạch lát nền. A! À, Bạch Thanh Xuyên hét lên một tiếng, lồng ngực giống như bị một lực nặng nghìn cân đập vỡ.
Mày, buông ra, mày đánh tao thế này là đối đầu với nhà họ Bạch sẽ không tha cho mày đâu. Bạch Thanh Xuyên nhìn cơn đau dữ dội, sắc mặt tím tái, hắn ôm chân Tiêu Chính Văn, cảm thấy khó thở. Làm kẻ thù của nhà họ Bạch cũng không sao, mày dám thỏ răng nanh tới người phụ nữ của tao, tao liền thay nhà họ Bạch nhổ sạch răng nhanh của mày. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, giọng điệu trầm thấp, giống như quỷ vương dưới 9 tầng địa ngục, nói, lần này, tao không ngại giết mày đâu. Trong lòng Bạch Thanh Xuyên trở nên run lẩy bẩy. Hắn nhìn ra được sự uy hiếp chết người trong ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chính Văn, rất thật, cứ như chỉ cần đối phương búng tay là có thể giết chết hắn. Tại sao hắn không nghe lời chú Lý mà cứ muốn ra tay với Tiêu Chính Văn? Lúc này Bạch Thanh Xuyên rất hối hận, nóng lòng quỳ xuống cầu xin Tiêu Chính Văn tha mạng. Nhưng nào có giải quyết được vấn đề, hắn là tam thiếu gia nhà họ Bạch, là con cháu đời sau của nhà họ Bạch, hắn vốn vô cùng ngông cuồng. Hắn không tin đối phương sẽ giết hắn. Không thể nào, mày không dám giết tao. Tao là tam thiếu gia nhà họ Bạch, đại diện cho nhà họ Bạch. Mày dám ra tay với tao, thì chính là ra tay với nhà họ Bạch. Nếu tao có xảy ra chuyện gì, cả nhà họ Bạch sẽ truy sát mày đến chết thì thôi. Tin tao đi, nhà họ Bạch tao có thực lực này. Dù thực lực mày có mạnh đến đâu, làm sao mày có thể đảm bảo rằng người thân của mày, bạn bè của mày và cả cô ta nữa, sẽ không bị nhà họ Bạch tao trả thù một cách điên cuồng chứ? Bạch Thanh Xuyên có người chống lưng, hiểu rõ điều này, hắn không còn sợ hãi nữa, thay vào đó trở nên càng ngông cuồng. Bốp! Tiêu Chính Văn lại cho hắn một cái bạt tai, không thèm nói lời dư thừa. Mày nói nhiều quá đấy! Tiêu Chính Văn nói với giọng lạnh tanh, tuy rằng mày là tam thiếu gia của nhà họ Bạch. Nhưng tao không biết nhà họ Bạch mày, làm sao mà tao phải sợ? Nhưng lời nói của mày đã thức tỉnh tao, Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng. Bạch Thanh Xuyên nhìn ánh mắt không mấy thiện cảm của Tiêu Chính Văn, đột nhiên cảm thấy tên này chắc hẳn đang có ý đồ xấu nào đó, không khỏi rùng mình một cái. Hắn nhổ máu và răng gãy trong miệng, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn nói, hừ. Tao khuyên mày nên rời đi càng sớm càng tốt, nếu chú Lý phát hiện ra mày, mày có muốn đi cũng không đi được đâu. Hả? Sắp chết đến nơi rồi mà mày vẫn quan tâm đến tính mạng của người khác à? Hay tao có thể hiểu rằng mày đang sợ tao, muốn tao rời đi càng sớm càng tốt? Tiêu Chính Văn trợn tròn mắt, nhấc chân lên, lấy con dao gọt hoa quả trên bàn trà. Ban đầu, Tiêu Chính Văn định giết chết Bạch Thanh Xuyên, đây là lần đầu tiên anh muốn giết người đến như vậy. Tuy nhiên, lời nói của Bạch Thanh Xuyên đã đánh thức anh thực sự không sợ người khác trả thù. Nhưng còn Khương Vi Nhan thì sao? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Tiêu Chính Văn đã chọn dạy cho Bạch Thanh Xuyên một bài học cả đời này hắn không bao giờ quên được. Tiêu Chính Văn cúi người trước mặt Bạch Thanh Xuyên, cầm con dao gọt hoa quả sáng trong tay, khiến hắn sợ tới mức vội vàng lùi ra sau, hoảng sợ hỏi, mày muốn làm gì? Ha ha, dám động đến người phụ nữ của tao, mày nên biết mình sẽ phải gánh hậu quả gì? Tiêu Chính Văn cười lạnh. Không có nói thêm lời nào, giơ tay lên, hạ con dao xuống. Phịch, máu bắn tung tóe. A! À. Sau đó, một tiếng hét thất thanh lập tức vang lên, Bạch Thanh Xuyên nắm chặt lấy đũng quần đẫm máu của mình, cả người cong lại như tôm non, quỳ trong vũng máu. Chương 490, nhà họ Bạch chấn động. Trong vũng máu có một cục thịt máu me be bét, trông rất đáng sợ. Mày, tao phải giết mày, phải giết mày. Sắc mặt Bạch Thanh Xuyên tái nhợt như màu gan lợn, kêu la thảm thiết. Tiêu Chính Văn đứng dậy, liếc nhìn Bạch Thanh Xuyên đau đớn đến mức ngất xỉu dưới mặt đất, nhấc chân dẫm lên cái đó của hắn khiến nó nát bét. Cắt đứt hoàn toàn ý đồ xấu xa của Bạch Thanh Xuyên. Đời sau của hắn đừng hòng làm một thằng đàn ông chân chính. Cả căn phòng đẫm máu. Tiêu Chính Văn bước đến bên giường, ôm kiểu công chúa. Ôm lấy Khương Vi Nhan đang run rẩy từng bước ra khỏi phòng. Khương Vi Nhan cũng không vùng vẫy, bởi cô căn bản không có sức để vùng vẫy. Lúc này, cô yên lặng nằm trong lồng ngực của Tiêu Chính Văn, cảm nhận hormone nam tính tỏa ra của anh. Vợ à, em yên tâm, anh bảo đảm sẽ không có lần thứ hai nữa đâu. Ánh mắt Tiêu Chính Văn kiên định, ôm lấy Khương Vi Nhan bước ra khỏi khách sạn, sau đó vẫy xe, đưa cô đến một khách sạn khác. Mở cửa bước vào phòng. Khương Vi Nhan ngâm mình trong nước nóng,
cố hết sức trà sạch vết dơ bẩn trên người, ít nhất cô cho là như vậy. Đợi cô tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, Tiêu Chính Văn tận tình bưng một ly trà an thần đang nóng tới. Vợ ơi, trà an thần, em uống cái này trước đi. Vâng, cảm ơn anh. Khương Vi Nhan ngồi xuống, tóc vẫn còn đang ẩm ướt nhỏ từng giọt, cầm ly trà lên uống vài ngụm rồi cũng không uống nữa. Sau đó, cả người cô thất thần ngồi trên ghế sofa, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không nói lời nào. Tiêu Chính Văn cũng biết cô có tâm sự, dù sao vừa mới xảy ra chuyện như thế, trong thời gian ngắn như vậy ai cũng khó mà quên được. Cảm ơn anh. Trong phòng đang yên tĩnh đột nhiên một câu nói nhẹ nhàng vang lên. Tiêu Chính Văn vội vàng đứng lên, cười nói em không sao là tốt rồi. Ánh mắt Khương Vi Nhan đã mất đi sức sống, liếc nhìn Tiêu Chính Văn, đôi môi trắng bệch nhếch lên, đột nhiên nghiêm túc nói Chính Văn. Sao thế, chỗ nào không khỏe à, có cần anh gọi bác sĩ không? Tiêu Chính Văn lo lắng hỏi liên tiếp mấy câu. Khương Vi Nhan lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chính Văn, ánh mắt bình tĩnh nói, em không sao, em muốn hỏi anh một chuyện. Tiêu Chính Văn cảm thấy Khương Vi Nhan đã phát giác được chuyện gì đó, mím môi nói, có chuyện gì nói sau đi, bây giờ em cần phải nghỉ ngơi, bên phía công ty có cần anh xin nghỉ giúp em không? Khương Vi Nhan cũng không muốn cãi nhau với Tiêu Chính Văn, rất nghiêm túc hỏi, rốt cuộc anh là ai? Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi, nhe răng cười nói, anh là anh, sao thế? Bị dọa đến ngốc luôn rồi à? Dứt lời, anh nhấc tay xoa đầu Khương Vi Nhan, lại bị Khương Vi Nhan bắt lấy cầm trong tay, lúc này cô giống như một cô gái nhỏ bé vô dụng, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nhìn Tiêu Chính Văn nói tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đó? Đột nhiên xuất hiện? Nếu anh nói là cảnh sát nói với anh, thì em có tin không? Tiêu Chính Văn thăm dò. Khương Vi Nhan lắc đầu, biết rõ bản thân không có được câu trả lời, cô lại ngồi xuống sofa một lần nữa, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạch Thanh Xuyên nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, coi như cứu về một cái mạng. Sắc mặt Lý Lão u ám đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật, sát khí trên người cực kỳ mãnh liệt, lão sớm đã khuyên bảo Tam Thiếu Gia không được hành động thiếu suy nghĩ, nhưng tính khí của Tam Thiếu Gia. Chuyện này nhất định là không giấu giếm được. Tam Thiếu Gia mất đi cái đó là chuyện lớn. Lý Lão ra khỏi bệnh viện, gọi một cuộc điện thoại nói, gia chủ, Tam Thiếu Gia xảy ra chuyện rồi. Hả, có chuyện gì? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp, mang theo khí thế cực kỳ đậm chất của người bề trên. Tam Thiếu Gia bị người ta phế bỏ rồi, Lý Lão trả lời. Nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng thì để nó chữa trị cho tốt, rồi đưa nó về. Dạy dỗ đối phương một trận là được, không cần lấy mạng. Giọng nói đầu bên kia điện thoại không hề bận tâm, nghe không ra thái độ gì. Gia chủ, có lẽ sau này, thiếu gia không có con nối dõi nữa rồi. Lý Lão thành thật trả lời, trên trán đổ đầy mồ hôi, áp lực vô cùng lớn. Ngay lập tức, đầu dây bên kia im lặng, tiếp theo toát ra sát khí long trời lở đất. Không có con nối dõi không phải chuyện nhỏ. Nó liên quan đến việc kế thừa nhà họ Bạch. Tìm ra kẻ đã làm việc này, giết. Giọng điệu bên kia cực kỳ tức giận nói, uy lực mạnh mẽ như núi Thái Sơn, vội vàng bổ sung một câu, mau đưa Xuyên Nhi quay về. Tôi đi tìm thần Y Tô. Vâng. Lý Lão trả lời vâng rồi cúp điện thoại, lau mồ hôi lạnh trên trán. Gia chủ đã hạ lệnh, lão ta chỉ cần thực hiện là được. Tỉnh là một đô thị quốc tế phồn hoa. Xa hoa sang trọng. Lúc này, có một chiếc xe Lincoln Navigator đang tăng tốc chạy trên đường cao tốc trở về tỉnh. Một người đàn ông mặc vest hàng hiệu ngồi ghế sau, mặt không cảm xúc nhìn quang cảnh ngoài cửa kính. Trong đôi mắt u ám đó, không ai có thể nhìn ra được người đàn ông này đang nghĩ gì. Ngay sau đó, điện thoại hắn đổ chuông. Nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt người thanh niên khẽ chuyển động, nghĩ ngợi một lúc rồi mới nhận điện thoại. Đại thiếu gia, chúng tôi mới nhận được tin tức ở nhà, Tam Thiếu Gia xảy ra chuyện rồi, gia chủ đang rất tức giận, cậu có muốn quay về xem thế nào không? Nghe thấy vậy, cuối cùng sắc mặt người đàn ông cũng khẽ thay đổi, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, Bạch Thanh Xuyên. Bạch Khiêm là đại thiếu gia của nhà họ Bạch ở tỉnh. Người cũng như tên, tạo cho người khác một cảm giác khiêm nhường, hành sự cẩn thận tận tụy khi làm việc, là một trong những lựa chọn đầu tiên cho người kế nhiệm vị trí gia chủ.
nhưng danh tiếng thì lại không lớn bằng Bạch Thanh Xuyên. Hơn nữa có tin đồn trong nhà họ Bạch, Bạch Khiêm là con hoang bên ngoài của gia chủ nhà họ Bạch, chỉ được đưa về từ khi còn rất nhỏ, luôn được nuôi dưỡng ở nhà họ Bạch nhưng lại không có quyền lực gì. Đúng vậy thưa đại thiếu gia, nghe nói tam thiếu gia bị người ta phế bỏ rồi, còn bị tuyệt tôn nữa, gia chủ đã bảo Lý lão đi chuẩn bị rồi. Âm thanh đầu bên kia điện thoại run rẩy, kể lại sơ lược sự việc đã xảy ra. Bị người ta phế bỏ rồi sao? Vẻ mặt Bạch Khiêm lạnh tanh, ngay cả khi nghe được tin tức như vậy sắc mặt cũng không hề dao động, nhìn không ra được bất kỳ biểu cảm nào. Nhưng ai mà biết được, lúc này hắn đã sớm vui mừng khôn xiết. Cơ hội đã đến. Bạch Thanh Xuyên lại bị người ta phế bỏ cái đó rồi. Cúp điện thoại, đầu tiên Bạch Khiêm phân tích một lát, sau đó bảo tài xế quay đầu mau chóng trở về nhà họ Bạch. Hắn biết đêm nay cả nhà họ Bạch sẽ không chợp mắt được. Quan trọng hơn là hắn đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, thứ mà hắn vẫn hằng mong muốn, lúc này đã nghiêng về phía hắn. Nếu như nói 20 năm trước, hắn chỉ là con chó hoang được bố hắn đưa về nhà họ Bạch, thì từ bây giờ trở đi, hắn có thể biến thành con chó săn, lộ ra hàm răng nanh ác, lấy tất cả những thứ hắn đã mất đi mấy năm nay. Bạch Khiêm, người cũng như tên, khiêm nhường, không ai hiểu hắn, hoặc là mọi người đều tự cho rằng có thể hiểu rõ hắn. Bạch Khiêm ngẫm nghĩ, cảm xúc trên mặt hắn từ từ biến hóa, khóe miệng cuối cùng cũng khẽ nhếch lên, sau đó là tiếng cười lớn vang vọng cả xe. Một tia sét đánh xẹt qua, cả tỉnh đều chìm ngập trong mưa to gió lớn. Chương 491, nữ sát thủ. Nhà họ Bạch ở tỉnh chấn động. Không ai biết trong cơn mưa dữ dội này, ở tỉnh đã xảy ra phong ba bão táp gì. Nhà họ Bạch cử mấy nhóm người chạy đến sân bay ngay trong đêm, một nhóm đến Tu Hà, một nhóm thì đón tam thiếu gia Bạch Thanh Xuyên của nhà họ Bạch bị thương nặng, hôn mê từ sân bay gấp rút đưa đến bệnh viện quân khu tỉnh. Gia chủ nhà họ Bạch cũng đội mưa ra khỏi nhà đến Hàn Sơn Các để mời thần y Tô xuống núi cứu người ngay trong đêm. Đêm nay Khương Vi Nhan cũng trằn trọc khó ngủ, khuôn mặt dữ tợn và nụ cười hiểm ác của Bạch Thanh Xuyên cứ xuất hiện trong giấc mơ. Cô giật mình tỉnh giấc mấy lần. Sáng sớm thức dậy, cô thấy Tiêu Chính Văn đang tập thể dục ngoài ban công. Mặc dù anh chỉ mặc một chiếc quần cộc nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường nét cân đối và cơ bắp cường tráng ở nửa thân trên. Nhưng trên người anh lại có rất nhiều vết đạn và dao. Nhìn tấm lưng đầm đìa mồ hôi của Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan ngẩn ngơ không biết đang nghĩ gì trong đầu. Ánh nắng ở Tu Hà vẫn sáng chói như vậy. Khương Vi Nhan ngồi dậy, tắm rửa xong thay một bộ đồ sạch sẽ, lúc này Tiêu Chính Văn mới bật cười chạy vào. Vi Nhan, em thấy đỡ hơn chưa? Tiêu Chính Văn vừa cầm khăn lau mồ hôi, vừa cười hỏi. Hôm nay Khương Vi Nhan ăn mặc rất giống thiếu nữ nhà bên, buộc tóc đuôi ngựa, mặc một bộ đồ thể thao nhẹ nhàng. Em không sao. Khương Vi Nhan nói, cô làm vài động tác vươn mình cơ bản để lộ ra vóc dáng hoàn hảo của mình, làm Tiêu Chính Văn mới sáng sớm đã bị kích thích đầy ngọt ngào. Em muốn ra ngoài à? Tiêu Chính Văn hỏi. Ừ, ra ngoài chạy một vòng. Khương Vi Nhan đáp, sau đó dứt khoát kéo cửa phòng khách sạn chạy ra ngoài. Này, đợi anh với, anh chạy với em. Tiêu Chính Văn vội vã chạy ra ngoài. Hai người ra khỏi khách sạn một trước một sau chạy bộ dọc theo đường lớn. Tiêu Chính Văn không khỏi nở nụ cười khi nhìn đuôi ngựa lắc qua lắc lại và phần mông đẫy đà. Vóc dáng vợ mình tuyệt thật. Hai người chạy xong lại về khách sạn ăn bữa sáng. Sau khi lên phòng, Khương Vi Nhan tắm nước nóng xong thì lại ra ban công ngồi ngắm cảnh đẹp của Hồ Thiên Nga ở phía đối diện. Tiêu Chính Văn không làm gì bèn ngồi với Khương Vi Nhan, kể chuyện cười cho cô nghe, nhưng có vẻ tâm trạng Khương Vi Nhan vẫn khá tệ. Ở đằng xa, có một chiếc du thuyền màu trắng lặng yên dừng lại trên Hồ Thiên Nga, trên du thuyền một người phụ nữ mặc bộ đồ da màu đen bó sát người làm tôn lên thân hình bốc lửa gợi cảm, cô ta đang đạp một chân lên lan can, hai tay cầm kính viễn vọng. Người phụ nữ có thân hình sexy nhìn đôi nam nữ trong kính viễn vọng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nụ cười đó tạo nên sự tương phản rõ ràng với thân hình sexy của cô ta. Vừa lúc này, trong tai nghe của người phụ nữ vang lên giọng nói. Rose, cô tìm được người chưa? Là một giọng nam trầm thấp, nghe có vẻ như hắn đang rất khó chịu. Người phụ nữ đó mỉm cười nói, tìm được rồi.
Giết đi. Một giọng nói trầm thấp vang lên ở đầu bên kia tai nghe khiến người ta dựng tóc gáy. Người phụ nữ giễu cợt khẽ cười rồi xoay người lấy một chiếc vali màu đen, sau đó lấy một cây súng bắn tỉa từ trong đó ra. Đặt súng bắn tỉa vào vị trí, người phụ nữ cúi người xuống nhắm chuẩn vào Tiêu Chính Văn đang ngồi trên ban công cách đó hàng nghìn mét. Lúc này trời bỗng nổi gió lên làm tung bay mái tóc của người phụ nữ, cô ta nhắm một mắt lại cộng thêm tư thế, vô cùng quyến rũ. Nhưng ai mà ngờ được trên mặt hồ tĩnh lặng lại có một nữ sát thủ. Tiêu Chính Văn đang nghĩ cách chọc cười Khương Vi Nhan nhưng cô lại không thể nào vui vẻ lên được. Hết cách rồi, Tiêu Chính Văn nghiêng đầu nhìn về phía mặt hồ xanh biếc, anh chợt cảm nhận được một ánh sáng phản chiếu lên mặt mình. Ánh sáng này rất nhạt nhưng tính cảnh giác sắc bén của Tiêu Chính Văn lại cảm nhận được sự bất thường trong đó. Ngoài mặt Tiêu Chính Văn không tỏ vẻ gì cả nhưng anh lại híp mắt nhìn du thuyền màu trắng lên hồ. Sau đó không nghĩ nhiều, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, anh lập tức trở mình ôm lấy Khương Vi Nhan rồi đâm vào cửa kính nhảy vào phòng, để Khương Vi Nhan trốn vào góc tường. Cùng lúc đó một viên đạn bắn ra với tốc độ cao xuyên qua chiếc giường mà trước đó Tiêu Chính Văn đã nằm, bắn vào tấm kính phía sau làm vỡ cánh cửa kính. Mặt Khương Vi Nhan hiện lên vẻ hoảng sợ cực độ. Sau đó cô nhìn thấy cửa kính bị bắn vỡ lập tức ôm lấy đầu con người ngồi trong góc tường, cô nhận ra chuyện này rất bất thường. Thấy Tiêu Chính Văn muốn chạy ra ngoài, Khương Vi Nhan lập tức kéo anh lại, nước mắt lâng tròng lắc đầu. Có Tiêu Chính Văn bên cạnh, cô mới cảm thấy an tâm. Tiêu Chính Văn ngồi xuống xoa đầu Khương Vi Nhan mỉm cười nói, Vi Nhan, em yên tâm, không ai có thể làm hại em đâu, anh đi một lát rồi về. Khương Vi Nhan ôm chặt lấy Tiêu Chính Văn, sợ chỉ ngay khoảnh khắc tiếp theo sẽ mất đi anh. Nhưng cô không hề để ý vì quần áo khá rộng, hai ngọn núi hùng vĩ của mình đang áp chặt vào ngực Tiêu Chính Văn làm mặt anh nóng bừng. Anh nhìn Khương Vi Nhan cười nói, nếu anh còn sống trở về thì em hãy đồng ý với anh phải vui vẻ lên được không? Mắt Khương Vi Nhan đỏ hoe, nước mắt tí tách rơi xuống gật đầu nói, được, em đồng ý với anh. Tiêu Chính Văn mỉm cười rồi lao ra ban công, chờ mình nhảy ra khỏi ban công ngoài trời. Nơi này là tầng 10 khách sạn đấy. Anh ấy nhảy như vậy lẽ nào không sợ ngã chết sao? Khương Vi Nhan khiếp sợ sững sờ. Tiêu Chính Văn nhảy xuống từ ban công, sau đó trèo qua từng ban công, còn giỏi hơn cả siêu nhân trong phim. Chân vừa chạm xuống đất, sắc mặt Tiêu Chính Văn u ám nhìn về phía mặt hồ xa xa, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn ác. Cả người phóng đi như bắn ra một luồng ánh sáng. Nữ sát thủ có mật danh là Rose trên chiếc du thuyền đó cũng đang quan sát Tiêu Chính Văn. Cô ta cảm thấy hoảng sợ khi phát hiện anh đang chạy vào phía mình với tốc độ cực nhanh. Đây có còn là người sao? Tốc độ này cũng nhanh quá đó. Pằng pằng. Rose bóp cò liên tục, nhưng đạn chỉ bắn chúng vào bãi cát chỗ gần Tiêu Chính Văn. Hay nói cách khác, Tiêu Chính Văn né được tất cả đạn một cách hoàn hảo. Tiêu Chính Văn lao đến như một cơn gió, cướp lấy chiếc cano đang chuẩn bị rời bến rồi lái đến chỗ du thuyền đó. Chiếc du thuyền lặng yên dừng lên mặt hồ dường như đang đợi Tiêu Chính Văn đến. Anh mặc một bộ đồ khá rộng, không kịp thay quần áo, cũng không có bất kỳ vũ khí gì. Chiếc cano lướt trên mặt nước tạo ra bọt sóng trắng xóa như một thanh kiếm sắc màu trắng xuyên vào mặt hồ tĩnh lặng đâm thẳng vào lòng kẻ thù. Rose mặc bộ đồ da màu đen cầm súng bắn tỉa ngắm chuẩn vào chiếc cano đang lái đến chỗ mình với tốc độ rất nhanh. Nhất là ngắm chuẩn vào người đang ngày càng đến gần trong ống ngắm làm cô ta dâng lên ý thức chiến đấu mãnh liệt. Hơn nữa Tiêu Chính Văn càng đến gần, ý thức chiến đấu đó càng trở nên mãnh liệt hơn. Rose bóng đêm biểu trưng cho sự chết chóc. Đây là đánh giá của tổ chức dành cho cô ta chưa từng thất bại trong tay ai. Chương 492, cô không phải là đối thủ của tôi. Rose bắn vài phát đạn, nhưng đều không trúng người đàn ông kia, cô ta biết mình đã gặp phải một nhân vật cực kỳ lợi hại. Chả trách trước lúc hành động, lão gia đã nhắc nhở cô ta, đánh không lại thì mau chóng rút lui. Nhưng trong mắt Rose, trước giờ chưa từng xuất hiện hai từ rút lui. Cô ta ném khẩu súng trường bắn tỉa, cúi người rút hai con dao găm sắc nhọn được giấu ở cổ chân ra. Bộ quần áo bằng da tôn lên vóc dáng tuyệt mỹ của cô ta, đặc biệt là đôi gò bồng đảo đầy đặn, gần như không bị bó buộc, cứ nảy lên nảy xuống. Lúc cô ta ngẩng đầu nhìn lên,
Tiêu Chính Văn đã lái cano lao đến, khoảng cách gần 100 mét. Trong nháy mắt, chiếc cano đã có thể đâm trực diện vào du thuyền. Khoảng cách như vậy, đối với một sát thủ mà nói, là khoảng cách nguy hiểm chết người nhất, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trong phút chốc, Tiêu Chính Văn nhảy vọt lên không trung, đáp thẳng xuống boong tàu, nở nụ cười thờ ơ lạnh lùng, nhìn cô nàng toàn thân đầy vũ trang trước mặt, ngang nhiên tán thưởng thân hình khiến ai cũng phải trầm trồ của cô ta. Vóc dáng đẹp đấy, cực phẩm, không ngờ rằng đối phương lại là một nữ sát thủ cao cấp. Với thân hình này, không đến quán ba chơi bời, còn chạy ra đây giết người, tình huống gì vậy chứ? Rose lạnh lùng đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt một lượt, không thể cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào của anh, chỉ thấy trong đôi mắt sáng ấy ẩn hiện ánh nhìn dò xét đang nhìn chằm chằm vào cô ta. Chết tiệt! Rose gán cho Tiêu Chính Văn cái mác biến thái. Tay cô ta cầm chắc cán dao, hai con dao đều là hàng quý hiếm, chạm khắc hình rồng hình phượng, cán dao khắc những chữ khó hiểu ít người biết, nhìn qua đã biết đây không phải là loại dao tầm thường. Lưỡi dao lạnh như băng khiến người ta sợ hãi, ánh mặt trời chiếu xuống lóe lên một tia sáng. Rose lao xuống như một con báo đen, cầm con dao ngắn, nhằm vào cổ và ngực Tiêu Chính Văn, hung hăng chém xuống. Một đòn giết chết, nhưng Tiêu Chính Văn vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng như cũ. Từ hơi thở có thể phán đoán cô nàng trước mặt là sát thủ cấp quân vương, với người thường thì cô ta quả thực là một cao thủ. Nhưng trong mắt Tiêu Chính Văn thì cô ta chỉ là một con kiến. Tiêu Chính Văn chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, thản nhiên giơ tay, một tia sáng bạc lóe lên, một chiếc kim châm bay thẳng về phía Rose. Rose giật nảy mình, lập tức đoán ra ngay Tiêu Chính Văn là cao thủ sử dụng ám khí, cô ta quay người, đạp lên lan can thực hiện một cú lộn ngược, tiếp đất nhẹ nhàng vững vàng. Trong lúc lộn người, hai con dao trong tay cô ta vung lên, tiếng leng keng vang vọng. Chiếc kim châm bị cô ta chém bay ngược trở lại. Tiêu Chính Văn đứng vững, giơ tay thu hồi cây kim châm, sau đó xoa cằm hỏi đối phương, ánh mắt lạnh lẽo, ai cử cô đến đây? Có thể cử một sát thủ cấp bậc quân vương như vậy, kẻ giấu mặt phía sau hẳn phải là một nhân vật tai to mặt lớn. Nhà họ Bạch Tư. Rose lạnh lùng trả lời, một người chết thì không có tư cách biết. Ồ, rất có cá tính. Nghe thấy vậy, vẻ lạnh lùng trong mắt Tiêu Chính Văn càng hiện rõ, anh lắc đầu, thở dài cảm thán, người đẹp, cô đánh không lại tôi đâu, tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn khai ai ra lệnh cho cô. Hừ, chết đến nơi rồi còn già mồm, khốn nạn, Rose lạnh lùng mắng chửi. Hả? Tiêu Chính Văn hơi bối rối, nữ sát thủ này là người nước Anh Hoa. Nói xong, Rose lại tiếp tục lao tới, cô ta hệt như con báo đen đang điên cuồng, đạp thẳng vào ngực Tiêu Chính Văn. Đối mặt với cú ra đòn hiểm hóc, Tiêu Chính Văn cũng cân bằng lại thái độ của mình, nghiêng mình sang bên cạnh, hai tay đưa ra trước như biến thành móng vuốt, chụp đúng vào ngực Rose. Ấy! Bị Tiêu Chính Văn giữ chặt bộ ngực, mặc dù Rose không hề hoảng loạn, nhưng khuôn mặt lại đỏ lựng bối rối, một tay giữ chắc dao, đâm vào cổ anh. Tiêu Chính Văn biết ý đồ của đối phương, liền vội lùi lại. Nhưng Rose áp sát không rời. Hai tay cầm dao như hai cái máy gặt lúa đan vào nhau, không ngừng đâm hướng vào cổ, ngực, những chỗ hiểm khác trên người Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn bị dồn vào góc, khó khăn lắm mới tìm được lỗ hổng, nghiêng người di chuyển ra sau Rose, một tay nắm chặt cổ tay đang muốn đâm vào eo mình, một tay giữ cổ tay đang nhắm thẳng vào cổ mình của cô ta. Tiêu Chính Văn ép sát phía sau cô ta, do đối phương giãy giụa phản ứng dữ dội. Anh cảm nhận được bụng dưới của mình chạm vào thứ gì đó mềm mềm. Rose cũng ngượng chín mặt, nghiến răng nghiến lợi hét lên, tôi giết anh. Đồ háo sắc, cô không phải là đối thủ của tôi đâu. Tiêu Chính Văn chơ cháo cười cợt, đừng động đậy, cẩn thận xước mặt bây giờ. Rose tức tối, đột ngột đạp mạnh xuống boong tàu, toàn thân nhảy lên, thực hiện một cú lộn người. Tiêu Chính Văn lập tức buông cô nàng nóng nảy này ra, xoa cổ, vẫn may. Suýt nữa thì bị cắt cổ rồi. Tôi bảo này, cô có cần thiết phải liều mạng vậy không? Tiêu Chính Văn nhún vai hỏi. Rose ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt toát ra sát khí lạnh tanh, như một thanh kiếm sắc lạnh sẵn sàng chém tới. Vẫn đánh à? Ngay lập tức, Rose đã lao đến, hai lưỡi dao nhắm thẳng vào ngực Tiêu Chính Văn. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã cảm thấy bị khiêu khích, hai mắt đanh lại, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt.
anh nghiêng người, đồng thời nâng đầu gối. Lúc Rose nhận thấy khí thế tỏa ra đột ngột của đối phương, tất cả đã quá muộn. Cô ta bị Tiêu Chính Văn đá bay, đập thẳng lên khoang thuyền, rồi rơi xuống bong, mãi một lúc sau mà vẫn chưa bò dậy được. Tiêu Chính Văn khoanh hai tay, lạnh lùng nhìn cô nàng Rose nóng nảy đang nằm giãy giụa dưới đất, cú nâng gối của anh hoàn toàn không chút nương tay. Sau đó, anh bước từng bước một đến trước mặt Rose, nhặt con dao rơi dưới đất lên, xoay vòng trong lòng bàn tay, nhíu mày lạnh lùng, con dao ngắn bỗng biến thành luồng điện sáng chĩa vào Rose. Keng! Tia lửa lóe lên giữa không trung, hai con dao va vào nhau, cùng rơi xuống nước, những giọt nước bắn lên như những bông hoa nở rộ. Rose đã tính toán sai, vốn dĩ cô ta đã giấu một con dao ngắn trong người, đợi Tiêu Chính Văn đến gần sẽ một dao giết gọn. Nhưng đối phương dường như có thể cảnh giác và cảm nhận được động tác tiếp theo của cô ta, bao gồm cả những đòn đánh vừa nãy, đối phương đã tính toán rất chuẩn xác. Để đề phòng bất trắc, Tiêu Chính Văn đã đưa tay lên phóng cây kim châm ra, nhắm chúng vào ngực Rose, ngay tức khắc, cô ta cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Thật đáng tiếc, khuôn mặt xinh đẹp này mà không trở thành diễn viên, lại đi giết người, đúng là lãng phí của trời. Tiêu Chính Văn ngồi xổm trước mặt Rose, lắc đầu ngao ngán, giọng điệu bất lực. Rose nằm sấp dưới đất, vất vả nâng cơ thể mình lên, căm hận liếc xéo Tiêu Chính Văn, chửi rủa, đồ khốn nạn. Biến thái, tôi giết anh. Cô ta không phải không nghe thấy lời Tiêu Chính Văn vừa nói, nhưng chỉ có những cô gái lương thiện ở nước Anh Hoa mới đi làm diễn viên. Cô ta còn lâu mới đi làm diễn viên. Nhục nhã. Đây là một sự sỉ nhục. Rose hề phải tự tay giết chết người đàn ông này. Cô muốn giết tôi sao? Tiêu Chính Văn cười khẩy, dựa vào cô bây giờ ư? Hay là người đứng sau cô? Kiểu uy hiếp của cô đúng là rất kém cỏi. Tôi hỏi cô lần nữa, ai sai cô đến đây? Tất nhiên cô có thể lựa chọn không nói, nhưng dưới tay tôi còn mấy người anh em, gần đây luôn thiếu mùi vị phụ nữ. Tôi không ngại tặng cô cho họ đâu, cho cô thử mùi vị làm diễn viên. À, đúng rồi, nói không chừng có thể đóng thành phim Mật Mã Thần Bí, nếu vậy, cô có thể vượt qua cả đại sư thương đấy. Chương 493, lệnh ngăn chặn sự phát triển. Tôi nhất định sẽ giết anh. Rose lạnh lùng nói, hai tay ôm bụng đột nhiên rút từ bên hông hai con dao phi tới, lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hai con dao phóng thẳng về phía đầu Tiêu Chính Văn. Nếu bị ném chúng, nhất định máu sẽ bắn tung tóe, chết là cái chắc. Khoảnh khắc Rose ra tay, Tiêu Chính Văn đã cảm nhận được sát khí trong mắt cô ta. Tiêu Chính Văn ngả người ra sau, hai con dao bay sượt qua mũi anh. Cảm giác khí lạnh bay vụt qua làm ra đầu Tiêu Chính Văn tê dần. Tiêu Chính Văn còn chưa kịp định thần lại, đã thấy hai con dao vốn vừa bay qua đột nhiên bị hai sợi tơ cực mảnh kéo về, đâm vào lưng anh. Quả nhiên là người phụ nữ điên. Tiêu Chính Văn không quan tâm được gì khác, hai chân dậm xuống đất, lấy đà nhảy bật lên, tránh được hai lưỡi dao trong gang tấc. Vèo. Hai lưỡi dao được thu trở về tay Rose, cô ta nhanh chóng đứng dậy, muốn tiếp tục đánh giết Tiêu Chính Văn một lần nữa. Một loạt hành động cô ta làm hết sức thuần thục lưu loát, không có bất kỳ sơ hở nào, cũng không biết cô ta đã từng thực hành nó bao nhiêu lần. Thế nhưng, ngay khi cô ta chuẩn bị lao đến, lại cảm nhận được có một bóng người lao như châu điên về phía mình, tốc độ nhanh như tia chớp. Tiêu Chính Văn xoay người đạp mạnh vào lan can, cả người nhanh chóng đánh về phía Rose. Rose chưa kịp phản ứng, bởi vì đây căn bản không phải là thời gian cho người bình thường kịp phản ứng lại. Ngay cả khi cô ta là một sát thủ hàng đầu trong tổ chức, thì lúc này cũng không thể phản ứng lại ngay được. Tiêu Chính Văn lao đến. Dùng hai tay bóp chặt cổ tay cô ta, mạnh mẽ dùng sức, ép cô ta phải buông dao xuống. Hừ. Rose lạnh lùng hừ một tiếng, ngón tay linh hoạt móc sợi dây bạc trên cán dao, hai con dao lượn một vòng, xoay tròn về phía cổ tay Tiêu Chính Văn. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, nắm chặt cổ tay Rose, đột nhiên bẻ mạnh, hai tiếng rắc rắc lanh lảnh vang lên, tay cô ta đã hoàn toàn bị bẻ gãy. Cô ta cắn răng chịu cơn đau. Hai con dao lập tức rơi xuống bong thuyền. Tiêu Chính Văn cũng không dừng lại, siết chặt cổ tay Rose bẻ ngược ra phía sau, dùng sức khống chế, bộ ngực đẫy đà của cô ta càng trở nên đồ sộ hơn. Tiêu Chính Văn đứng vững vàng, khuôn mặt ghé sát vào chiếc cổ trắng nõn của Rose,
có thể ngửi thấy mùi hoa anh đào trên người cô ta, quả nhiên là gái nước anh hoa. Anh lạnh lùng nói, em gái mắt to dễ thương, cô có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Cứ phải đánh đến mức cô kêu rên thảm thiết thì cô mới cảm thấy thoải mái sao? Nghe thấy những lời này, Rose vô cùng tức giận, nhưng hai tay cô ta đã bị gãy, căn bản không thể dùng sức, chỉ đành tức giận chửi bới, đồ khốn nạn. Đàn ông Hoa Quốc các người đều vô liêm sỉ như vậy. Biến thái. Tiêu Chính Văn nhíu mày, nhân tiện hung hăng ấn mạnh Rose lên vách cabin. Hai má Rose nóng bừng, cô ta chưa từng bị người đàn ông nào đụng chạm thân mật như vậy. Cô ta vừa giãy giụa vừa chửi bới, tôi phải giết gã đàn ông Hoa Quốc nhà anh. Thế nhưng Tiêu Chính Văn ấn mạnh khiến ngực Rose bị ép vào tường thành hình bầu dục. Hi hi, muốn giết tôi sao? Đây là lần thứ mấy cô nói câu này rồi. Tiêu Chính Văn cười khẩy, ngoan ngoãn khai ra kẻ đứng sau lưng cô là ai, nói không chừng tôi sẽ tha cho cô một mạng, nếu không, bây giờ tôi lập tức giết cô. Trong mắt Rose đằng đằng sát khí, cô ta biết rõ hôm nay đã thất bại thảm hại, nhưng vẫn nhất quyết không trả lời câu hỏi của Tiêu Chính Văn, mà giãy giụa chửi mắng, đừng mơ. Cho dù anh có giết tôi thì tôi cũng không nói cho anh biết. Ồ, đúng là trung thành. Tiêu Chính Văn mất hứng, lại nhìn thấy hình xăm một thanh kiếm samurai sau gáy cô ta. Hóa ra là tổ chức này. Tiêu Chính Văn ôm lấy vòng eo thon gọn của Rose, cánh tay dùng lực, vứt cô ta xuống hồ Thiên Nga. Nhìn cô ta vùng vẫy trong hồ nước, Tiêu Chính Văn cười khẩy nói, hôm nay tôi không giết cô, lần sau nếu để tôi gặp lại cô thì cô sẽ chết rất thê thảm. Sau đó, Tiêu Chính Văn trở lại buồng lái, không buồn ngoảnh lại nhìn, lái du thuyền trở về. Nhìn du thuyền đi xa dần, Rose tức tối nghiến răng nghiến lợi, đồ khốn. Tôi nhất định phải giết anh. Sau đó, cô ta dùng nghị lực phi thường, bơi vào bờ với một cánh tay bị gãy. Rồi gọi cho người kia và nói, sư phụ, nhiệm vụ thất bại rồi. Sư phụ biết rồi, con trở về đi. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói già nua. Rose cúp điện thoại, liếc nhìn tòa nhà khách sạn cao chót vót rồi rời đi. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Tiêu Chính Văn trở về khách sạn, gọi điện cho Long Nhị, lạnh lùng nói, cho người điều tra xem gần đây có những ai từ nước Anh Hoa đến Tu Hà. Ngoài ra tôi cần thông tin tình báo mới nhất về tổ chức Samurai của nước Anh Hoa. Samurai, chủ soái, không phải 2 năm trước tổ chức này đã bị chúng ta giết 4 cường giả cấp chiến thần rồi sao? Sao vậy, chúng hoạt động trở lại rồi à? Long Nhị nhíu mày hỏi. Vừa nãy tôi bị sát thủ của tổ chức này ám sát, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Cái gì, bọn chúng muốn chết sao? Long Nhị tức giận nói, tôi sẽ cho người đến nước Anh Hoa tiêu diệt tổ chức Samurai. Không cần đâu, điều tra trước đi đã, tôi muốn biết người đứng sau ra lệnh cho bọn chúng là ai. Có thể sai khiến cả tổ chức Samurai, chắc hẳn không phải nhân vật đơn giản. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Vâng, thưa chủ soái, Long Nhị đáp, đúng rồi, chủ soái, còn có việc này tôi muốn báo cáo với anh. Chuyện gì? Tiêu Chính Văn hỏi. Gần đây bên phía Long Kinh truyền đến một vài tin tức, nói là người đứng đầu quân Xích Diệm năm xưa Xích Diệm Vương trở về rồi, Long Nhị trầm giọng nói. Tiêu Chính Văn nghe vậy nhíu mày, nói, Xích Diệm Vương. Được, tôi biết rồi. Dứt lời, Tiêu Chính Văn cúp điện thoại, mặt nhăn mày nhó, mua bao thuốc ở dưới lầu, rút ra 2 điếu rồi mới lên phòng. Trông thấy Tiêu Chính Văn trở về, Khương Vi Nhan liền nhào tới, ôm anh thật chặt. Khóc nức nở, anh về rồi, anh làm em sợ muốn chết, anh không bị thương chỗ nào chứ? Tiêu Chính Văn lắc đầu, anh thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Sau này không cho phép anh như vậy nữa, lỡ như anh xảy ra chuyện gì thì em và Nana phải làm sao? Khương Vi Nhan rơm rớm nước mắt. Tiêu Chính Văn gật mạnh đầu, được, anh hứa với em. Sau đó, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan trở về ngôi nhà mới. Trên đường đi, cả hai đã nhắc đến chuyện kết hôn. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến hôn lễ. Khương Vi Nhan trông có vẻ hơi căng thẳng, nhưng Tiêu Chính Văn trái lại rất bình thản. Hai người vừa về tới nhà đã thấy trong nhà có vài vị khách không mời mà đến. Cả nhà Khương Văn Kỳ, Khương Mỹ Nghiên, còn có đám người Khương Học Bác, Từ Phân và toàn bộ họ hàng nhà họ Khương đều đứng chờ ở cửa. Bầu không khí ngột ngạt, vẻ mặt bọn họ cũng hết sức khó coi.
Nhìn thấy Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan trở về, lúc này mới lạnh lùng nói, bọn mày còn có mặt mũi về đây sao? Nhà họ Bạch đã ra lệnh ngăn chặn sự phát triển của nhà họ Khương rồi, Tiêu Chính Văn, tất cả là tại vì mày. Lệnh ngăn chặn sự phát triển. Khương Vi Nhan lo lắng hỏi, bác cả, rốt cuộc có chuyện gì vậy ạ? Khương Văn Kỳ phẫn nộ trừng mắt nhìn cô, quát lớn, cô đừng có gọi tôi là bác. Xảy ra chuyện gì cô còn không rõ sao? Còn ở đây giả bộ gì chứ? Bạch Thanh Xuyên bị Tiêu Chính Văn đánh bị thương nặng, nhà họ Bạch đã yêu cầu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh gây áp lực lên Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà, ngăn chặn sự phát triển của nhà họ Khương chúng ta. Hôm nay tôi phải bắt thằng Tiêu Chính Văn này lên tỉnh, đền tội với nhà họ Bạch. Dứt lời, Khương Văn Kỳ vẫy tay, 10 tên bảo vệ lập tức xông đến bao vây bốn phía. Nhìn thấy cảnh tượng này, Khương Vi Nhan vội vàng đứng chắn trước mặt Tiêu Chính Văn, nói với Khương Văn Kỳ, bác cả, chuyện này không thể trách Chính Văn được, đó là do Bạch Thanh Xuyên làm chuyện có lỗi với cháu trước, anh ta bắt cóc cháu, còn định làm nhục cháu, Chính Văn làm vậy cũng là để cứu cháu. Cô tránh ra. Khương Văn Kỳ tức giận quát, cô còn dám cầu xin cho cậu ta thì tôi bắt cả cô đến nhà họ Bạch luôn. Chương 494, rời khỏi nhà họ Khương. Câu nói này khiến Khương Vi Nhan giật mình, nhưng cô vẫn đứng trước mặt Tiêu Chính Văn, siết chặt nắm đấm nhỏ, nói rất kiên định, không được. Không ai được đưa chồng cháu đi. Nghe vậy, Khương Văn Kỳ thở gấp, chỉ vào cô, tức giận nói, phản rồi phản rồi. Khương Vi Nhan, có phải cô muốn bị đuổi khỏi nhà họ Khương không? Cô lại bảo vệ cho một con chó hoang như vậy à? Cô nghĩ kỹ hậu quả là gì chưa? Ánh mắt Khương Vi Nhan lạnh lùng liếc nhìn Khương Văn Kỳ, nói, hôm nay, cho dù cháu bị đuổi ra khỏi nhà họ Khương thì các người cũng không ai được đưa Chính Văn đi. Nhà họ Khương, cháu sớm đã ở đủ rồi. Nếu không phải nể mặt bác là bác cả của cháu, nể mặt ông nội thì cháu đã rời khỏi từ lâu rồi. Bác, còn cả mọi người nữa. Trong mắt mọi người chỉ có lợi ích, làm gì có chút tình thân nào chứ? Nếu trong mắt mọi người, cháu và Chính Văn là tai họa, là sao chổi, vậy được, kể từ hôm nay, cháu và Chính Văn rời khỏi nhà họ Khương, mọi người cũng không ai có thể khua tay múa chân với bọn cháu nữa. Cô nói liền mấy câu, vang khắp bốn phía, khiến đám người nhà họ Khương chấn động. Hai mắt Khương Văn Kỳ trợn to, mặt đầy vẻ ngơ ngác, nhìn Khương Vi Nhan chằm chằm không dám tin, lắp bắp nói, cô nói gì? Khương Vi Nhan nhìn Khương Văn Kỳ rất nghiêm túc, lặp lại lần nữa, bác cả, bác nghe rõ đây, cháu nói kể từ hôm nay, cháu và Chính Văn sẽ rời khỏi nhà họ Khương. Mọi người không ai có thể chi phối cuộc sống của cháu và Chính Văn nữa. Dứt lời, Khương Vi Nhan kéo Tiêu Chính Văn đi qua trước mặt bọn họ, bước vào nhà mới rồi đóng rầm cửa lại. Đám người nhà họ Khương đứng ở cửa đều trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn ngơ ngác. Khương Vi Nhan lại cắt đứt quan hệ với nhà họ Khương sao? Chuyện gì thế này? Khương Học Bác bên cạnh hối hận không thôi, không ngừng thở dài. Trong mắt Từ Phân chứa đầy vẻ cười khẩy trên nỗi đau người khác, lẩm bẩm, ha ha, rất có khí phách đấy, nếu nó đã tự rời đi, vậy con trai tôi có thể lên chức rồi. Đương nhiên, trên mặt Khương Thần là nụ cười kích động. Khương Vi Nhan rời đi thì những dự án mà chị ta để lại chẳng phải đều giao cho mình xử lý sao? Quá tuyệt! Bên này, sắc mặt Khương Văn Kỳ vô cùng khó coi. Hay cho một Khương Vi Nhan, vậy mà lại dám cãi lời ông ta trước mặt nhiều người như vậy? Bố, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Khương Mỹ Nghiên lại gần, hỏi với vẻ đầy lo lắng, bên phía nhà họ Bạch, chúng ta phải giải thích ra sao? Sắc mặt Khương Văn Kỳ u ám. Khóe mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, vung tay lên, tức giận nói, mọi người lập tức xông vào trong, trói Tiêu Chính Văn lại cho tôi. Trong nháy mắt, mười mấy tên bảo vệ kia cầm côn xông vào cửa nhà mới, chuẩn bị phá cửa vào. Nhưng cửa nhà đột nhiên mở ra. Toàn thân Tiêu Chính Văn toát ra sát khí lạnh lùng ngút trời đang đứng ở cửa, dọa mấy tên bảo vệ lùi lại, anh nói với vẻ mặt lạnh tanh, quên nói với mấy người, ba ngày sau là hôn lễ của tôi và Vi Nhan. Nếu mấy người muốn đến tham gia cũng được. Nếu không đến cũng không sao. Nhưng hôm nay, ai dám xông vào thì kẻ đó phải chết. Nói xong, một luồng gió lạnh thổi qua, dọa đám bảo vệ này run lẩy bẩy. Bọn họ lùi về sau từng bước, trố mắt nhìn nhau, đều bị sự lạnh lùng trên người Tiêu Chính Văn dọa sợ chết khiếp.
Khương Văn Kỳ giận dữ, hét lên, lên, lên hết cho tôi. Mấy tên bảo vệ thấy vậy, cầm côn trong tay lên xông vào. Nhưng, ầm ầm ầm, mấy bóng người bay vèo, ngã thẳng xuống đất hoặc bay vào bồn hoa gần đó. Tiêu Chính Văn thản nhiên đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị lướt qua, nói còn có người muốn chết à? Cứ lên đi. Câu nói này khiến mọi người chấn động. Đám bảo vệ còn lại đều không dám bước lên thêm nửa bước nữa. Khương Văn Kỳ thấy vậy, lửa giận trong lòng bùng cháy, gào lên giận dữ, mẹ kiếp, các người đều là đồ vô dụng à? Cậu ta chỉ có một mình, lên đi. Nhưng ông ta vừa dứt lời. Tiêu Chính Văn sải bước đi đến bên cạnh Khương Văn Kỳ, một tay túm cổ áo ông ta, xách ông ta lên cao hơn 30 cm, lạnh lùng nói, tôi cảnh cáo ông, Khương Văn Kỳ, bây giờ Vi Nhan đã định rời khỏi nhà họ Khương rồi. Cũng có nghĩa là tôi có thể không cần nể mặt ông là bác cả của cô ấy mà tha cho ông nữa. Thế nên ông đừng khiêu chiến giới hạn của tôi. Nói xong, Tiêu Chính Văn vung tay, ném thẳng Khương Văn Kỳ ra ngoài. Khương Văn Kỳ ngã xuống đất, phần mông đau rát, muốn nhảy lên mắng chửi Tiêu Chính Văn, nhưng lại bị ánh mắt của anh dọa cho toàn thân run rẩy. Tiêu Chính Văn, mày quá ngông cuồng rồi. Đắc tội với nhà họ Bạch ở tỉnh, mày sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Khương Văn Kỳ tức giận nói, sau đó vung tay, chúng ta đi. Thấy đám người Khương Văn Kỳ chật vật rời đi, lúc này Tiêu Chính Văn mới xoay người bước vào nhà mới. Trong phòng khách, Khương Vi Nhan ngồi trên ghế sofa, ôm hai đầu gối, ánh mắt vô hồn đầy nước mắt, nhỏ giọng thút thít. Vợ à, em không sao chứ? Tiêu Chính Văn bước đến cạnh cô, dịu dàng hỏi. Khương Vi Nhan nghiêng đầu qua, mắt ngấn lệ, nhìn Tiêu Chính Văn, nói Tiêu Chính Văn, em không còn gì cả, chỉ còn lại anh và Nana, anh sẽ không rời xa em, đúng không? Mặt Tiêu Chính Văn lộ vẻ xúc động, ôm chặt lấy Khương Vi Nhan, an ủi, ngốc à. Cho dù cả thế giới vứt bỏ em thì anh cũng sẽ không bỏ lại em và Nana. Bởi vì, em và Nana chính là cả thế giới của anh. Hu hu hu. Nghe vậy, Khương Vi Nhan khóc lớn thành tiếng, nói, xin lỗi, trước giờ đều là em không tốt, là em nhu nhược, là em do dự không quyết định, mới khiến anh phải chịu đựng nhiều như vậy. Tiêu Chính Văn khẽ cười, nói, anh không trách em. Khóc một hồi, Khương Vi Nhan mới lau nước mắt. Hít sâu một hơi, cười tự giễu, nói, lần này thì tốt rồi, phải dựa vào anh nuôi sống hai mẹ con em rồi. Tiêu Chính Văn xoa đầu Khương Vi Nhan, nói, yên tâm đi, anh có thể nuôi em và Nana. Khương Vi Nhan cười nhạt, trong lòng hơi do dự và chần chừ. Tiêu Chính Văn nói, không sao, đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu đã quyết định thì đừng hối hận. Cùng lắm thì em cũng mở một công ty. Em mở công ty ư? Khương Vi Nhan hỏi ngược lại, nói tiếp, bỏ đi, chúng ta không có thực lực kinh tế. Bây giờ mở công ty, cũng không phải nói chơi, cần số vốn lớn và các mối quan hệ. Tiêu Chính Văn nhíu mày, khoanh tay, cười nói, em không cần suy nghĩ những vấn đề này nữa, anh sắp xếp xong giúp em rồi. Anh, mặt Khương Vi Nhan đầy vẻ nghi ngờ. Tiêu Chính Văn khẽ cười, cũng đúng lúc này, điện thoại anh chợt đổ chuông. Anh liếc nhìn. Không ngờ là tin nhắn của Tô Mặc Như, hẹn anh tối nay ăn cơm, nói rằng có chuyện cần bàn bạc. Tiêu Chính Văn suy nghĩ, rồi đồng ý, đồng thời nói với Khương Vi Nhan, Vi Nhan à, tối anh ra ngoài gặp bạn, bàn chút chuyện. Khương Vi Nhan cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý. Buổi tối, Tiêu Chính Văn theo lời hẹn, đến nhà hàng mà Tô Mặc Như đã đặt, từ xa thì đã nhìn thấy Tô Mặc Như chờ đợi từ lâu. Người đẹp này vẫy tay ra hiệu với Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn cũng mỉm cười, đút hai tay vào túi quần bước đến. Hôm nay Tô Mặc Như mặc váy ngắn trễ vai, hai quả cầu mềm mại sáng chói ở ngực rất giả dối, và lại dáng người cô ta quả thật đẹp bốc lửa. Hôm nay cô ta cố ý trang điểm rồi mới ra ngoài, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ thắm, mũi ngọc thanh tú tinh xảo, còn có dáng người kiêu ngạo cộng với đôi mắt hoa đào câu mất hồn của người khác. Khóe miệng cô ta nhếch lên, nhìn thấy kiểu phản ứng đàn ông bình thường của Tiêu Chính Văn, trong lòng thầm vui sướng. Chương 495, Chiến thần của nhà họ Bạch. Tiêu Chính Văn bước đến ngồi xuống, thờ ơ hỏi, không phải cô quay về tỉnh rồi sao? Tô Mặc Như cười tinh nghịch nói, vì anh nên tôi lại quay lại rồi này. Tiêu Chính Văn nhướng mày,
không ngờ cô nàng Tô Mặc như này lại thẳng thắn như vậy. Anh nhún vai, dứt khoát nói, thật ngại quá, tôi có vợ con rồi, cách cô quyến rũ đàn ông như thế này không có tác dụng với tôi đâu. Nghe thấy vậy, Tô Mặc như trợn tròn mắt nhìn anh, khinh bỉ nói, được rồi, không đùa với anh nữa, anh thật không thú vị chút nào. Không phải chứ, mình tốt xấu gì cũng là một đóa hoa của tỉnh, anh ta lại không có chút cảm giác nào với mình sao. Hơn nữa, hôm nay mình còn ăn mặc gợi cảm như thế. Tức chết đi được. Tiêu Chính Văn cười nhạt, hỏi, nói đi, tìm tôi có việc gì? Tô Mặc như khoanh tay, nhếch miệng nói, không nói nữa, tôi tức giận rồi, là kiểu dỗ cũng không nguôi. Thấy vậy, Tiêu Chính Văn trợn mắt, bất lực đứng dậy nói, vậy được, tôi còn có việc nên đi trước đây. Không phải chứ, anh cứ đi như thế sao? Tô Mặc như sắp tức chết, tên Tiêu Chính Văn này là đầu gỗ à? Không hiểu phụ nữ chút nào sao? Tiêu Chính Văn nhún vai nói, chẳng phải cô không muốn nói sao? Tô Mặc như cũng coi như sợ người đàn ông thẳng tính này, nói, được rồi, coi như tôi sợ anh, ngồi xuống đi, tôi hỏi anh chuyện này. Tiêu Chính Văn lại ngồi xuống, Tô Mặc như mở lời, có phải anh đã phế bỏ cái đó của Bạch Thanh Xuyên tam thiếu gia nhà họ Bạch không? Tiêu Chính Văn nghi ngờ nhướng mày hỏi, cái đó là cái gì? Mặt Tô Mặc như bỗng đỏ bừng, hạ giọng nói, chính là cái đó của đàn ông các anh. Tiêu Chính Văn nhếch miệng cười, chế nhạo nói, ồ, cô nói cái đó hả, sao cô biết? Tô Mặc như vỗ hai má đang ửng đỏ, cảm thấy Tiêu Chính Văn đang cố ý trêu mình, cắn chặt môi, hắng giọng nói, hôm nay gia chủ nhà họ Bạch đến tìm ông nội tôi xuống núi rồi, muốn đón Bạch Thanh Xuyên. Nhưng anh ra tay cũng ác độc quá rồi đấy. Dẫm nát cái đó, hoàn toàn không thể dùng được nữa. Nhắc đến cái đó làm Tô Mặc như cảm thấy buồn nôn. Cô ta mới chỉ nghe nói về tên Bạch Thanh Xuyên đó. Hắn là một thiếu gia nhà giàu, làm hại đời không ít các cô gái. Gặp phải kết cục như thế này cũng là đáng đời hắn. Có điều đắc tội với nhà họ Bạch chính là con đường chết. Tiêu Chính Văn, anh không sợ nhà họ Bạch trả thù anh sao? Nhà họ Bạch không phải thế gia bình thường, mà là một trong bốn gia tộc lớn của tỉnh. Tô Mặc như lo lắng nói, nếu nhà họ Bạch ra tay với anh thì tôi lo anh không ứng phó nổi. Tiêu Chính Văn nhún vai, bình tĩnh cười đáp cảm ơn cô đã nhắc nhở, có điều, chuyện này tôi không để tâm lắm, nếu nhà họ Bạch tính sổ với tôi thì bọn họ sẽ phải trả một cái giá đắt. Nghe xong, Tô Mặc như ngạc nhiên, nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt hoài nghi. Cô ta luôn cảm thấy người đàn ông này rất thần bí. Sự tự tin quá lớn. Thật không biết sự tự tin của anh ở đâu ra, nhà họ Bạch không chỉ có cao thủ cấp quân vương, mà còn có tận 3-4 người. Hơn nữa, tôi nghe nói nhà họ Bạch có một thành viên nòng cốt, trực thuộc chiến khu, là một vị tướng quân, còn là cường giả cấp chiến thần. Tô Mặc như nói xong, cả người run rẩy, có vẻ như đang rất sợ. Chiến thần. Tiêu Chính Văn nhướng mày, chuyện này anh không ngờ tới. Đúng thế, một vị chiến thần. Tô Mặc như lo lắng nói, hình như trực thuộc Nam Lĩnh, có điều, cũng nhiều năm không về tỉnh rồi, nhưng lần này, tôi nghe ông nội tôi nói, vị chiến thần đó vì chuyện của Bạch Thanh Xuyên nên rất có khả năng sẽ quay về, đến lúc đó anh định làm thế nào? Chiến thần. Hoa Quốc có thể có bao nhiêu vị chiến thần chứ? Một vị cường giả cấp chiến thần đích thân tới. Cho dù cả tỉnh này thì cũng không ai là đối thủ của người đó. Nhất là một Tiêu Chính Văn nhỏ bé. Nhưng, Tiêu Chính Văn lại bình tĩnh mỉm cười, khoanh tay trước ngực nói, chiến thần à, vậy chứng tỏ rất mạnh, nhưng tôi cũng không dễ bị bắt nạt đâu. Nếu chiến thần đó dám tới thì tôi sẽ bắt ông ta quỳ xuống để rời đi, cô có tin không? Nghe thấy vậy, trong lòng Tô Mặc như run rẩy, như thể sắp tiêu đời rồi. Cô ta trợn mắt nhìn anh. Lẩm bẩm, anh chỉ giỏi chém gió. Anh nghĩ mình là ai? Nhân vật cấp chủ soái chắc, còn bắt chiến thần nhà họ Bạch quỳ rời đi nữa. Cũng không trách Tô Mặc như nói như vậy. Cường giả cấp chiến thần là sự tồn tại khó mà tưởng tượng được trong lòng những người bình thường. Muốn bắt chiến thần phải quỳ rời đi, ngoài chủ soái ra thì ai có thể làm được chuyện này chứ? Nhân vật lớn như thế không phải kiểu người nhỏ bé như bọn họ có thể phỏng đoán. Tiêu Chính Văn lại dám nói bắt chiến thần quỳ xuống để rời đi, chẳng lẽ anh ta nghĩ mình là chủ soái sao?
Tô Mặc Như trợn mắt liếc xéo anh, nói, thôi bỏ đi, không nói luyên thuyên với anh nữa. Nếu anh không còn cách nào khác thì cứ đến tìm tôi sẽ bảo ông nội ra mặt, cầu xin giúp anh. Tiêu Chính Văn nghĩ ngợi rồi cười nói, vậy thì cảm ơn cô, còn chuyện gì nữa không? Tô Mặc Như vội vàng nói, lần trước, thuốc mà anh dùng để cứu mạng của ông cụ Chu còn không? Tiêu Chính Văn cau mày, nghi ngờ nhìn Tô Mặc Như, cô ta vội giải thích, anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ hỏi thôi, bởi vì tôi muốn nghiên cứu một chút. Tiêu Chính Văn thở phào nhẹ nhõm, nói, hết rồi, chỉ có một viên. Lúc này, mặt Tô Mặc Như đầy vẻ thất vọng, lại đột nhiên hỏi, vậy anh có công thức bào chế thuốc không? Tiêu Chính Văn nói, cũng không có. Tô Mặc Như thất vọng, cô ta là một bác sĩ tài năng, rất có hứng thú với những thứ thuốc này. Vậy nên, cô ta rất muốn có được viên thuốc mà Tiêu Chính Văn đã cứu người lúc trước, mang về nghiên cứu. Nói không chừng, nó có thể đem lại hạnh phúc cho toàn nhân loại. Tuy nhiên cô ta cũng biết, loại thuốc này nhất định là rất hiếm, hơn nữa còn rất đắt đỏ. Có điều, đột nhiên, Tiêu Chính Văn nói, phương thức trong đầu tôi, tiểu thư Tô định lấy cách gì trao đổi đây? Nghe xong, khuôn mặt Tô Mặc Như đầy vẻ ngạc nhiên và kích động, nói cái gì cũng được. Chỉ cần anh đưa phương thức đó cho tôi nhất định thỏa mãn mọi yêu cầu và điều kiện của anh. Thật sao, yêu cầu và điều kiện gì cũng được à? Tiêu Chính Văn cười khẩy hỏi ngược lại. Nhìn thấy nụ cười kia của anh, Tô Mặc Như ngạc nhiên, nhanh chóng che ngực mình nói, anh đừng nghĩ linh tinh, tôi không phải loại phụ nữ tùy tiện như thế. Nói đến đây, Tô Mặc Như cắn chặt răng, nhỏ giọng nói, nếu như, phương thức bào chế của anh là thật, vậy thì cũng có thể, chỉ là, mối quan hệ của hai chúng ta, anh không được nói cho ai biết hơn nữa, chỉ một lần, chỉ có thể một lần. Tiêu Chính Văn cau mày, xem ra Tô Mặc Như đang tự biên tự diễn, nói, cô nghĩ nhiều rồi. Tôi chẳng hề có hứng thú với cơ thể của cô. Dầm. Câu nói này như sét đánh giữa trời quang, đánh thẳng vào trái tim Tô Mặc Như. Vãi trưởng. Anh ta nói gì cơ? Không có hứng thú với cơ thể của mình sao? Bà đây tức chết mất. Tô Mặc Như suýt nữa đã nổi giận, nhưng nể mặt phương thức bào chế nên cố nhẫn nhịn, cố gắng nở nụ cười, nói, vậy anh muốn trao đổi gì? Rất đơn giản, thay mặt tôi đầu tư một công ty. Tiêu Chính Văn nói. Đầu tư công ty? Tô Mặc Như cau mày hỏi ngược lại. Tiêu Chính Văn nói một cách điềm nhiên, đúng vậy, tôi hy vọng cô có thể lấy danh nghĩa người đầu tư để đầu tư một công ty. Đương nhiên, tiền tôi sẽ đưa ra, chỉ cần cho tôi mượn danh nghĩa của cô thôi. Không phải việc phạm pháp đấy chứ. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không làm những chuyện này đâu. Tôi cũng có giới hạn của mình, Tô Mặc Như lập tức từ chối. Tiêu Chính Văn cười đáp, cô nghĩ nhiều rồi, tuyệt đối không phạm pháp, tôi chỉ muốn mở một công ty cho vợ tôi, nhưng lại không muốn để cô ấy biết là tôi mở, hiểu chưa? Nghe xong Tô Mặc Như liền hiểu ra, cô ta cười như không cười nói, không phải chứ, anh còn là tổng giám đốc bá đạo sao? Kiểu thầm lặng ra giá sau lưng sao? Tiêu Chính Văn, bây giờ tôi thực sự càng ngày càng hứng thú với anh rồi, rốt cuộc anh là ai thế? Chương 496, dạy dỗ nó cách làm người. Cũng đúng lúc này, đột nhiên có một đám đàn ông lực lưỡng xông vào. Đám đàn ông lực lưỡng đột nhiên xông vào này, kẻ nào mặt mũi cũng hiểm ác và hung tợn, trông chẳng khác gì bọn cướp. Tô Mặc Như lập tức bị dọa sợ, chạy ra sau Tiêu Chính Văn, gắt gao kéo cánh tay anh với vẻ mặt kinh hãi. Rất rõ ràng, những người này đến tìm hai người họ. Nói chính xác hơn là chúng đến tìm Tiêu Chính Văn. Kẻ cầm đầu đám người đàn ông lực lưỡng đó là một gã đầu trọc, trên người còn có hình xăm, trông rất đáng sợ. Những vị khách khác trong nhà hàng cũng đã bị đám người này dọa sợ mất mật. Tô Mặc Như nấp sau lưng Tiêu Chính Văn, nhỏ giọng hỏi, bọn họ đến tìm anh à? Tiêu Chính Văn thờ ơ gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đám người trước mặt, nhất là gã đàn ông đầu trọc đang tiến vào với vẻ mặt hung tợn. A, à, quả nhiên là đến tìm mình. Tiêu Chính Văn bất lực cau mày, bản thân đang yên ổn ăn một bữa cơm, tiện thể bàn chút chuyện, sao tự nhiên lại gặp phải chuyện này chứ? Gã đàn ông đầu chọc xông lên, đầu tiên hắn liếc nhìn Tiêu Chính Văn gầy gò yếu ớt và người đẹp bên cạnh anh, trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ gian ác, miệng nhếch lên đầy dục vọng. Sau đó, hắn chỉ thẳng mũi Tiêu Chính Văn,
lạnh lùng nói, mày chính là Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cau mày, nhún vai nói, là tôi, anh là ai? Ha ha, kẻ muốn mạng của mày. Gã đàn ông đầu chọc cũng không vội, hắn lấy một chiếc ghế rồi ngồi xuống, bốc một miếng bít tết trên bàn lên ăn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc xéo, ánh mắt lóe lên sát khí, khẽ cười hỏi ngược lại, hình như tôi không quen biết anh mà nhỉ, có chỗ nào đắc tội với anh sao? Gã đàn ông đầu chọc nuốt miếng thịt bò bít tết, quẹt miệng, trắng trợn quan sát Tô Mặc Như đứng sau Tiêu Chính Văn, nhìn bộ ngực đầy đặn và nặng trĩu của cô ta mà cảm thấy nóng ran dưới đáy quần. Sau đó, hắn khoanh tay lại, bắt chéo hai chân, ra dáng một vị đại ca, nói, không, nhưng có người muốn mua mạng của mày, thế thôi. Tiêu Chính Văn gật đầu, đã hiểu, tiếp tục hỏi, ai? Cần phải nói với mày nữa sao? Gã đầu chọc lạnh lùng hừ một tiếng, xoa cằm, sau đó nở nụ cười gian xảo nói, tao thấy thằng nhóc mày gầy gò yếu ớt như thế, đoán chừng cũng không chịu được mấy đòn của mấy anh đây, thế này đi. Để cô gái bên cạnh mày lại cho mấy anh đây sung sướng một lát, nói không chừng bọn tao sẽ thả mày đi, thế nào? Dứt lời, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ kích động nhìn Tô Mặc Như sau lưng Tiêu Chính Văn, cơ thể đầy đặn kia đúng là quá tuyệt. Đặc biệt là khuôn mặt tròn trịa và làn da trắng nõn kia, khiến hắn không nhịn được muốn vồ đến ngay, nhiệt tình ôm ấp một phen. Mẹ nó! Tại sao bên cạnh thằng nhóc gầy gò ốm yếu trước mắt kia lại có thể có một người đẹp tuyệt trần như vậy? Cơ thể này, không phải để đàn ông chơi thì để làm gì? Nghĩ như vậy, ánh mắt gã đầu chọc nhìn Tiêu Chính Văn mang theo sự phẫn nộ và đố kỵ, hung tợn nói, nhóc con, đừng do dự nữa, nếu muốn sống thì hãy để bạn gái mày đến chơi đùa với mấy anh đây. Tiêu Chính Văn cau mày, nghiêng đầu nhìn Tô Mặc Như, cười nói, cô là bạn gái tôi sao? Xem ra mấy người anh em kia rất có hứng thú với cô, hay là cô đến chơi cùng họ đi. Anh, đồ khốn, anh dám. Tô Mặc Như rất tức giận, cầm thật chặt cánh tay Tiêu Chính Văn, chỉ sợ anh bán cô ta thật. Dứt lời, cô ta liếc nhìn gã đầu chọc mặt mũi đầy dầu mỡ kia với vẻ rất ghét bỏ, lẩm bẩm một câu, hai, đám đàn ông xấu xí đó, tôi không muốn chơi cùng bọn họ, anh mau chóng đuổi bọn họ đi đi. Mày nói cái gì? Đại ca bọn tao thích mày thì đó là may mắn của mày. Đúng là không biết điều, có tin tao lột quần áo mày ném ra đường luôn không hả? Nhất thời, Tô Mặc Như bị mấy tên đàn em của gã đầu chọc mắng chửi, sợ đến phát khóc, liền trốn sau lưng Tiêu Chính Văn. Gã đầu chọc xua tay, quát mắng vài câu, rồi tiếp tục nhìn Tiêu Chính Văn, sao nào, suy nghĩ thế nào rồi? Tiêu Chính Văn không nói gì. Gã đầu chọc cười khà khà. Ánh mắt tràn đầy dục vọng, hận không thể đè ngay Tô Mặc Như xuống dưới thân, điên cuồng chơi đùa, người đẹp, hay là đi với anh, bảo đảm sau này ngày nào em cũng được ăn bít tết, tuyệt đối tốt hơn hẳn thằng nghèo kiết xác kia, em thấy thế nào? Tô Mặc Như xí một tiếng, quát mắng, chẳng thế nào cả. Dựa vào cái bộ dạng này của anh sao, cũng không soi nước tiểu xem bản thân như thế nào. Gã đầu chọc nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Lạnh lùng nói, con đờ sao kia, rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt hả? Có tin lát nữa ông đây lột sạch quần áo của mày ngay tại đây không? Hắn nhìn Tiêu Chính Văn, bộ dạng ngạo mạn, cười chế giễu, nhóc con, nếu đã như vậy, đừng trách ông đây ra tay độc ác. Có người muốn mua mạng của mày, mày nếu không muốn chết đau đớn thì mau chóng quỳ xuống dập đầu với ông đây vài cái, tao sẽ cân nhắc tha cho mày, nhưng người đẹp kia thì phải để lại. Tiêu Chính Văn bất lực lắc đầu, thấy hơi đau đầu. Tại sao lại có những người không có mắt nhìn như vậy, cứ thích nói lời thừa thãi thế nhỉ? Anh nhún vai nói, nếu tôi không đồng ý thì sao? Dầm! Gã đầu chọc đột nhiên đập mạnh lên mặt bàn, một chân gác lên ghế, ném chai rượu vang trên mặt bàn về phía Tiêu Chính Văn, rồi quay về phía 7-8 người anh em, nói, không đồng ý. Vậy những anh em sau lưng tao phải ra tay rồi, đến đi! Đánh tàn phế thằng khốn đó cho tao, người đẹp để lại, để anh em từ từ thưởng thức. Hắn liếc nhìn Tô Mặc Như, trong mắt đầy dục vọng, như thể đã tưởng tượng ra cảnh mình và người đẹp Tô Mặc Như đang mây mưa. Anh em đâu, đánh nó, đêm nay, có người đẹp bên cạnh rồi. Đám đàn em sau lưng gã đầu chọc đồng loạt hét lên một tiếng rồi xông về phía Tiêu Chính Văn và Tô Mặc Như. À, mấy người đừng đến đây. Tô Mặc Như bị dọa sợ. Vội vàng nấp đi.
Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn mấy gã đàn ông lực lưỡng đang lao về phía mình, anh cầm lấy dao nĩa trên mặt bàn rồi lao ra. Phập! Dao nĩa lóe sáng, cắm thẳng vào cánh tay một người nào đó. Đồng thời, máu tươi bắn tung tóe. Gã đàn ông xông lên phía trước đang chuẩn bị tung ra một cú đấm vào Tiêu Chính Văn, thì không ngờ bản thân lại bị đâm trúng, lập tức kêu lên thảm thiết, ôm chặt cánh tay đầy máu, nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt không thể tin nổi. Vãi trưởng, dám làm anh em tao bị thương, chết đi. Gã đầu chọc thấy anh em mình bị thương, liền tức đến nổ phổi, giống lên rồi cầm chai rượu đập về phía đầu Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cảm nhận được một luồng gió bao trùm, không hề nghĩ ngợi liền giơ chân tung ra một cú đá. Tốc độ cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, gã đầu chọc đã bị Tiêu Chính Văn đá văng ra, nặng nề đập vào bàn bịch một tiếng, rồi ngã lăn xuống đất, lập tức ôm bụng, mặt đỏ bừng la hét kêu đau. Mẹ kiếp, đầu thằng nhóc này khá cứng đấy. Anh em cùng nhau xông lên, dạy dỗ nó cách làm người. Chương 497, thâm sâu khó lường. Dầm một tiếng. Đám người đàn ông lực lưỡng đó lao vào Tiêu Chính Văn, tay đấm chân đá không ngừng khiến Tô Mặc Như đang trốn đằng sau sợ đến mức hét lên mấy tiếng. Tuy nhiên, cô ta đã từng nhìn thấy Tiêu Chính Văn ra tay, biết được thực lực của anh không hề đơn giản. Lúc này, Tiêu Chính Văn giơ tay lên, đấm bốp bốp vài cái, tất cả đám đàn ông cường tráng đó đều ngã xuống đất, kêu gào thảm thiết, không ai có thể đứng dậy được. Cuộc chiến này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Tô Mặc Như đi ra khỏi góc, vội vàng núp sau lưng Tiêu Chính Văn, nhìn đám lưu manh đang nằm trên mặt đất cũng không quên đạp cho bọn chúng vài nhát. Tiêu Chính Văn nhìn Tô Mặc Như, giọng điệu không thân thiện lắm, nói, bây giờ cô vẫn không biết sợ à. Tô Mặc Như liếc anh một cái, lẩm bẩm, đây không phải là cơ hội cho anh trở thành anh hùng cứu mỹ nhân sao. Tiêu Chính Văn sờ cằm, cố ý quét mắt một lượt qua người Tô Mặc Như, nói đùa anh hùng thì đúng, nhưng mỹ nhân thì. Tô Mặc Như trợn trừng mắt, dựng thẳng bộ ngực 36D đầy đặn, hỏi, sao nào, tôi không đẹp chắc. Ừ, to, à không không, đẹp. Tiêu Chính Văn không nói nên lời, anh không ngờ Tô Mặc Như lại khoe thân hình đầy đặn của mình ra trước mặt anh. Đột nhiên, sắc mặt của Tô Mặc Như thay đổi, cô ta chỉ vào cửa nhà hàng và hét lớn, chạy rồi. Tên khốn đó chạy rồi. Tên đồ con đầu chọc đang ôm bụng ở cửa muốn chạy trốn. Khi nghe thấy tiếng hét của Tô Mặc Như, gã càng chạy nhanh hơn. Nhưng trước khi gã chạy ra được khỏi cửa, Tiêu Chính Văn đã nhặt chiếc ghế bên cạnh và ném qua. Bụp! Á! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, gã đầu chọc ngã xuống đất, ôm lấy cái đầu hói đầy máu của mình. Muốn chạy à? Không dễ thế đâu. Tiêu Chính Văn phủi tay, sau đó đút tay vào túi quần rồi bước tới. Tô Mặc Như cũng chạy theo. Cô ta tiến lên đá vào gã đầu chọc vài cái, đồng thời chửi mắng, đồ vô liêm sỉ, anh mà cũng đòi ngủ với tôi à, đánh chết cái đầu nhà anh. Tiêu Chính Văn cười bất lực, nhìn gã đầu chọc đang vô cùng sợ hãi trên mặt đất, lạnh lùng nói, đau lắm sao anh hai, vừa nãy không phải anh cứng lắm à, sao bây giờ lại dẫy đành đẹp như chuột chết thế. Gã đầu con đầu chọc một tay ôm cái đầu đầy máu của mình, lúc này gã đang cố gắng nhúc nhích cái mông bò về phía cửa. Nếu như hôm nay gã biết thằng nhãi mình phải xử hung dữ như thế này thì dù có đánh chết gã cũng không dám động vào Tiêu Chính Văn, đây rõ ràng là tự mình tìm đường chết mà. Vẻ mặt của Tiêu Chính Văn dần trở nên lạnh lùng, anh nhìn chằm chằm gã đầu chọc, hỏi, nói đi, ai bảo anh tới đây? Đừng có lừa tôi, nếu không anh sẽ chết rất thảm đấy. Nói xong, không đợi gã đầu chọc phản ứng, Tiêu Chính Văn đã tiến lên đạp vài cái vào ngực gã, tiếng gãy xương vang lên. Gã đã bị gãy mấy cái xương sườn, đau đến mức như chết đi sống lại. Phải ra tay thật nhẫn tâm thì đối phương mới biết sợ, mới có thể thành thật trả lời. Á! Gã đầu chọc gào lên như lợn bị chọc tiết, khuôn mặt đau đớn đến biến dạng, tôi nói, cầu xin đại ca đừng đánh nữa, tôi nói. Gã đầu chọc thật sự sợ rồi, người đàn ông này quá đáng sợ, ra tay cũng rất độc ác. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc gã một cái. Chờ đợi câu trả lời của đối phương. Gã đầu chọc lưỡng lự nói, là nhà họ Bạch, mấy anh em chúng tôi nhận được một tin nhắn, ai có thể giết chết anh hoặc khiến anh tàn tật thì sẽ được thưởng 500.000 tệ. Tiêu Chính Văn cau mày, anh biết nhà họ Bạch sẽ không buông tha cho mình,
nhưng không ngờ rằng thủ đoạn của bọn chúng lại hèn hạ như vậy, đây là lệnh truy nã ngầm sao? Cút! Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng. Vâng, vâng vâng, đa tạ đại ca đã tha mạng. Gã đầu chọc sợ hãi vội vàng chạy như bay khỏi nhà hàng, nếu như cho gã thêm một cơ hội, dù có chết gã cũng không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Nhà họ Bạch, xem ra tôi không tới quấy rầy các người thì các người bứt rứt lắm đúng không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói một câu, sau đó liền rời đi. Tô Mặc Như vội vàng đuổi theo sau, hét lớn, Tiêu Chính Văn, anh không thể đi. Tiêu Chính Văn quay đầu, cau mày hỏi, sao thế, còn chuyện gì à? Tô Mặc Như liếc nhìn anh, nói, đơn thuốc, anh đưa đơn thuốc cho tôi. Tiêu Chính Văn bình thản nói, đợi thông báo của tôi. Nói xong, Tiêu Chính Văn vẫy tay và biến mất ở lối vào của nhà hàng. Tô Mặc Như tức giận dậm chân, đúng lúc này, một ông lão bước ra khỏi nhà hàng. Tô Mặc Như nhìn thấy ông ta, thản nhiên hỏi, ông Tôn, sao vừa nãy ông không đi ra? Ông xem anh chàng kiêu ngạo đó kìa. Ông lão liếc nhìn đám đâu con đang gào thét thảm thiết trên mặt đất, sau đó cười bất lực, đại tiểu thư, tôi cũng muốn ra lắm, nhưng vừa nãy tôi đã bị một luồng khí thế khóa chặt lại, nếu như tôi cố gắng lao ra, sợ rằng tôi cũng sẽ là một trong số những người nằm trên đất kia mất. Tô Mặc Như khẽ kinh ngạc, nói, ông Tôn, ông đang nói Tiêu Chính Văn à, ý của ông là anh ta còn lợi hại hơn ông sao? Cô ta biết rằng, ông Tôn là hộ vệ thân cận bên cạnh ông nội mình, vẫn luôn bảo vệ sự an toàn cho ông nội, có thể nói rằng ông ấy là một cao thủ tái thế. Khi cô ta còn rất nhỏ, cô ta đã nhìn thấy ông Tôn một chiêu chém gãy một cây đại cổ thụ có thân to bằng vòng tay của bốn người. Là một vị cao thủ võ đạo quân vương cấp 4 sao. Võ công vô địch, vượt qua hàng ngũ đại tông sư võ thuật. Lão Tôn nói một cách đầy chính trọng, thực lực của cậu ấy đúng là rất mạnh, còn mạnh đến đâu thì chắc chắn là không kém cạnh tôi đâu, thảo não lão Lý của nhà họ Bạch đánh không lại cậu ấy. Tô Mặc Như hừ lạnh một tiếng, nói tốt nhất là để nhà họ Bạch sai người tới bắt anh ta, nhìn bộ dạng cao ngạo vừa nãy của anh ta mà tôi lại thấy tức. Lão Tôn gật đầu mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Còn về phía Tiêu Chính Văn, khi rời khỏi nhà hàng, anh nhận được điện thoại của Đỗ Tình Tuyết. Nhưng khi ấn nghe, bên kia chỉ nói một địa chỉ rồi lập tức cúp máy. Ý gì đây? Không nghĩ nhiều, Tiêu Chính Văn gọi một chiếc xe, đi tới địa chỉ đó. Khi đến quán bar, anh liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang giằng co với một đám đàn ông trông rất lưu manh. Tổng giám đốc Đỗ. Tiêu Chính Văn giật mình, người đó chính là Đỗ Tình Tuyết. Trông bộ dạng của cô ta có vẻ như uống say rồi, đang bị một đám đàn ông lưu manh bao vây, bọn chúng còn đang động tay động chân với cô ta. Đang chăm chú nhìn, Tiêu Chính Văn nhìn thấy vài tên lưu manh sờ soạng vào người Đỗ Tình Tuyết, còn Đỗ Tình Tuyết thì đã say mềm, trông có vẻ đang chóng mặt, đứng cũng không đứng vững được, cô ta lầm bầm cút ra. Mấy tên lưu manh các người, biết tôi là ai không? Ái chà chà, cô gái nóng bỏng xinh đẹp này, em là ai thế? Gã đàn ông dẫn đầu đi lên, chạm vào khuôn mặt đỏ bừng vì say xỉn của Đỗ Tình Tuyết nhưng lập tức bị cô ta cho ăn một cái tát. Bà mày là tổng giám đốc Đỗ của tập đoàn Đỗ Thị, là thiên kim tiểu thư của nhà họ Đỗ ở tỉnh. Chúng mày cút ra cho bà, còn không chịu cút, bà đây báo cảnh sát đến bắt chúng mày. Đỗ Tình Tuyết muốn đi, nhưng tất nhiên đám đàn ông đó không thể thả cô ta đi được. Cô ta hất bàn tay bẩn thỉu của một gã đô con mặt béo ú đang định ôm eo mình, sau đó chửi mắng, không cút đi thì tôi báo cảnh sát đấy. Đỗ Tình Tuyết hét lớn, cô ta loạng choạng, suýt thì ngã xuống đất. Gã lưu manh béo ú cầm tay Đỗ Tình Tuyết, vẻ mặt dâm đãng nói, hi hi, mỹ nhân à, đừng từ chối người ta như vậy chứ, đợi sau khi anh chơi em, đảm bảo khiến em quên hết mọi phiền não, khiến em vui sướng mãi không thôi. Nói xong. Gã nháy mắt với đám lưu manh kia, bọn chúng hiểu ý, lập tức xông lên, kéo hai tay của Đỗ Tình Tuyết, định lôi cô ta ra ngoài. Khốn, khốn nạn, bỏ tôi ra, tôi báo cảnh sát đấy. Á, cứu tôi với. Đỗ Tình Tuyết đã say mềm, hai chân đứng không vững, nhưng cô ta vẫn còn có chút tỉnh táo, tức giận gào thét, nhưng một người phụ nữ yếu đuối như cô ta làm sao có thể là đối thủ của đám lưu manh này được chứ? Hi hi, đừng gấp. Lát nữa anh dẫn cưng đi uống thêm vài ly, anh còn biết một nơi cực kỳ vui vẻ,
nhất định em sẽ thích đấy. Gã đàn ông to béo trong mắt tràn đầy dục vọng, gã xoa tay, sau đó lao về phía Đỗ Tình Tuyết, muốn ôm chặt cô ta trong lòng mình để thỏa sức nắn bóp. Tuy nhiên, ngay khi bàn tay mập mạp của gã gần tiến tới liền bị đá mạnh một cái vào lưng, cả người đập mạnh vào góc quầy ba, kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó máu bắn ra tung tóe. Mẹ kiếp, mày đạp ai đấy, thằng nhãi này từ đâu chui ra đây? Chán sống rồi à? Gã ôm chặt đầu cố gắng đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Chính Văn đang đứng đằng sau, gầm lên một tiếng. Chương 498, anh cũng ở đây. Cho các người 10 giây. Mau chóng cút khỏi đây. Tiêu Chính Văn trông rất tức giận, đặc biệt khi anh nhìn thấy bọn chúng quấy rối Đỗ Tình Tuyết, một cơn thịnh nộ đang bùng cháy mãnh liệt trong lòng anh. Mẹ kiếp, mày nói cái đéo gì cơ? Bảo bọn tao cút há? Mày cũng không nghe xem ông mày là ai. Gã đầu béo không biết lấy chiếc khăn từ đâu để thấm máu trên đầu, lúc này vẻ mặt vô cùng huênh hoang nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Đánh chết hắn cho tôi. Đánh đến khi nào mẹ hắn không nhận ra hắn nữa thì thôi. Dám đạp ông mày à, mày chán sống rồi đúng không? Gã đầu béo đó hất tay, đám đàn em lập tức cười nhạo bao vây Tiêu Chính Văn lại. Ái chà chà, bây giờ lại còn giả bộ anh hùng cứu mỹ nhân, làm màu quá đấy. Bụp, bụp. Mấy tên lưu manh đó hùng hổ lao về phía Tiêu Chính Văn, nhưng ngay lập tức, bọn chúng đều bị đánh bay ra ngoài. Chuyện này sao có thể được? Gã đầu béo sợ hãi ngồi bệt xuống đất, khắp người mồ hôi nhễ nhại. Gã thậm chí không nhìn rõ đối phương đã ra tay như thế nào, đám đàn em của gã đều bị đánh bay ra ngoài, nằm dạp trên mặt đất và không ngừng kêu la thảm thiết. Mày đừng qua đây. Gã đầu con với cái đầu bự lúc này trông chẳng khác gì một chú gà con. Gã vừa dứt lời liền bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chính Văn. Gã cảm giác mình như đang bị một con sư tử dũng mãnh nhìn chằm chằm, áp lực trào dâng khiến gã cảm thấy khó thở. Gã nuốt nước bọt, hai mắt lóe lên, chỉ vào Tiêu Chính Văn quát lớn, mày đừng có mà kiêu ngạo. Đại ca của tao là anh hổ của phố Đông Hán đấy. Anh ấy là một người rất độc ác, đã từng vào tù ra tội, nếu như mày dám làm gì tao, anh ấy nhất định sẽ không tha cho mày đâu. Nói xong. Gã vội vàng lấy điện thoại di động trong túi quần ra gọi điện, sau đó gã nhếch mép, bò dậy từ mặt đất, nhìn Tiêu Chính Văn và Đỗ Tình Tuyết, ngạo nghễ nói, thằng nhãi, mày chết chắc rồi. Đại ca của tao sẽ tới ngay, nếu mày không muốn chết thì mau cút khỏi đây đi. Nếu không khi đại ca của tao đến thì mày có chạy đằng trời. Đại ca tao là người cầm đầu cả một con phố, mày phá hỏng chuyện tốt của tao, đánh tao và các anh em của tao bị thương. Đại ca tao nhất định sẽ lột da róc thịt mày, mày chết chắc rồi. Tiêu Chính Văn không buồn để ý đến gã, ngồi ở đó chờ đợi. Không lâu sau, một vài bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở trước cửa quán bar, những người đó đều mặc quần áo da, xăm trổ đầy mình, trên tay đều cầm thanh sắt. Khi Tiêu Chính Văn ra tay, đám người đang nhảy nhót, uống rượu và hát hò trong quán bar đều đã bỏ chạy từ sớm rồi. Bây giờ trong quán chỉ còn lại bọn họ và vài nhân viên pha chế. Tiêu Chính Văn liếc nhìn bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong quán bar, anh không khỏi cười chế nhạo, sau đó gối đầu vào thành ghế sofa, chuẩn bị chờ đợi màn kịch hay tiếp theo. Nhóm người sau khi nghe được tin tức vội vàng chạy tới, lúc này lại nhìn thấy Tiêu Chính Văn an nhàn ngồi trên ghế sofa, lửa giận trong lòng bọn chúng lập tức tắt ngúm, trong nháy mắt chuyển hướng nhìn về phía gã to béo. Gã to béo nhìn thấy anh hổ đi tới, lập tức chạy đến, chỉ vào Tiêu Chính Văn quát lớn, anh hổ, anh tới rồi, em bị thằng nhãi này đánh, hắn ta còn ngạo mạn đánh bị thương bao nhiêu anh em của chúng ta, anh mau xử lý hắn đi. Anh hổ vừa nghe thấy câu này, lại nhìn ánh mắt của Tiêu Chính Văn, lúc này tim hắn như hững một nhịp. Bốp, gã béo chưa kịp nói xong thì anh hổ đã tiến tới tát vào mặt gã một cái khiến gã choáng váng. Anh hổ. Anh đánh em làm gì, em là phiêu tử đây, là hắn đánh anh em chúng ta mà. Vẻ mặt phiêu tử vô cùng ấm ức, hoàn toàn không hiểu anh hổ làm vậy là có ý gì. Bốp, kết quả, lại một cái tát mạnh nữa giáng xuống mặt của phiêu tử. Lúc này dù gã có ngu đến đây thì cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đầu óc gã lúc này xoay mòng mòng. Có mắt mà không thấy thái dương, cút. Anh hổ phẫn nộ gầm lên. Sau đó vội vàng cúi đầu khom người với Tiêu Chính Văn, vẻ mặt xu nịnh nói, anh Tiêu,
trùng hợp thật đấy, ha ha, tên đàn em này không biết phép tắc, cũng không biết anh Tiêu, chuyện này, nếu như anh Tiêu vẫn chưa hả giận thì anh cứ việc đánh đi. Vừa nói, anh Hổ vừa đá Phiêu Tử một cách rất thô bạo, khiến gã sợ hãi quỳ phịch xuống đất, nước mắt lưng tròng, anh Tiêu, cầu xin anh tha cho tôi bị mỡ lấp hết não rồi, tôi đáng chết. Nói xong, Phiêu Tử lập tức tự tát vào miệng mình mấy cái. Anh Hổ này chính là kẻ trước đây gây sự ở tập đoàn Đỗ Thị, hắn đã bị Tiêu Chính Văn xử lý một trận. Tiêu Chính Văn cau mày nói, xem ra lần dạy dỗ trước đây vẫn chưa đủ đúng không? Trình Hổ vừa nghe xong, trong lòng đột nhiên chấn động, hận không thể xé xác gã béo này ngay lập tức, chọc vào ai không chọc lại cứ chọc vào người đàn ông này. Hắn vội vàng nở nụ cười nịnh nọt, không ạ, không ạ, anh Tiêu lại đùa rồi. Phiêu Tử thấy bộ dạng anh Hổ khép nép trước mặt người đàn ông này, trong lòng đã biết mọi chuyện không hay rồi, lần này nhất định là đã chọc vào một nhân vật lớn, gã lập tức quỳ xuống, tiếp tục cầu xin, anh Tiêu, tôi sai rồi, tôi có mắt mà không thấy Thái Dương, không nên động vào chị dâu, tôi sai rồi, cầu xin anh tha cho tôi. Tha cho anh. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Phiêu Tử, cười nói, không phải vừa nãy anh nói muốn đánh tôi đến mức mẹ tôi cũng không nhận ra cơ mà. Phiêu Tử mập mạp lắc đầu quầy quậy, vẻ mặt kinh hãi nói, không dám, không dám, tôi không dám nữa, vừa nãy tôi chỉ nói linh tinh thôi, cầu xin anh Tiêu rộng lượng tha cho tên thối tha như tôi. Có gì mà không dám chứ, trước mặt bao nhiêu người quấy rối phụ nữ, còn chuyện gì mà anh không dám à? Tiêu Chính Văn cười lạnh, nhìn Trình Hổ ở phía bên cạnh, nói anh qua đó đánh anh ta đến khi nào mẹ anh ta không nhận ra nữa thì thôi, nếu như anh dám nhẹ tay, thì tôi sẽ đánh anh y như vậy. Trình Hổ liếc nhìn Tiêu Chính Văn, toàn thân run lên vì ánh mắt lạnh lùng của anh. Hắn không nói gì, tiến lên đá vào người Phiêu Tử, chửi mắng vào câu rồi ngồi xổm xuống, túm lấy Phiêu Tử đang hoảng loạn, tát qua tát lại. Bốp 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 bốp. Một lúc sau, mặt Phiêu Tử sưng lên như đầu heo, quả thật dù mẹ gã có đứng ở đây thì cũng không thể nào nhận ra gã được. Được rồi, cút đi, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Bọn chúng đứng ngây như phỗng, dường như chưa phản ứng lại kịp. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, mấy người điếc à, tôi bảo là cút. Đám xã hội đen ngây người ở đó, do dự nhìn nhau một lúc, sau đó lập tức cuốn xéo ra khỏi quán bar, khiến cho các nhân viên phục vụ trong quán sợ phát khiếp. Tiêu Chính Văn đứng dậy, kéo Đỗ Tình Tuyết đã say mềm nằm bất tỉnh, cô ta hét lên. Anh là ai? Mau cút ra, cút ra. Đỗ Tình Tuyết giãy giụa kịch liệt, Tiêu Chính Văn không còn cách nào đành gượng ép bế cô ta theo kiểu công chúa. Đỗ Tình Tuyết mặc dù đã say, nhưng vẫn vô thức quàng tay qua cổ Tiêu Chính Văn, dựa vào ngực anh, lầm bầm, đừng rời xa tôi, đừng rời xa tôi. Tiêu Chính Văn khẽ ngây người ra, nhìn người phụ nữ khuôn mặt đỏ bừng vì say này, trong lòng như dịu lại, bất lực nở nụ cười, yên tâm đi, tôi sẽ không đi đâu đâu, để tôi đưa cô về. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn đưa Đỗ Tình Tuyết trở lại khách sạn. Tiện thể giúp cô ta thay áo khoác ngoài. Ngày hôm sau, Tiêu Chính Văn rời khỏi nhà mới của mình, định đi xem đám cưới chuẩn bị đến đâu rồi. Mới sáng sớm đã nhận được điện thoại của Đỗ Tình Tuyết, cô ta tức giận hỏi Tiêu Chính Văn. Tối qua ai đưa tôi về? Tôi. Tiêu Chính Văn bình thản đáp. Vậy, ai giúp tôi thay quần áo? Lúc này Đỗ Tình Tuyết đang ngồi trên ghế sofa ở khách sạn, vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng. Ừ, cũng là tôi, Tiêu Chính Văn nói. À, Tiêu Chính Văn, tôi giết anh. Tiếng gầm như sư tử của Đỗ Tình Tuyết lập tức vang vọng khắp khách sạn. Tiêu Chính Văn liền cúp điện thoại, bất lực lắc đầu. Xem ra phải tìm cơ hội để giải thích mới được. Sau đó, anh đến căn biệt thự Thương Hải số 1 mà trước đó mình đã mua. Vừa tới cửa, Tưởng Thái Sung và Tưởng Hoành đã vội vàng chạy tới, vẻ mặt cung kính nói, anh Tiêu, anh tới rồi. Tiêu Chính Văn bình thản gật đầu, vừa đi vào trong vừa hỏi, bày trí thế nào rồi? Tưởng Thái Sung vội vàng trả lời, cậu Tiêu, cậu yên tâm, mọi thứ đã được bày trí xong hết rồi, cậu nhìn xem. Nói xong, Tưởng Thái Sung mở cửa, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi không gian sang trọng và tinh tế bên trong. Hoa hồng đỏ được rải khắp sàn, còn có bóng bay và các đồ vật trang trí hôn lễ khác. Trên bức tường ở hành lang treo những tấm ảnh cưới to đùng của Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan,
Đây là bọn họ chụp bù, do yêu cầu mãnh liệt của Tiêu Chính Văn nên Khương Vi Nhan mới gật đầu đồng ý. Nhìn tấm ảnh cưới khổng lồ này, ánh mắt Tiêu Chính Văn tràn ngập ấm áp và hạnh phúc. Vi Nhan, anh đã hứa với em, tuyệt đối sẽ không thất hứa. Nhìn sơ qua một lượt thấy bố cục khá ổn, Tiêu Chính Văn khen vài câu rồi xoay người rời đi. Kết quả, vừa bước ra khỏi biệt thự Thương Hải số 1 chưa được bao xa đã vô tình đụng phải Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp đang mỉm cười hạnh phúc. Hai người bọn họ dường như cũng tới biệt thự. Lúc này, nhìn thấy Tiêu Chính Văn mơ hồ bước ra từ hướng biệt thự Thương Hải số 1, Ngô Khoan Nghiệp cau mày, hét lớn, Tiêu Chính Văn, sao anh cũng ở đây? Chương 499, tặng luôn. Đừng nói là tới đây xem biệt thự đấy nhé. Ngô Khoan Nghiệp bước tới, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt giễu cợt. Khương Mỹ Nghiên nắm cánh tay cậu ta, sau đó cũng cười khẩy, anh ta mà cũng xứng tới đây xem biệt thự á. Liệu có mua nổi không? Nực cười. Biệt thự ở đây, thấp nhất cũng có giá 30 triệu tệ, đây là khu biệt thự đắt đỏ nhất Tu Hà. Những người sống ở đây đều giàu nứt đố đổ vách. Tiêu Chính Văn chỉ là một thằng vô dụng ăn bám, có tư cách gì mà tới đây mua biệt thự chứ? Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn hai người họ, nói tôi có phải tới đây để mua biệt thự hay không thì liên quan gì đến hai người. Nghe thấy câu này, Ngô Khoan Nghiệp nheo mắt, thái độ bất mãn, nói Tiêu Chính Văn, anh nói chuyện kiểu gì thế, một con chó hoang như anh thì có tư cách gì mà nói giọng điệu này trước mặt tôi. Nghĩ đến chuyện lần trước bị Tiêu Chính Văn đánh, trong lòng Ngô Khoan Nghiệp lại sôi máu. Mình cũng đã tìm vài tên lưu manh đến để dạy dỗ anh ta rồi, nhưng đều bị đánh ngược lại. Tức vãi. Đúng vậy, Tiêu Chính Văn, 3 ngày sau, tôi và Ngô Khoan Nghiệp sẽ kết hôn, đến lúc đó, anh phải gọi anh ấy 2 tiếng anh rể. Khương Mỹ Nghiên lạnh lùng nói, vẻ mặt rất không hài lòng. Ngô Khoan Nghiệp chỉnh lại bộ vest của mình, bày ra vẻ cao ngạo. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn cười lạnh, nói, Khương Mỹ Nghiên, cô quên rồi à, từ lúc Khương Vi Nhan quyết định rời khỏi nhà họ Khương, tôi và cô ấy không còn bất cứ quan hệ gì với nhà các người nữa. Anh, Khương Mỹ Nghiên tức giận, chỉ vào mặt Tiêu Chính Văn chửi bới, họ Tiêu kia, đừng quá ngạo mạn. Anh cho rằng Khương Vi Nhan sẽ thật sự rời khỏi nhà họ Khương sao? Chỉ cần ông nội và bố tôi mở lời, tôi tin rằng cô ta nhất định sẽ vẫy đuôi quay về như một con chó. Nói đến đây, Khương Mỹ Nghiên cười đắc ý. Cô ta hiểu rất rõ tính cách của Khương Vi Nhan, cô là một người phụ nữ thiếu quyết đoán và trọng tình nghĩa. Nói rời khỏi nhà họ Khương nhất định là do đang tức giận thôi. Đến lúc đó, chỉ cần mình bày chút kế sách, Khương Vi Nhan sẽ ngoan ngoãn chạy về nhà, cầu xin bọn họ giữ cô lại. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn cười lạnh, nói, vậy các người có thể thử, tôi tin Vi Nhan, cô ấy sẽ không quay lại nhà họ Khương nữa đâu. Nói xong, Tiêu Chính Văn xoay người rời đi. Tuy nhiên, Ngô Khoan Nghiệp lập tức ngăn anh lại, cậu ta cười một cách không mấy thiện cảm, này, đừng vội đi chứ, nếu đã đến rồi thì cùng chúng tôi đi xem biệt thự đi. Tiện thể cho anh cảm nhận sự khác biệt giữa đẳng cấp của hai chúng ta ở đâu. Ha ha, chồng à, anh làm vậy có bắt nạt người ta quá không? Khương Mỹ Nghiên cười giả tạo. Chuyện này có gì đâu chứ, để anh ta nhìn thấy bề nổi của thế giới cũng không tồi, để sau này đỡ bị người ta khinh thường, Ngô Khoan Nghiệp nói. Tiêu Chính Văn cau mày, sau đó tùy ý đi theo đám người Ngô Khoan Nghiệp đến phòng kinh doanh. Anh muốn xem. Ngô Khoan Nghiệp muốn giả bộ trước mặt mình như nào? Vừa bước vào văn phòng kinh doanh, Ngô Khoan Nghiệp đã chống cằm ngạo mạn nói với nhân viên, dẫn chúng tôi đi xem biệt thự ở đây của các cô. Thấy Ngô Khoan Nghiệp tỏ vẻ tổng tài bá đạo, nhân viên vội vàng bước đến và giới thiệu cho bọn họ một cách niềm nở. Ngô Khoan Nghiệp và Khương Mỹ Nghiên tận hưởng trạng thái được người khác phục vụ. Còn Tiêu Chính Văn chỉ lặng lẽ đứng ở một bên. Sau khi xem một hồi, Ngô Khoan Nghiệp chỉ vào căn biệt thự Thương Hải số 1 đắt nhất và hỏi căn đó bao nhiêu. Tôi muốn mua căn đó. Khương Mỹ Nghiên nghe thấy câu này, vô cùng phấn khích, lập tức hôn lên má Ngô Khoan Nghiệp, nói, chồng à, anh tốt với em thật đấy. Nói xong, cô ta còn quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn ở phía sau, nói, nhìn xem, chồng tôi mới đúng là người đàn ông giỏi giang. Tiêu Chính Văn cười nhạt, nói căn đó cậu ta không mua được đâu. Nghe thấy vậy, Ngô Khoan Nghiệp quay đầu, ánh mắt tức giận nhìn anh,
hỏi, anh nói cái gì cơ? Tôi không mua được á, lẽ nào bị anh mua rồi sao? Tiêu Chính Văn cau mày, nói, căn đó đã có người mua rồi. Gì cơ? Ngô Khoan Nghiệp ngây người ra, nhìn lại căn biệt thự Thương Hải số 1 lại lần nữa, căn này bị người khác mua rồi sao? Vốn dĩ cậu ta cũng không định mua, chỉ muốn giả bộ tí thôi. 1 tỷ tệ đấy. Ai mà mua được? Căn biệt thự này có người khác mua rồi à? Ngô Khoan Nghiệp gấp gáp hỏi nhân viên bán hàng. Người nào có thể mua được căn biệt thự này nhất định là giàu nứt đố đổ vách. Mình phải kết bạn giao lưu mới được. Nhân viên bán hàng gật đầu, cười nói, đúng vậy thưa anh, căn biệt thự này đã bị 1 tỷ phú bí ẩn mua lại cách đây mấy tháng rồi, do đích thân tổng giám đốc Tưởng của chúng tôi tiếp đón. Ngô Khoan Nghiệp gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó hỏi tiếp, vậy có thể cho tôi cách thức liên lạc với tỷ phú bí ẩn đó được không? Nhân viên bán hàng có chút khó xử, nói, xin lỗi, chúng tôi đều là người mới tới, cũng không rõ lắm. Ngô Khoan Nghiệp có chút thất vọng. Khương Mỹ Nghiên cũng buồn ra mặt, nhưng ngay sau đó lại rất kích động. Nếu sống trong khu biệt thự này thì chẳng phải ngày nào cô ta cũng được gặp tỷ phú bí ẩn đó sao? Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn cười nói, cậu muốn cách thức liên lạc của vị tỷ phú bí ẩn đó sao? Nghe thấy vậy, Ngô Khoan Nghiệp quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn, lẩm bẩm, sao nào, lẽ nào anh có sao, cũng không xem lại xem bản thân là cái thá gì. Tiêu Chính Văn, đừng giả bộ nữa, thật khiến người khác ghê tởm. Đây là biệt thự giá 1 tỷ tệ đấy, nhân viên người ta còn không biết thì anh biết thế quái nào được. Khương Mỹ Nghiên lạnh lùng hỏi vặn. Nhưng ngay giây tiếp theo, Tiêu Chính Văn cười nói, bởi vì tôi chính là vị tỷ phú bí ẩn đó. Đoàng. Sét đánh ngang tai. Tất cả mọi người trong văn phòng kinh doanh đều chết lặng. Tiêu Chính Văn đang nói gì cơ? Anh chính là vị tỷ phú bí ẩn đã bỏ 1 tỷ tệ ra để mua căn biệt thự ấy. Ngô Khoan Nghiệp lập tức phá lên cười, mẹ kiếp. Tiêu Chính Văn, anh đang nói cái quái gì vậy? Anh là vị tỷ phú bí ẩn ấy. Cười chết mất thôi. Ha ha ha. Khương Mỹ Nghiên cũng cười đau cả bụng, nước mắt như trực trào ra, nói, dựa vào anh mà đòi mua căn biệt thự 1 tỷ tệ, anh có thể mua được một căn nhà 100 mét vuông ở bên người là đã quá lắm rồi. Tuy nhiên, một vài vị khách đến xem nhà đột nhiên xuất hiện trong văn phòng kinh doanh, chỉ vào người Tiêu Chính Văn nói. Trời ơi, đây không phải người lần trước đã mua căn biệt thự Thương Hải số 1 sao? Chính xác, lần trước tôi tới, vừa đúng lúc gặp được anh ấy. Anh ấy lại tới mua biệt thự tiếp sao? Nghe thấy lời xì xào bàn tán của những người xung quanh, Ngô Khoan Nghiệp và Khương Mỹ Nghiên đều trông rất sốc. Anh đã mua căn biệt thự 1 tỷ tệ sao? Khương Mỹ Nghiên ngẩn người, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tiêu Chính Văn nhún vai, lấy chìa khóa từ trong túi ra, nói, hay là tôi mời các người tới xem nhé. Lộp bộp. Khương Mỹ Nghiên loạng choạng, suýt chút nữa ngã xuống. Sao có thể vậy được? Sao anh có thể mua được căn biệt thự 1 tỷ tệ? Nhất định là tôi đang nằm mơ. Khương Mỹ Nghiên sững sờ, hoàn toàn không dám tin, thậm chí còn tự tay nhéo da của mình. Tuy nhiên cơn đau ập đến khiến cô ta tin rằng cảnh trước mắt này quả nhiên là thật. Ngô Khoan Nghiệp cũng sửng sốt, kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn đang cầm chìa khóa, một lúc lâu sau cũng không thốt lên lời. Lúc này, Tưởng Hoành cũng bước nhanh vào, vẻ mặt phấn khích. Thái độ cung kính đón tiếp Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, sao anh lại đột nhiên tới đây? Chúng tôi có thể giúp gì cho anh? Hay là anh lại muốn mua thêm vài căn biệt thự à? Nếu như muốn mua căn nào anh cứ chọn tùy ý, tôi tặng anh luôn. Phịch! Nghe thấy những lời này, Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp không thể đứng vững được nữa, bọn họ ngồi phịch xuống mặt đất, kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn và Tưởng Hoành. Chương 500, gia đình trục lợi. Tưởng Hoành quay đầu sang nhìn, sắc mặt trùng xuống, hỏi, hai người là. Ngô Khoan Nghiệp vội vàng đứng dậy, khiêm tốn bước tới, muốn bắt tay Tưởng Hoành, nói, Tổng Giám Đốc Tưởng, xin chào, tôi là cậu chủ của tập đoàn Ngô Thị, Ngô Khoan Nghiệp. Người đàn ông trước mặt này là cậu chủ nhà họ Tưởng, còn là Tổng Giám Đốc của tập đoàn Tưởng Thị. Nhà họ Tưởng có vị trí nhất định ở đất Tu Hà này. So với nhà họ Ngô đương nhiên là mạnh hơn rất nhiều. Tưởng Hoành nhíu mày, hỏi cậu chủ của tập đoàn Ngô Thị. Xin lỗi, tôi không quen anh, tôi đang phải tiếp đón khách quý,
nếu như anh có vấn đề gì có thể hỏi các nhân viên ở đây của chúng tôi. Nói xong, Tưởng Hoành cung kính mời Tiêu Chính Văn vào phòng tiếp tân VIP của văn phòng kinh doanh. Nhìn Tưởng Hoành không coi mình ra gì và bóng lưng Tiêu Chính Văn đang rời đi, trong lòng Ngô Khoan Nghiệp chịu một đả kích rất lớn. Chuyện này là như thế nào? Đó là Tưởng Hoành mà. Sao lại đối xử khiêm nhường với Tiêu Chính Văn như vậy? Thằng nhãi Tiêu Chính Văn đó rốt cuộc là ai? Khương Mỹ Nghiên lúc này cũng hơi hoang mang, nghiêng người qua hỏi, chồng ơi, chuyện này là như thế nào vậy? Sao tên Tiêu Chính Văn đó đột nhiên lại giàu có như vậy? Vẻ mặt Ngô Khoan Nghiệp cũng tràn đầy nghi hoặc, nói anh làm sao mà biết được? 1 tỷ tệ đấy. Mua được căn biệt thự 1 tỷ tệ. Tiêu Chính Văn này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không phải anh ta chỉ là một tên lính xuất ngũ thôi sao? Sao lại có nhiều tiền như vậy? Lẽ nào, anh ta đang giấu thân phận nào khác sao? Nếu như vậy, bản thân mình đắc tội với anh ta chẳng phải là rước họa vào thân sao? Ngô Khoan Nghiệp hoảng sợ, trong đầu ngập tràn những suy nghĩ lộn xộn. Lúc này Khương Mỹ Nghiên đột nhiên nói, chồng à, anh nói xem, có phải anh ta tìm diễn viên tới, cố ý diễn kịch trước mặt chúng ta không? Diễn kịch, em mù à, Tưởng Hoành đó anh có biết mà. Kịch gì mà có thể khiến hắn khom lưng cúi đầu được chứ? Ngô Khoan Nghiệp tức giận nói, lập tức xoay người rời khỏi văn phòng kinh doanh. Khương Mỹ Nghiên vội vàng đuổi theo. Hai người quay trở về xe, một lúc lâu sau đều không lên tiếng, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Quá sốc luôn. Hôm nay Tiêu Chính Văn khiến bọn họ không thể nào hiểu được. Em phải quay về nói với bố và ông nội mới được, tên Tiêu Chính Văn này nhất định có vấn đề. Khương Mỹ Nghiên nói. Ngô Khoan Nghiệp gật đầu, ừ, anh đưa em về. Nói xong, hai người lái xe quay trở về nhà họ Khương. Gì cơ, con nói Tiêu Chính Văn mua căn biệt thự Thương Hải số 1 trị giá 1 tỷ tệ sao? Khương Thái Sương, Khương Văn Kỳ và những người khác đang ngồi trên ghế ở sân trong của biệt viện nhà họ Khương lúc này đều kinh ngạc đứng bật dậy, trong mắt bọn họ đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Mỹ Nghiên, không được nói linh tinh đâu đấy. Chuyện này là thật sao? Khương Văn Kỳ nghiêm nghị hỏi. Khương Mỹ Nghiên gật mạnh, nói, bố, thật mà, con và Khoan Nghiệp đều tận mắt nhìn thấy. Tưởng Hoành của nhà họ Tưởng cung kính mời anh ta vào phòng tiếp tân VIP. Còn nói, biệt thự ở đây, Tiêu Chính Văn thích cái nào thì anh ta sẽ tặng cái đó. Xì sao? Mọi người trong nhà họ Khương đều há hốc mồm. Khương Thái Sương ngồi ở chính giữa, sắc mặt vô cùng khó coi. Mặt Khương Văn Kỳ cũng trở nên xanh mét. Sao lại như vậy được? Vẻ mặt của Khương Học Bác và Từ Phân đang ngồi ở một bên cũng tràn đầy nghi hoặc. Đặc biệt là Từ Phân, trong lòng bà ta đã bắt đầu tính toán kỹ càng các kế hoạch. Ha ha, tôi biết ngay mà, con rể nhà mình tuyệt đối không phải người bình thường. Từ Phân cười lớn, đứng dậy, kéo Khương Học Bác muốn rời đi, nói, còn ngồi đấy làm gì, không mau đi tìm Vi Nhan. Bảo nó chia cho chúng ta một phòng. Biệt thự Thương Hải số 1 là biệt thự xịn nhất của Tu Hà đấy. Được ở đó thì thật sung sướng biết bao, hãnh diện biết bao. Nói xong, Từ Phân kéo Khương Học Bác rời đi. Trong sân chỉ còn lại đám người Khương Văn Kỳ đang trợn tròn mắt. Thảo nào Khương Vi Nhan muốn rời khỏi nhà họ Khương chúng ta. Thì ra đã lót đường kỹ càng rồi. Khương Văn Kỳ giận điên người. Biệt thự 1 tỷ tệ còn nhiều hơn cả tài sản của nhà họ Khương. Chuyện này rốt cuộc là như nào? Cho dù thế nào cũng phải làm cho ra nhẽ, Tiêu Chính Văn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, Khương Thái Sương trầm giọng nói. Khương Văn Kỳ nghi hoặc hỏi, bố nói xem, có phải tiền lúc trước của nhà họ Tiêu không? Khương Thái Sương cau mày, nói cũng không phải không có khả năng, năm đó nhà họ Tiêu cũng là gia tộc nhất nhì Tu Hà này. Nếu như không xảy ra sự cố 5 năm trước, cũng sẽ không kết thúc như vậy, nói không chừng, Tiêu An Vũ đã để lại cho Tiêu Chính Văn một số tiền lớn. Như vậy khá là hợp lý. Trong lòng mọi người đều thấy ổn định hơn một chút. Nhưng nhiệm vụ cấp bách lúc này là mời Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan quay về nhà họ Khương, Khương Thái Sương nói tiếp. Khương Văn Kỳ lập tức hiểu ý của ông cụ, nói, bố, ý của bố là lừa tên Tiêu Chính Văn đó. Khóe miệng Khương Thái Sương khẽ nhếch lên, nói, đúng vậy, trên người cậu ta nhất định là có rất nhiều tiền, nếu đã vào nhà họ Khương chúng ta, thì
thì tiền của cậu ta cũng là tiền của nhà họ Khương. Nhà chúng ta cần tiền để phát triển hơn nữa. Con hiểu rồi ạ, con sẽ lập tức đi tìm Khương Vi Nhan, Khương Văn Kỳ cười khẩy. Phía bên này, Khương Vi Nhan đang ở nhà với Nana. Đột nhiên giọng nói phấn khích của Từ Phân truyền tới, bà ta cười hả hê xông vào, hét lớn, con gái ơi, con đổi biệt thự lớn, sao không nói với bố mẹ một tiếng, chúng ta có phải người một nhà nữa không đây? Khương Học Bác theo sát phía sau, khi nhìn thấy bộ dạng này của Từ Phân, ông ta cũng bất lực thở dài. Khương Vi Nhan ngẩn người, nhìn Từ Phân đang cười hả hê, không hiểu hỏi, mẹ đang nói gì thế? Biệt thự nào? Trời ơi, bố mẹ đều biết hết cả rồi, con đừng giấu nữa. Từ Phân mỉm cười, vội vàng đỡ Khương Vi Nhan ngồi xuống, nói, mẹ đã nghĩ ổn thỏa rồi, mẹ và bố con, còn có Khương Thần nữa, chúng ta đều sẽ qua đó ở. Lúc đến đây mẹ đã tra thông tin về căn biệt thự đó rồi, to lắm, 7-8 phòng lận mà, đủ cho gia đình chúng ta ở, còn có bãi cỏ và hồ bơi nữa. Nghe Từ Phân huyên thuyên không ngừng, Khương Vi Nhan càng lúc càng thấy khó hiểu, vội vàng ngắt lời bà ta, nói, mẹ, con không hiểu mẹ đang nói gì, biệt thự gì cơ. Nghe thấy vậy, Từ Phân sửng sốt, bà ta cau mày lại, nói, Khương Vi Nhan, con đừng có giả bộ trước mặt mẹ nữa, không muốn mẹ, bố con và cả em trai con qua đó ở đúng không? Con làm như vậy là không đúng, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà. Bà ta vừa nói xong, Khương Thần vừa chạy như bay tới lao thẳng vào phòng, trên mặt nở nụ cười tràn đầy hưng phấn, nhìn Khương Vi Nhan nói chị, nghe nói anh rể mua biệt thự Thương Hải số 1 trị giá 1 tỷ tệ đúng không? Đó là căn biệt thự sang trọng và đắt tiền nhất Tu Hà này đấy, em là em trai chị, em cũng muốn vào đó ở. Lần này Khương Vi Nhan hoàn toàn choáng váng. Cái gì mà biệt thự 1 tỷ tệ? Con thật sự không biết mọi người đang nói gì. Biệt thự gì cơ? Khương Vi Nhan hỏi ngược lại, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Lúc này, gia đình Khương Văn Kỳ cũng chạy tới, vừa vào tới cửa đã tươi cười hét lớn, Vi Nhan, ông nội nói rồi, từ hôm nay trở đi, các cháu quay về nhà họ Khương, còn về phần biệt thự, gia đình chúng ta còn có ông nội nữa, có thể cùng sống chung ở đó không? Không được. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên ở cửa. Tiêu Chính Văn sắc mặt u ám, bước từng bước vào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.